lời chẳng nói ra những yêu thương mà đành vội xa cách nhau, mà nỗi đau rằng sẽ đi ký ức ngày xưa. Không gian lặng yên chỉ còn mình ta với hy vọng, nhiều ngày mới có đến em sẽ về bên anh. Còn đây chút yêu thương thoáng qua đôi tay chẳng thể níu lấy. Có lẽ vì quá yêu nên tim dù đau vẫn chẳng nối thành câu. Vì ai đã đến khi cho tình yêu nồng say chợt phút bay. Giờ cho tình sớm tim ai quặng đâu, chỉ là thân mình đã quá lâu đành mất nhau. Chỉ là một tiếng thanh minh ngày xưa, một phần hôm nay đã héo khô vì mất Đam Mỹ, chém không đứt, đích hàm trư trảo. Tác giả, Đường Hoa Quý. Người đọc, Châu Gia Thiện. Chương 31. Mộ Dung Cương mỉm cười nhìn con trai, rồi cũng nhanh chóng cởi quần áo bước vào trong bồn. Cha con cùng tắm như vậy, hình như da thịt tiếp xúc thân cận sẽ giúp bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn bình thường. Khi Bảo Bảo chào đời, bác sĩ phụ trách đỡ đẻ cho Mộ Dung Cương sau khi tắm rửa cho bé xong liền đem Bảo Bảo trần trụi như vậy đẩy vào trong lòng của y. Chính một khắc đó, hai cha con đều thích cái cảm giác này. Mộ Dung Cương nghĩ có lẽ đây là nguyên nhân Bảo Bảo đặc biệt thích y đi. Mà cái vị vú em kia, bởi vì lúc ấy bị thạch cao quấn khắp người cho nên chỉ có thể nằm một bên mà chảy nước miếng thèm thuồng, chứ không có cái cách nào tham gia được. Hình như cũng chính vì vậy mà Bảo Bảo không có thích hắn ta cũng là có nguyên nhân. Mộ Dung Cương đắc ý bế Bảo Bảo lên, để cho Bảo Bảo ngồi lên trên đùi của mình, làm như đang chơi cầu tuột, khiến cho cô cậu khoái chí cười khanh khách. Khi mà dụi đầu vào trong lòng của ba ba, bé con đột nhiên bị một cái đóa hoa hồng nho nhỏ hấp dẫn lực chú ý. Dường như đã mơ ước từ lâu rồi, Bảo Bảo liền không có một chút nghĩ ngợi, liền mở lớn cái miệng nhỏ, ngao ô một ngụm cắn lên. Quang quang à? Mộ Dung Cương thật bi hài, nhưng rồi lại không có kéo con trai mình ra được. Theo như kinh nghiệm từ trước, nếu như bây giờ mà lôi cái tên nhóc con này ra, thì nhỏ nhất định sẽ gào khóc thảm thiết. Cho nên chỉ có thể đem con ôm vào trong ngực, để mặc cho bé con ngậm chặt lấy cái nơi đó mà mút vào. Ngô, nói thật nha, cái nơi đó nó thực sự là cũng có một chút sữa tươi, nhưng mà rất ít, chỉ có một chút thôi. Vốn là vì bác sĩ kia có đề nghị Mộ Dung Cương nên để sữa 3 tháng. Dù sao thì sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh là nguồn bổ sung chất dinh dưỡng tốt nhất. Chỉ là nếu như thực sự muốn có sữa thì ngay trong cái thời kỳ mang thai đã phải chuẩn bị. Mà Mộ Dung Cương, bởi vì cha của cái đứa nhỏ này xảy ra chuyện mà không có tâm tình để nghĩ đến cái chuyện này. Đợi đến khi mà cha của đứa nhỏ tỉnh lại thì y đã cận kề ngày sinh. Với lại hơn nữa lại còn đang ở nước ngoài, rất nhiều thứ bổ dưỡng đều không có. Cho nên Mộ Dung Cương cứ thuận theo tự nhiên mà thôi, không có cố ý khống chế, cũng là không có dùng chất dinh dưỡng ép cơ thể có sữa. Ngày hôm sau khi sinh Bảo Bảo, bộ ngực liền có cảm giác trướng trướng khó chịu, hơi đau đầu, chườm nóng thật lâu mới trị ra được một chút sữa tươi vàng nhạt. Bất qua Bảo Bảo lại phi thường thích. Tuy rằng biết cái lương thực ở nơi đây nó không có đủ ăn, nhưng mà vẫn là rất kiên nhẫn mỗi ngày muốn hút vài lần, đến khi mà vét sạch sẽ thì mới bằng lòng dùng sữa bột. Mộ Dung Cương cũng mặc kệ con của mình, đối với cái đứa con này y có tình cảm vô cùng sâu đậm. Đợi hơn 7 năm mới có được một đứa con, dùng túng cho nó một chút xíu thì có sao đâu chứ. Y hoàn toàn là cam tâm tình nguyện.
Đột nhiên cửa mở ra, tiểu lưu manh chỉ quấn độc một cái khăn tắm, lấm la lấm lét chui vào. Thêm bảo bảo ghé vào trước ngực của Mộ Dung Cương bú sữa. Nhất thời, hai mắt của hắn ta lóe ra tinh quang. Mộ Dung Cương thấy hầu kết của hắn ta giật giật, rõ ràng chính là đang nuốt nước miếng. Lại làm bộ lắc lắc cái bình sữa trong tay, lấy lòng nói: "Bảo bảo đau bụng đi chứ, nè, anh thấy đến giờ rồi nên phải sửa chọn. Em là cũng khát nước đi, nè, em có muốn uống nước không chứ?" "Không cần đâu." "À, nè, hay là uống một chút đi chứ." Tiểu lùm manh nịnh nọt nói, chân đã nhanh chóng bước qua cái thành bồn tắm. Hắn vào được rồi, Mộ Dung Cương rất là bực mình. Cái tên tiểu gia quả này, tại sao vừa về đến nhà liền có thể biến thành như vậy chứ? Thật là bực mình mà. Là một phú em có trách nhiệm, tiểu lưu manh lại cảm thấy mình cần phải cùng với con trai thiết lập quan hệ thân mật. Nếu không, cái thằng nhóc này cả ngày nó cứ quấn lấy ba ba của nó, chỉ chơi với ba ba, hoàn toàn coi hắn ta là người qua đường gáp. Vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Hồi trước là tại hắn ta phải nằm ở trên giường, không thể nào động đậy được. Nhưng mà hiện tại, đường một giường nghĩa vô phản cố, chen vào trong bồn tắm, muốn cùng với con trai của mình chia sẻ bà ba của đó. À, không đúng, là cùng với lão bà chia sẻ cái trọng trách chăm sóc con trai chứ. Vương hai bàn tay to, đem bé con đang vùi đầu ở trước ngực của Mộ Dung Cương bế ra, đem bình sữa nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn của bé. "Được rồi, quen quen à, uống sữa đi nha." "Bình này nhiều hơn nè." Bảo bảo đột nhiên bị quấy rầy sửng sốt một chút, sau khi mà phản ứng lại được, liền không có thèm để mặt mũi của lão cha, dùng đầu lưỡi lè cái núm vú cao su ra, hòa một tiếng bắt đầu khóc thất thanh. Mộ Dung Cương trừng cái tên vú em chỉ biết gây rắc rối một cái, rồi đem con trai của mình đoạt về, lấy một bình tiểu thù du nhét vào trong miệng của bé con. Kỳ tích đã xuất hiện, bảo bảo lập tức yên tĩnh trở lại, ngừng khóc, chỉ là ủy ủy khuất khuất ghé vào trong lòng của bà ba, ngậm lấy tiểu thù du bút chuồn chuột. Cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại ngoảnh ra ở phía sau trừng được cái lão cha xấu xa một cái, trong đôi mắt nhỏ ẩn ẩn nước hiện rõ cáo trạng. Mộ Dung Cương bị cái bộ dáng đáng yêu của con trai chọc cười, nắm lấy cái nắm tay nhỏ xíu của con trai đánh lên hình hai cái lên trên người của cái tên tiểu lưu manh kia. "Thôi được rồi, được rồi, quan quan à, lão cha xấu xa của con đã bị đòn rồi đó. Con không có cần gì nữa nha. Đến đây, bà sẽ gội đầu cho con nha." Ngô. Bé con ừ hử hai tiếng, xem như là miệng cưa đồng ý đi. Mộ Dung Cương thật là cẩn thận, một tay đỡ lấy sau đầu của con, chậm rãi để cho bé nằm ngửa ra. Tuy rằng là lại phải nhả cái của anh đào ra, nhưng bởi vì là vì cái lần này là ba mà bảo bảo yêu nhất, cho nên bảo bảo không có khóc nữa, cứ tùy ý cho bà ba khoác nước ấm lên trên đầu của mình. Lại còn cười khanh khách, tỏ vẻ là rất thích thú. Cái vị phụ em nào đó nhìn cảm thấy thật là đã ghiền. Nói đến thì cũng lạ, cũng là mỗi một cảnh này hắn ta nhìn thấy không dưới 100 lần, nhưng mà lần nào nhìn thấy vẫn là cảm thấy bảo bảo nhà của mình là thiệt là mềm hoe quá đi. "Nè, ngốc đó làm gì chứ?" Mộ Dung Cương trừng mắt nhìn hắn ta một cái, đưa tay ra ở trước mặt của hắn ta. "Đưa cho em ít dầu vào đầu đi." "Tuân mệnh." Dù em lập tức làm theo. Việc này hắn ta rất là quen thuộc. Xuất ra cái chai dầu gội chuyên dụng của bà bảo, rót một ít vào trong lòng bàn tay, cho một chút nước ấm vào, rồi chà sát cho lên bọt. "Tiểu Cương à, đem tắm cho con nha, có được không?" Mộ Dung Cương liếc mắt nhìn hắn ta, biết là hắn ta muốn lấy lòng bảo bảo. "À, vậy thì anh thử đi, nhớ là phải nhẹ tay đó." "Ok." Được đến cho phép của em tập, lập tức vô cùng cao hứng bắt đầu gội đầu cho con trai của mình. Tuy rằng là chưa bao giờ làm, nhưng mà hắn ta đã nhìn Mộ Dung Cương làm rất nhiều lần rồi, cho nên rất nhanh liền nắm được yếu quyết, thật nhẹ nhàng massage da đầu cho bảo bảo. Da của trẻ con vốn rất mềm mại, nhưng mà bởi vì sinh trưởng nhanh chóng, thay thế màu, cho nên tốt nhất là mỗi ngày đều gội đầu tắm rửa. Nhưng mà tuyệt không có thể nào sử dụng móng tay để mà cào,
chỉ có thể dùng lòng bàn tay xoa xoa nhẹ nhẹ. Từ trước cho tới giờ vẫn là Mộ Dung Cương tự tay tắm rửa cho Bảo Bảo, nhưng mà một tay phải đỡ con, cho nên không có thể nào dùng cả hai tay mà chà sát giống như Đường Mộ Dương được. Đường Diệt Quang ngông nghênh nằm một chỗ. Mới đầu tuy là có hơi không có thích ứng đối với người hầu gội đầu mới này, nhưng mà được massage vài cái, bé còn lại cảm thấy rất là thư thái, thật thích ý liềm diềm mắt để hưởng thụ. Thấy tiểu gia khỏa hài lòng, Vũ Em liền thuận ý thành chương, tiếp tục chuyển sang tắm rửa, hầu hạ Bảo Bảo tắm rửa thật sạch sẽ. Mộ Dung Cương không phủ nhận, có người giúp đỡ, việc tắm rửa cho Bảo Bảo đã nhanh hơn rất nhiều. Tranh thủ Bảo Bảo còn đang nằm ở trong lòng của tiểu lưu manh đùa giỡn, y có thể nhanh chóng tắm rửa cho bản thân của mình luôn. Tiếp nhận lại Bảo Bảo, hai bà con đã sạch sẽ, y bèn đứng lên mang Bảo Bảo đi ra bên ngoài. Vũ Em còn ngồi ngốc một chỗ, lúc này mới phát hiện ra mình lại bị bỏ rơi rồi sao? Tư Cương à, em đến với. Tại sao lại phải đợi chứ? Mộ Dung Cương mặc đồ cho mình, lẫn với Bảo Bảo xong, cầm lấy cái bình sữa Vũ Em mới nãy cầm theo, đút cho Bảo Bảo ăn, buộc miệng nói: không lẽ lên đây cũng để chú sữa à? Cái lời này vừa ra khỏi miệng, Mộ Dung Cương liền nhận ra là mình vừa nói nhầm rồi, không có dám nhìn đôi mắt phát sáng ra lục quang của Tiêu Lưu Manh. Hai lỗ tai đỏ lửng, ôm lấy Bảo Bảo chạy biến đi. Trốn vào trong giường lớn thoải mái, cái vết đỏ trên mặt còn vẫn chưa có tan, thường là mất mặt mà. Lại nói, từ khi mà Tiểu Lưu Manh tỉnh lại, hai người vẫn chưa từng có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào cả. Mới đầu là Mộ Dung Cương mang thai không tiện, nhưng lại hơn nữa, Đường Mộ Dương vừa tỉnh, lại còn nửa chết nửa sống, nằm ở trên giường không thể nào động đậy. Mộ Dung Cương cũng là không có thể nào hầu hạ hắn ta được. Rồi sau đó, Bảo Bảo chào đời, lại càng không thể chơi. Tịnh dưỡng mất hơn 2 tháng, cả hai người mới tạm bình phục lại, liền lên trên đường trở về nước. Suốt một khoảng thời gian dài như thế, chưa từng có thân mật tiếp xúc, nếu một chút cũng là không muốn, đương nhiên là gạt người ta rồi. Nhưng mà Mộ Dung Cương từ cái lần mà ở bệnh viện khẩu giao cho Tiểu Lưu Manh ép hắn ta tỉnh lại, trong lòng vẫn là có bóng ma tâm lý. Mỗi lần mà Tiểu Lưu Manh có ám chỉ thì y đều trở nên quảng hốt, theo bản năng mà lảng tránh, do đó sinh ra một cái loại cảm xúc mâu thuẫn, thật sự là cảm thấy vô cùng mất mặt lẫn với ngượng ngùng. Hơn nữa là có Bảo Bảo, nhìn bé con béo béo tròn tròn mềm mại, khi mà bé con ngủ thì nhìn ngắm như thế nào cũng không đủ, bé con thức thì khi bị nhìn chăm chú bởi cái đôi mắt tròn xoe ngây thơ hoàn toàn ỷ lại vào mình kia, Mộ Dung Cương liền càng không có hứng thú để ý tới cha của đứa nhỏ đó. Y học cũng có nói rằng, có không ít trường hợp người vừa làm mẹ đều đem bạn tình cố ý hay là vô tình bỏ qua, đây chính là một hiện tượng hoàn toàn bình thường mà thôi. Nhưng mà Tiểu Lưu Manh lại cảm thấy, nếu đã về nhà rồi, hắn ta nhất định là phải cố gắng tranh thủ để có thể gia tăng sinh hoạt tính phúc lẫn với địa vị của mình ở trong gia đình. Cho nên khi mà Tiểu Quang Quang được ba ba cho uống hết cái bình sữa kia, đang định cùng với ba ba của bé hảo hảo từng thiết một chút, thì đột nhiên lại có một kẻ khó ưa nhảy ra quấy rối. Tiểu Quang Quang à, đến đây chờ ôm nào. Đem con trai từ trên giường bế lên, Đường Mộ Dương biến hóa nhanh chóng, hóa thành lão cha mẫu mực ru con của mình ngủ. Cục cưng ngoan à, ha ha ha, ngủ đi nào. Nè, anh đừng có bế con mà ngủ vậy chứ. Mộ Dung Cương nóng nảy, lỡ nó mà quen rồi, sau này mỗi lần ngủ đều sẽ bắt phải có người bế đó, biết chưa? Không sao cả mà. Quen thì quen chứ, sau này mỗi ngày anh đều sẽ ẵm con để ru con ngủ. Vì lợi ích ở trước mắt, phải nhanh chóng đưa cái thằng con thúi này ru vào trong mộng đẹp. Đường Mộ Dương không có tiếc hy sinh bản thân mình, bán đứng tương lai an bình. Đường Diệt Quang chớp chớp cái đôi mắt to, vô cùng khó hiểu. Cái người được gọi là cha của bé, sao đột nhiên lại trở nên thân thiết quá vậy chứ? Phải biết rằng, ở trong lòng của bé, suốt 3 tháng tuổi đời, bé chỉ xem cái người được gọi là cha này như là một ông chú quen mặt mà thôi. Are you going to Rush Brown Fair? Ông chú ngâm nga một bài hát tiếng Anh
Đừng có thường nha. Trời sinh cho hắn ta một giọng nam trầm ấm áp, vô luận là hát ca khúc nào cũng đều nghe rất là hay. Nhớ năm đó Mộ Dung Cương mê hắn ta lắm, đây cũng là một trong những cái nguyên nhân. Bảo Bảo một chữ nghe ra cũng không hiểu, nhưng mà bé lại cảm thấy cái giọng hát này thật là dễ nghe. Dường như có thể kích phát được một cái chút liên kết từ trong dòng máu. Ít nhất thì cái ông chú này vẫn là rất cố gắng để có thể lấy lòng của bé. Cho nên Bảo Bảo chỉ hơi nhíu như mày một chút, sau đó hai hàng chân mày lại giãn ra, chuyên tâm để nghe Phú Em phục vụ âm nhạc. Cái đôi mắt to vô lực chớp chớp yếu ớt một cái. Ông chú này sao mà càng hát lại càng khiến cho bé buồn ngủ vậy chứ? Không được mà, người ta là còn muốn đi tìm ba ba của mình. Nhưng mà Bảo Bảo hai cái miệng nhỏ nhắn ra ngáp một cái tên là to, thì là buồn ngủ quá đi mà. Ông chú ở trên cái má hồng hồng của bé hôn một cái, thì là dịu dàng mà dỗ dành. Ngoan ngoãn nào, ngủ đi nào. Ha. Ách không được mà, người ta vẫn là còn muốn đi tìm ba ba của mình. Nhưng mà tại sao hai mắt lại mở không lên được vậy chứ? Hay là ta ngủ một chút cái đã đi, để cho một bạn nhỏ mới có 3 tháng tuổi đấu tranh với cái cơn buồn ngủ thực sự là rất khó khăn mà. Vậy thì ngủ một chút cái đã. Đường Mộ Dương ôm con trai của mình thật là nhẹ nhàng đu đưa một chút. Xác nhận bé con đang ngủ say, mới nhẹ nhàng bỏ bé vào trong cái nồi. Mộ Dung Cương vươn tay vỗ về Bảo Bảo mấy cái, ngửi được cái mùi của bà. Tuy rằng là nằm lên trên giường khác, nhưng mà Bảo Bảo vẫn cứ yên tâm mà ngủ. Hai người lớn không hẹn mà cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Cương cũng ngáp một cái, vì mang Bảo Bảo về nhà, tuy rằng là cha có cho y một chiếc chuyên cơ, nhưng mà bay xuống một quãng đường dài không nghỉ, cho nên một quãng đường trở về này y cũng vô cùng mệt mỏi. Ngủ ngủ, dưỡng tinh thần cái đã. Nhưng mà một cái móng vuốt kia nhanh chóng đã vuốt tới, vói vào bên trong vạt áo của y, tiến hành quấy rối. Nè, anh đã làm cái gì đó chứ? Mộ Dung Cương đè thấp lấy thanh âm, đẩy cái móng vuốt kia ra. Có Bảo Bảo kìa, đi cho em ngủ đi. Tiểu lưu manh nhân thể để bị kéo vào trong lòng, bắt đầu cởi quần áo. Em à, Bảo Bảo nó ngủ rồi, em đừng có kêu lén là được rồi. Hả? Đừng muốn dương à? Mộ Dung Cương đỏ mặt. Mới vừa trở về thôi, anh làm cái gì vậy chứ? Em không thấy sao? Hình đi à? Tiểu lưu manh rất nhanh phao vài cái miệng nhãn thẳng thắn. Lão tôi muốn làm tình đó. Không được đâu. Vì cái gì lại không được chứ? Em... Mộ Dung Cương tìm không có ra nguyên nhân, lùng tùng mà nói đại. Em mà chết được đó. Lý do cự tuyệt này là quá là vô lý mà. Chơi xong anh sẽ để cho em ngủ, cứ như thế này sẽ nghẹn chết anh đó, biết không? Tiểu lùm mạnh không biết tại sao gần đây lão bà của hắn ta lại hay thẹn thùng như thế. Nhưng mà hắn ta biết chuyện của hai người bọn họ có đôi khi không có cần là phải nói nhiều. Nếu như mọi chuyện đều là phải nói ra thì đó là bạn bè chứ không có phải là người yêu. Cho nên Tiểu Lưu Manh hạ quyết tâm, không có để Mộ Dung Cương phản đối, mạnh mẽ đem y đặt ở dưới thân, rất nhanh cởi ra cái lớp quần áo vương phiếu, cúi đầu nhanh chóng ngăn chặn cái đôi môi của đối phương. Ngô nè, em còn chưa uống thuốc tránh thai đó. Mộ Dung Cương còn chưa có nói hết lời thì miệng đã bị bịt kín lại. Quả thực là bị nghẹn lâu lắm rồi, khi mà đầu lưỡi còn chưa có xâm nhập, lý trí còn cơ bản giữ quyền khống chế, Mộ Dung Cương liền cảm giác được ở bên dưới có cái thứ gì đó đang đâm vào trong người của mình. Mà dương vật của y ở trong tay của Tiểu Lưu Manh bị xoa nắng chưa được vài cái đã hưng phấn dựng đứng thẳng lên. Ngón tay đưa xuống phía dưới, đóa mật hoa bị vắng vẻ quá lâu đang ngượng ngùng tiết ra yêu dịch, vô thành vô thức bị lộ ra khát vọng của nó. Tiểu Lưu Manh đợi không kịp, không có làm bất cứ cái tiền hỷ nào, tự là mạnh mẽ tách hai chân của Mộ Dung Cương ra, đem dục vọng nóng hừng bừng mà nhắm ngay cửa mật hoa quyết đoán sáp nhập. Đối với một người đàn ông mà nói, chuyện đau khổ nhất là gì chứ? Không có phải là trong túi chỉ còn lại có một xu, mà là cái phương diện kia công năng không được. Tiểu Lưu Manh trợn mắt
há hốc mồm nhìn người dưới Tân, cứng người ước chỉ là đến 3 giây mới có thể phản ứng trở lại. Nếu không có phải là kịp thời liếc sang nhìn thấy bé con đang nằm ở trong cái nôi bên giường, thì hắn ta đã thả phanh mà cười to rồi. Cúi xuống, cường ngạnh kéo lấy cái gương mặt của Mộ Dung Cương vì xấu hổ mà chồm ở khuỷu tay lên, tà ác trêu đùa. Tiểu Cương à, thế mà này lại không biết là em thèm khát đến như thế đó. Nếu như mà đây muốn thì cứ nói việc ra sớm đi, lão công anh đây nhất định sẽ thông mãn em mà. Em xem nè. Hắn ta ra vẻ tiếc hận, vui sướng khi gặp quả mà nhìn Mộ Dung Cương dưới thân. Tiểu Mật Huyệt khi mà vừa bị hắn ta cắm vào thì Tiểu Cương đã tuyên cáo đầu hàng. Hắn ta liếc mắt một cái rồi thở dài. Thiệt tình mà, em nói coi, làm lão công như anh đây có phải là bởi vì không thể nào thỏa mãn cho em mà nên cảm thấy xấu hổ không chứ? Mộ Dung Cương quả thực là không có còn mặt mũi gì để mà gặp người nữa rồi. Tuy rằng là có khí quan của phụ nữ, nhưng mà y vẫn ít nhất là ở bên ngoài, y vẫn là một người đàn ông. Như thế này thì đúng là quá mức đã kích lòng tự trọng của y rồi. Khi mà Tiểu Lưu Manh tiến vào trong địa phương đó, Mộ Dung Cương không có hề ngờ tới bản thân của mình cư nhiên lại đạt tới cao trào. Không chỉ có ở phía trước đâu, ngay cả ở cái nơi đó cũng giống nhau. Cò bóp mạnh liệt đã làm cho Tiểu Lưu Manh thiếu chút nữa cũng giống như y mà cùng nhau tới sớm. May mắn thầy hắn ta nhìn xuống kịp, bảo phải được tôn nghiêm lẫn với kiêu ngạo của đàn ông, chứ không có đến nỗi giống như Tiểu Cương đây. May mà không đến nỗi để cho người ta cười nhạo đó. Cút ra đi, em không chơi nữa. Thẹn quá thành giận, cái kẻ tới sớm hơn muốn tự dinh thân của người nào đó dạy dùa chạy thoát ra, đúng là quá mất mặt mà. Mộ Dung Cương âm thầm tự là thận trọng để mà suy xét, không lẽ y đây cũng là cần phải đi tìm thuốc bổ thần hay sao đây? Muốn chạy sao chứ, không có cửa đâu. Tiểu Lưu Manh tóm chặt lấy hai cái cánh tay của Mộ Dung Cương, đột nhiên lên nở ra một cái nụ cười tà ác. Nếu như Tiểu Cương đó khác đến như thế này rồi, vậy thì hắn ta bày một cái chút chuyện kích thích chắc là không quá phần đi. Hết nè, anh muốn làm cái gì chứ? Mộ Dung Cương có một chút kích động. Tiểu Lưu Manh cởi quần áo ra, đem hai tay của y trói chặt lên trên đầu giường. Đầu giường của bọn họ được thiết kế hình cung với những nan hoa bằng sắt, không có những cái thanh sắt thẳng giống như là kiểu giường thường thấy. Nhưng mà như thế này cũng là vẫn có thể tạo ra một chút không khí SM nhỏ nhỏ. Được rồi, được rồi. Ngoan nào. Tiểu Lưu Manh cúi đầu trấn an lão mặt của mình. Anh sẽ không chơi quá đáng đâu. Tiêu Cương à, đến, đem cái này đâu vào đi. Theo thói quen, tính vói lên trên cái tủ đầu giường. Lúc này mới chợt phát hiện ra bọn họ đã dọn nhà rồi. Bộ dụng cụ kiếm khống chế bắn tinh ở nhà của Mộ Dung Cương không có mang qua bên đây. Không còn cách nào khác, Tiểu Lưu Manh phiền nghĩ cho cái sức khỏe của người yêu, chỉ có thể lấy cái sợi dây ở trên chiếc dây vải của Bảo Bảo rút ra, ràng lên trên hạ thể của Mộ Dung Cương. Em không muốn đâu. Mộ Dung Cương không có thích cái loại cảm giác này, làm cho y có một chút cẩn trương lẫn với sợ hãi. Không có phải là cột vào trên người của mình, Tiểu Lưu Manh không có bận tâm. Không sao đâu mà, anh sẽ buộc không có chặt đâu. Bất quá là hắn ta vẫn nghiêm túc điều chỉnh một chút cái độ căng, miễn cho thường tổn đến Mộ Dung Cương. Bất quá là ngoài miệng vẫn là ác liệt dữ cực. Nếu mà đây cứ mỗi lần hợp động em liền bắn ra, thì chẳng phải anh sẽ khiến cho em đây tinh tận nhân dòng sao chứ? Anh mới là tinh tận nhân dòng đó. Mộ Dung Cương phẫn nộ rồi, nhưng mà y đã quên mất bản thân của mình bây giờ là cá đang nằm ở trên thớt, mặc cho người ta xử lý. Chỉ có thể dùng cái ánh mắt u oán mà nhìn Tiểu Lưu Manh, nhưng lại càng khiến cho Tiểu Lưu Manh kia càng chịu không nổi. Vậy sao chứ? Vậy thì cứ để cho anh đây ở trên người của em mà tinh tưởng nhân dòng đi. Hả? Tiểu Lưu Manh không có khách khí, bài cái hai chân của Mộ Dung Cương ra, bắt đầu điên cuồng mà tiến vào. Nhẹ, nhẹ một chút thôi. Mộ Dung Cương thực sự là chịu không nổi nữa rồi. Hạ thể vừa trải qua một lần cao trào,
Bên trong nó mẫn cảm đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Sao lại có thể chống lại cái sóng cuồng như vậy chứ? Ngay từ đầu, y liền rất vô dụng mà cầu xin tha thứ. Nhưng mà Đường Mộ Dương không có chịu. Hắn ta có thể cảm giác được hòa kính của Tiểu Cương ướt đẫm như là mặt đất sau cơn mưa. Hoàn toàn không có bất cứ cái thứ gì cản trở mình xâm nhập. Vừa sinh em bé xong, hòa kính so với cái lúc trước nó rõ ràng là rộng hơn không ít, nhưng mà có chật hẹp khiến cho hắn ta khó chịu. Nhưng cũng lại không có đến nỗi là rộng quá mức. Cái cảm giác này nó thực sự rất là sảng khoái. Nghĩ đến Tiểu Cương cũng không có phải là đau đến khó chịu, mà là khoái cảm đến mức không chịu nổi. Cho nên Mộ Dung Cương lại càng cầu xin tha, hắn lại càng xấu xa mà dùng sức gia tốc. Quả nhiên chưa được vài cái, Mộ Dung Cương liền cái gì cũng đã không nói nên lời. Hai cái cánh mũi phập phồng, ánh mắt mê ly tự nhiên là phủ một tầng sương mù. Tiếng ngầm nga êm ái từ trong miệng quỳ thỉnh thoảng lại vang lên, treo dọc Tiểu Lưu Manh có muốn ngừng cũng lại ngừng không được. Thích công chứ hả? Đường Mộ Dương đem Mộ Dung Cương sụi lên ôm lấy, liếm liếm cái vành tay mẫn cảm của y, hỏi. Mộ Dung Cương nói không nên lời, chỉ có thể bất lực mà nhìn hắn ta. Khoái cảm tột độ làm cho khóe mắt của y đã rơi ra vài giọt lệ. Bộ dáng đáng thương hề hề này lại càng thêm kích thích ham muốn bạo ngực của Tiểu Lưu Manh. Đường Mộ Dương gắt gao đem y ôm vào trong lòng ngực, thật là điên cuồng cắn mạnh vào trong vành tay của Đường Mộ Dung Cương. Người này chính là của hắn ta, hoàn toàn từ đầu cho đến chân đều là của hắn ta, là người của hắn. Hắn muốn chơi như thế nào thì hắn ta chơi. Tiểu Lưu Manh vì cái ý nghĩ này mà hưng phấn đến không thôi, thay đổi cái tư thế ân ái, tháo dây trói ra để cho Mộ Dung Cương ngồi lên trên người của hắn ta. Làm như vậy lại càng khiến cho hắn ta có thể xâm nhập đến sâu hơn. Mộ Dung Cương phát ra cái tiếng khóc nức nở, y không được, thực sự là không chịu được nữa rồi. Cho dù là không tình nguyện cũng là vô pháp ngăn cản cao trào lại một lần nữa tiến đến. Tiểu Lưu Manh cảm thụ cơ thể của y co bóp mạnh liệt, hận là không có thể nào lập tức buông xuống đầu hàng được. Cầm giận mà thầm mắng, yêu tinh này quả thật là từ nhỏ đến lớn đều vô cùng câu nhân mà. Nhưng mà không được, hắn ta chính là đại lão gia, sao lại có thể dễ dàng như thế liền thỏa mãn chứ. Đàn ông mà, luôn muốn kéo dài một chút mới cảm thấy được uy phong. Cho nên hắn ta không hề động, chỉ là yên lặng hưởng thụ cái thể nghiệm ấm áp do hòa kính đạt đến cực hạn mang đến. Chờ đợi khi mà dư vị đi qua rồi, sau đó mới đem Mộ Dung Cương cả người sụi lơ đặt xuống, lẹp vồ lên, thừa dịp đối phương đang mất hết sức lực mà thần toàn lực công kích. Làm như thế này đây, tự hồ như có một chút là không có quá phúc hậu, nhưng mà không có thể nào phủ nhận được là có thể mang đến cho người ta khoái cảm tột độ. Tia lý trí còn sót lại cuối cùng của Mộ Dung Cương đã hoàn toàn mất đi, toàn thân chỉ còn lại có dục vọng thuần tế nhất. Mặc cho Tiểu Lưu Manh kia đem hai chân của y quấn quanh lấy thắt lưng của hắn ta, y cũng phối hợp kẹp chặt, quá thân thành mãnh thú, không có kiềm chế được mà rên rỉ liên tục. Cười anh không chứ hả? Yêu anh không? Đôi mắt của Tiểu Lưu Manh sâu thẳm hấp dẫn Mộ Dung Cương, cùng nhau mà đọa lạc trầm luân. Yêu, giọng nói khàn khàn bất tri bất giác lại vang lên. Sao lại có thể không yêu cái người đàn ông này được chứ? Người có thể mang đến khoái cảm tột độ như thế này cho mình chỉ có anh ta thôi, chỉ có anh ta, cũng là chỉ có thể là anh ta mà thôi. Vì tình hình này thì sao chứ? Ngón tay dùng sức niết lên một nơi đầu nhũ đỏ sậm, giọng nói âm trầm mang theo một cái tên nguy hiểm. Cũng cho sao chứ hả? Dù em đã đố kỵ rất lâu rồi, từ khi mà cái thằng nhóc con kia chào đời, cái chỗ này tựa hồ như đã trở thành lãnh địa riêng của nó. Cứ mỗi lần nhìn thấy cái thằng nhóc đó vẫn cao cái mông, dùi cái đầu nhỏ vào trong cái chỗ này mà hút lấy hút để, tựa hồ như hận là không có thể nào đem toàn bộ thân hình nhỏ xíu chôn vào bên trong này, làm cho Tiểu Lưu Manh mỗi lần đều thực sự là vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ. Tiểu Cương cho tới tận bây giờ chưa từng dung túng với mình như thế, sao lại có thể cho cái đứa nhỏ đại ngộ đặc biệt hơn cha của nó như vậy chứ? Tiểu Lưu Manh mặc kệ, hắn ta cũng muốn. Cho
cho anh mà. Mộ Dung Cương đã hoàn toàn mê loạn, bởi vì cái điệp viên yếu ớt ở trước ngực kia bị kéo đến đầu đựng, khiến cho y là việc không muốn bị hành hạ nữa mà đáp ứng, đồng thời ưỡn ngực ra, giống như là đang đem ngực của mình dâng tặng cho đối phương. Này coi như cũng được, Tiêu Lưu Manh lại cảm thấy mỹ mãn, một ngụm liền cắn xuống. So với con trai của hắn ta lại còn dùng sức hơn đi. Dù sao thì lão tử vẫn là người lớn nha. Ở trước ngực bị cắn đến đau đớn, làm cho Mộ Dung Cương nhíu mày, bản năng vươn tay ra, giống như là mọi khi hay trấn an con trai, xoa xoa sầu gáy của Tiêu Lưu Manh. Đau mà, nhẹ, nhẹ thôi. Tiểu Lưu Manh bị xoa thôi là thích. Trải qua sự cố gắng, cuối cùng cũng đã đoạt được thức ăn của con trai mình, đắc ý ngậm ở trong miệng, đưa lên ở bên môi của Mộ Dung Cương. Em cũng nếm thử cái hương vị của mình đi. Mộ Dung Cương hiện tại làm sao còn nhận ra được cái hương vị gì chứ, chỉ biết là hé miệng ra, liền theo bản năng vươn lưỡi ra đón lấy. Hai người chìm sâu ở trong bể tình dục vọng, hoàn toàn là không có phát hiện ra ở cái nồi nhỏ bên cạnh có một bàn nhỏ, dường như là cảm giác được kho lúa của mình bị mất trộm. Đôi mắt nhỏ cảnh giác mở to ra. Kỳ thực này cũng là không có thể nào trách bé được. Hai người lớn tiếng đã kêu lớn quá trời, cả một buổi trời. Bảo bảo giờ này mới tỉnh là đã nể mặt lắm rồi đó. Chỉ là nhất thời vẫn chưa có nhận ra cái chuyện gì, cho nên đôi mắt nhỏ nhỏ của bé đảo đảo vài vòng, có một chút mờ mịt. Bên cạnh, thân thể ái nhân mạch sinh ra tiếng động dâm mỹ vẫn cứ còn đang tiếp tục. Mồ hôi theo động tác kịch liệt mà rơi xuống tựa như mưa. Mồ hôi từ trên trán của Đường Mộ Dương nhỏ xuống, rơi lên trên mặt của Mộ Dung Cương. Mộ Dung Cương tựa hồ như là bị bù mê, vươn lưỡi ra liếm. Không biết là cái động tác nhỏ này phối hợp với gương mặt che kính dâm mỹ của y đã khiến cho y lại càng thêm mê người. Tiểu Lưu Manh hét lớn một tiếng, rồi bắt đầu dùng toàn lực mà tiến lên. Oa, cái âm thanh này chưa tắt, âm thanh khác lại vang lên. Bảo bảo tỉnh lại nửa ngày, không có ai quan tâm. Bị cái lâu cha của mình dọa cho một trận như thế này, lập tức có phản ứng, dùng cái tiếng khóc thét để nhắc nhở hai vị cha về sự tồn tại của mình. Tiếng khóc cứ tựa như là ma âm xuyên não, như sấm dày đắc bằng, kiên quyết mà quyết đoán, lôi đầu hai cái vị cha kia ra đang chìm sâu ở trong bể tình dục vọng. Quay đầu nhìn lại, nghe mắt lại trở nên ngu si. Quang, đừng khóc chứ. Tình cảm cho con mãnh liệt đã làm cho Mộ Dung Cương nhanh chóng phản ứng, vội vàng vàng vươn tay về cái phía của bảo, nhưng mà lại quên mất mình với cái tình hiện tại của mình trên căn bản là không có với tới. Nè, để chờ xong cái đã. Dù em nóng nảy vào cái thời khắc này mà đến quê rồi thì chẳng có khác nào là muốn hắn ta bị liệt dương. Không được mà. Mộ Dung Cương không biết đào đâu ra được sức mạnh, liều chết mà trường về phía con trai của mình. Đường Mộ Dương đã không buồn, hổ không thể nào bỏ được. Còn của hắn ta khóc thì hắn ta cũng là không có đau lòng, đành phải vươn tay ra đem con trai mò lại, đặt ở bên gối cho Mộ Dung Cương để có thể dỗ dành bé, rồi giả đò giống như là không nghe thấy cái tiếng của bé con khóc nháo. Lại ở trong cơ thể của Mộ Dung Cương triệu sắp một trận, nhanh chóng bắn tinh. Một cái màn ái ân kịch liệt cứ như thế mà trôi qua, qua loa và kết thúc. Cái cảm giác này Tiêu Lưu Manh thực sự là cảm thấy nghẹn khuất, có thể hình dung được. Nhưng những cái việc làm cho hắn ta nghẹn khuất vẫn còn chưa có hết đâu. Bảo bảo bị đôi phù phù yêu yêu đánh thức, sau khi được cả hai luống ca luống cuốn dỗ dành lại ngủ tiếp. Mộ Dung Cương hai mắt díp lại, ngay cả tắm cũng lười, liền theo gót con trai của mình đi đánh cờ với Chu Công. Tiểu Lưu Manh càng thêm lười biếng, cái chỗ cần phải rửa sạch sẽ kia hắn ta vẫn còn chưa khai phá hết. Nếu như Tiểu Cương đã ngủ rồi, một mình hắn ta còn thức thì có nghĩa lý gì nữa chứ. Thành thành thật thật ôm lấy lão bà của nhà mình lẫn với con trai, cùng nhau ngủ khò khò. Lại nói nhất thất túc thành thiên cổ hận, nếu mà cứ liên tục như thế này, chúng ta hãy vì cuộc sống không dâm dục, tương lai của vũ em mà cho hắn ta một cái mắt đồng tình đi. Này là vừa nằm xuống,
liền ngủ thẳng đến chiều tà. Đến khi mà nghe được vài tiếng đập cửa nhẹ nhàng, Đường Mộ Dương mới tỉnh lại. Tóm lấy áo choàng khoác vội lên trên người, vừa mở cửa ra đã thấy anh trai uy uy nghiêm nghiêm nhìn hắn ta. Thanh âm được đè thấp, ẩn ẩn với một chút hàn ý, chỉ cần dùng mũi ngửi thôi, thoáng qua cũng là có thể ngửi được cái cổ hương vị dâm mỹ. Hắn đã làm ra cái chuyện tốt gì chứ? Đường Mộ Thần liền còn có cần phải hỏi hay sao? Đã mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy chứ? Người của Kỳ gia đều đã xuất phát rồi đó, nhanh gọi Tư Cương về đi. Mang bảo bảo xuống đây. Đường Mộ Dương lúc này mới chợt nhớ tới chính sự, mà họ đợi đến ngày bảo bảo được trăm ngày liền trở về nước, không có phải là vì muốn tổ chức tiệc trăm ngày cho bé hay sao chứ? Thuận tiện cũng là cái ý chúc mừng hai người họ kết hôn. Chẳng cần phải nói nhiều, chỉ cần đối với Tiểu Cương và Bảo Bảo mà nói, cũng là cần phải cho họ cái danh phận rõ ràng. Nhanh chóng đem Mộ Dung Cương kéo tỉnh, Đường Mộ Dương đi vào tắm trước. Sau đó để Mộ Dung Cương đi vào, dù em ôm lấy Bảo Bảo vẫn là đang ngủ say xuống lầu. Đường Lâm Hiền tuổi đã lớn rồi, hay buồn ngủ, nhưng mà ngủ không lâu đã sớm dậy, đang ở phòng khách đợi cháu trai xuống. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang say sưa ngủ của đứa cháu này, thương yêu vừa ôm lại vừa hôn, đem Bảo Bảo ôm vào trong lòng ngực của mình, liền liến tuyết mà buông tay. Mọi người ở trong nhà đều phá lệ hành động càng thêm cẩn thận, thật là tận lực giảm bớt đi động tĩnh để cho Bảo Bảo ngủ ngon. Rất nhanh đại đội nhân mã của Kỳ gia đã đến. Bọn họ đã sớm muốn qua thăm Bảo Bảo, chỉ là thông cảm ở bên này đường dài lữ hành vất vả, cho nên mới kiềm chế tâm tình kích động đợi chiều mới đến. Kỳ gia không chỉ có người lớn mới đến, ngay cả hai Bảo Bảo khác cũng được mang qua. Con trai của Kỳ Nhạc Chi, Kỳ Tư Nguyên là lớn nhất, đã được hơn 5 tháng, phi thường hoạt bát hiếu động. Thấy bạn nhỏ đang ngủ, liền vươn tay qua sờ sờ. Con của Kỳ Khang Chi là chuột trắng nhỏ, cương nhiên là một tiểu thiên kim. Đây đúng là một chuyện hiếm có mà. Bảo bảo của họ so với Đường Diệt Quang chỉ lớn hơn có 1 tháng tuổi thôi. Cô bé con kia 4 tháng, nó trắng tựa như tuyết, phấn phấn nộm nộm, phi thường đáng yêu. Nè, bé con tên gì chứ? Hai người chăm sóc bé như thế nào? Bảo bảo của Đường Mộ Đưa Dương bị mọi người truyền tay nhau ôm. Hắn ta mới rảnh tay mà tò mò đánh giá bảo bảo đặc biệt này, hỏi Kỳ Khang Chi. Cha của cô bé con nở ra nụ cười, nhìn con gái trên mặt là nồng đậm tự ái. Con của chúng tôi tên là Tư Mẫn, nhũ danh là Nha Nha. Bất quá là chăm con gái là cần phải thực lực cẩn thận hơn chăm con trai một chút, có rất nhiều chỗ cần phải chú ý. Để sau này khi mà hai người có con gái đi thì tôi có thể cho hai người về lời khuyên. Tiểu lưu manh tưởng tượng không được. Nếu như mà hắn ta có con gái thì nên chăm sóc như thế nào đây chứ? Không có phải là không thích đâu, chỉ sợ là bản thân tay chân thô kệch, không có làm tốt được. Nếu như là con trai, mặc kệ là nhẹ tay, mạnh tay, còn có thể an ủi là đang tôi luyện vừa phải cho nó. Nhưng mà là con gái thì không có thể nào xảy ra sơ suất lẫn với tùy tiện được. Bất quá không có cần hắn ta tưởng tượng, bởi vì chẳng qua bao lâu nữa thôi, hắn ta sẽ có trải nghiệm thực tế thôi. Hứa Gia Bảo vừa vào cửa liền tìm Mộ Dung Cương, nhìn trái nhìn phải không có thấy y đâu, bèn hướng lên trên lầu. Đường Mộ Dương đột nhiên lại nhớ tới còn chưa có kịp thu dọn giường, nên vội vàng ngăn Hứa Gia Bảo lại. Nè, Tiểu Cương còn đang tắm rửa đó, lát nữa sẽ xuống thôi. Hứa Gia Bảo ngạc nhiên. Nè, tại sao là lúc vừa về không tắm mà phải đợi đến bây giờ chứ? Ánh mắt thiền trần vô tà của gia khỏa này hỏi như vậy làm ra mà trả lời chứ? Kỳ Khang Chi tinh ý rồi gọi chu trắng nhỏ. Nè, em đi rót nước chi? Nhà nhà dường như là khát nước đó, nó nhìn nó mới ra một cái. Ngờ chu trắng nhỏ vẫn là rất quan tâm con gái của mình. Vừa nghe lão công nói như vậy, lập tức liền đi lấy nước. Chỉ là cái động tác nhỏ vẫn còn rất vụng về, chưa có ra dáng người làm cha cho lắm. Đường Mộ Dương chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận xét Tiểu Cương nhà của mình giỏi hơn cậu ta rất là nhiều. Khi Mộ Dung Cương từ trên lầu xuống đến nơi, con trai đã bị mọi người làm cho tỉnh giấc. Dù cho có cẩn thận đến như thế nào, dù sao là cũng có nhiều người lạ đến
đi tới đi lui. Với lại hơn nữa Bảo Bảo ngủ cũng đã đủ giấc rồi, bụng đói liền chớp chớp vài cái tỉnh giấc, nhìn trái nhìn phải không có thấy ba ba của mình đâu, liền mở to miệng ra mà òa khóc. Bất kể là ai cũng không được dỗ. Bé là muốn ba ba của bé, chỉ có ngửi được cái mùi vị của Mộ Dung Cương bé mới có thể an tâm. Vũ em thuần thục cầm lấy bình sữa chạy đến, Bảo Bảo uống mấy ngụm liền nhả ra, thân hình nho nhỏ lại cứ không ngừng vặn vẹo, cái đầu nhỏ dụi dụi vào trong lòng của Mộ Dung Cương. Bé muốn uống sữa ở cái chỗ đó cơ. Mộ Dung Cương hôm nay thực sự là không có cách nào cho bé ta bú được. Vừa rồi đi tắm, y mới chợt phát hiện ra hai đầu nhũ của y bị cái tên tiểu lưu manh kia cắn đến vừa hồng đen vừa sưng, chỉ cần chạm vào thôi liền rất đau. Nếu như để cho Bảo Bảo ngậm lấy, cho dù là bé con không có răng thì nhất định cũng là thống khổ đến vạn phần. Cho nên chỉ có thể kiên nhẫn ôm lấy Bảo Bảo dỗ dành. Bảo Bảo vẫn là rất ngoan, được y kiên nhẫn dỗ dành, cuối cùng cũng đã miệng cưỡng bú hết cái bình sữa. No bụng rồi thì không có làm ầm ĩ nữa, chỉ là ghé vào bên trong lòng của Mộ Dung Cương, nhất quyết không có cho ai ẩm. Hứa Gia Bảo nhìn thấy như vậy cảm khái: nè, trách không được mọi người đều nói đó, đồng tính tương xích, dị tính tương hấp, con trai gắn bó với mẹ, con gái thì muốn lấy cha hơn. Nè, anh Thanh con gái của tôi đó, chính thích cha của nó thôi, chẳng có chịu tôi. Mặt của Mộ Dung Cương nhất thời là nóng bừng bừng lên. Chuột trắng nhỏ à, cậu muốn xem mình là mẹ thì tôi mặc kệ cậu đi, nhưng mà đừng có coi tôi là đàn bà có được không chứ. Thản nhiên đáp lại một câu: Bảo Bảo được ai ẵm bồng? Nhiều đó, thì liền thân với người đó thôi, chứ không có phải là đàn quan trọng lại cả đâu. Không có phải đâu. Hứa Gia Bảo dân hồn nhiên để mà tranh luận: mỗi ngày tôi đều ở nhà, nhà nhà nó chẳng chịu thân thiết với tôi gì cả, trong khi đó chỉ cần là Khang Chi về đến, nó lại để cho Khang Chi ẵm thôi. Đó là đương nhiên rồi. Về nhà sống như ít ngày Mộ Dung Liệt ôm lấy Kỳ Tư Nguyên đến gần, không có lưu tình một chút nào, nói chuột trắng nhỏ: chú ở nhà mỗi ngày đều nằm một chỗ ngủ cho sướng thân thôi, không có chịu ẵm lấy nhà nhà, lại càng không có chơi cùng với nó. Có chuyện gì đều là do ông nội bọn họ xử lý nhau thôi. Chú nằm là chỉ cần về đến nhà liền chăm sóc cho nhà nhà, nhà nhà đương nhiên là muốn lấy chú ấy hơn rồi. Ngô chuột trắng nhỏ bị hài phong phiêu tìm cớ: nhưng mà tôi đâu có biết làm gì chứ. Quả thật là cậu ta chưa có từng chăm sóc trẻ con, nhưng mà Kỳ Khang Chi cũng đâu có làm bao giờ chứ. Đương nhiên về cái vấn đề này quá là thâm cao, chuột trắng nhỏ không có thể nào nghĩ sâu xa hơn đến đó được. Cậu vừa kéo lấy Mộ Dung Cương lạnh giáo: nè trời, sao mà cậu gầy nhanh quá như vậy chứ, cậu xem tôi nè, bụng còn lớn đến như vậy đó. Cái vấn đề này tự hồ như là nhiễu trở về. Mộ Dung Cương dáng người đã sớm khôi phục thon thả, nói với cậu ta: nè, chú lo mà chăm sóc đứa nhỏ này thì sẽ gầy đi rất nhanh đó. Nhưng mà chăm sóc trẻ con nó mệt lắm, chú trắng nhỏ chưa đến nỗi là không biết xấu hổ mà nói ra mấy cái lời này nha. Đúng là dùng cánh mắt u oán nhìn Mộ Dung Cương, chẳng lẽ không có cái phương pháp nào dễ dàng hơn một chút hay sao chứ? Phương pháp khác cũng là có, nhưng mà cũng không có hẳn là phải dễ dàng. Mộ Dung Cương nêu tiếp một cái vấn đề nữa, khiến cho chuột trắng nhỏ lại đau đầu. Nè, việc học của chú sao rồi chứ? Có bao nhiêu học phần? Chuột trắng nhỏ thực sự không biết phải nói cái gì cả. Sao ai ai cũng quan tâm đến cái chuyện học hành của cậu quá vậy chứ? Khi mà bụng của cậu lớn quá thì cậu lại có cớ không đi học nữa. Rồi sau khi mà sinh xong thì đến cái thời kỳ hậu sản, tính ra là cũng đến mấy tháng trời không có sợ đến sách vở. Nói cái tốc độ này phỏng chừng là đến 7-8 năm nữa may ra mới là học xong được đi. Hẳn chuột trắng nhỏ lê vội vàng mà chuyển đề tài: nè, hai người nước ngoài sinh như thế nào chứ? Vì sao lại đặt tên con của mình là Bảo Bảo Quang Quang? Mộ Dung Cương biết hỏi đúng cái chỗ đầu của cậu ta, y vẫn là có một chút thương hại, không hỏi thêm nữa, giải thích với cậu ta: mấy cái chuyện kia thì cũng là không có gì là đáng nói, nhưng mà về tên của Bảo Bảo
thì vẫn là có một chút chuyện ở trong đó. Tiểu lưu manh sau khi tỉnh lại liền chiếm lấy cái quyền đặt tên cho Bảo Bảo, vắt hết óc cân nhắc. Với cái chỉ số thông minh lúc ấy của hắn ta thì đúng thật là vắt hết óc rồi, không có khoa trương. Tên đệm của Bảo Bảo theo mối phần bắt buộc đã là chữ diệt. Chỉ có cuối cùng hắn ta mới đặt được. Đường Mộ Dương suy nghĩ thật là lâu, muốn đặt Lạc Quan để mà kỷ niệm hắn ta lần này lấy được quán quân. Nhưng mà thật ra bà ba của Bảo Bảo lại cảm thấy rất là khó đọc về cái từ này. Suy nghĩ cũng rất lâu mà vẫn không có nghĩ ra cái từ nào hay để sửa lại. Cuối cùng bác của đứa nhỏ Đường Mộ Thần lại căn cứ vào cái chữ quan này mà chọn một chữ quan khác. Quan, nó vốn là pháp lệnh thiên tử chư hầu cổ đại dán ngoài cửa cung, có ý giống như là đang nhìn xem tất cả. Cho Bảo Bảo cái tên này chính là hy vọng tương lai của đứa trẻ này ngoài thì có thể có năng lực buông ra nhãn giới nhìn khắp thiên hạ, trong sẽ có khả năng nhìn thấu lòng người. Sau khi mà giải thích, không chỉ có Mộ Dung Cường, ngay cả Đường Mộ Dương cũng là không có gì phàn nàn. Gia đại vui mừng định ra ra tên này, ký thác tất cả những cái hy vọng tốt đẹp nhất của họ cho đứa con đầu lòng. Chuột trắng nhỏ nghe xong nên vội vội vàng vàng khoe ra danh tự của con gái mình. Nè, Mẫn là nhà bán hiếu học. Khang chỉ hy vọng con gái của chúng tôi nó sẽ thông minh hiếu học, cho nên cô ý đã chọn cái tên này đó. Vậy thì chú đây cũng hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của cái tên này à? Những cái lời này Mộ Dung Cương đặt ở trong lòng nhưng mà không có hỏi ra miệng. Nhìn nụ cười đơn thuần của chuột trắng nhỏ, con đường tình ái của chú Năm coi bộ là không dễ đi à. Bọn họ một bên huyền thuyền chăm sóc cái đám nhỏ, bên kia mọi người đang tiến hành bàn cái chuyện tổ chức tiệc trăm ngày cho Bảo Bảo. Thần là vũ em chính quy, Đường Mộ Dương cũng là việc nhân đức không như ai chen vào. Việc lớn không có đến lượt hắn ta quyết, đều là do cái nhóm gia trưởng thương lượng quyết định. Bất quá hắn ta thực ra có một ý tưởng nho nhỏ, nói là đến lúc đó sẽ cho mọi người một món quà bất ngờ. Đường Lập Hiền chỉ dặn một câu thôi: con cẩn thận một chút đó, đừng có dọa cho quan quan là được rồi. Đó là đương nhiên rồi. Phú em mới từ cửa tử trở về vẫn là rất chú trọng về cái vấn đề an toàn, nhất là lão bà của Bảo Bối cùng với con trai của hắn ta. Kỳ Hạnh Chi dò xét một lát, lặng lẽ kéo lấy Mộ Dung Cường qua một bên, nhét một cái hộp vào trong tay của y, thấp giọng mà dặn dò: nè, Bảo Bảo bây giờ nó còn rất là nhỏ đó, nhất định là phải chú ý. Đợi mấy năm nữa khẳng tính đi, có biết không chứ? Mộ Dung Cường đỏ mặt, hiểu được bà đưa cho mình cái gì. Cái món quà này đưa rất là đúng lúc, bằng không y đã còn phải lén lút đến bệnh viện để mà lấy. Nè, cái gì vậy chứ? Chuột trắng nhỏ thực sự không có hiểu cái đó là cái gì cả, chạy đến hỏi, khiến cho Mộ Dung Cường mặt lại càng đỏ hơn. Không có gì đâu. Gia Bảo à, tiền của Tiêu Cường, cả gia đình em nhất định là phải đến đó. Kỳ Hạnh Chi đem cái cơ hội này để có thể kéo hứa Gia Bảo đi. Mộ Dung Cương cũng nhanh chóng đem mấy cái đồ này nọ trở về phòng của mình. Nhìn lại một lần nữa, hai bên tai vẫn là nóng bừng bừng lên. Nếu như Tiểu Lưu Manh thấy được thì khẳng định lại càng không có thêm kiên để gì cả. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mắng ra đến điếng: cái Tiểu Lưu Manh này thật là đáng ghét mà. Bảo Bảo nằm một bên, dùng cái ánh mắt thiên chân vô tà mà thò mò nhìn qua. Y nhà nhà hỏi: cha là Lưu Manh hay sao chứ hả? Nhưng mà Lưu Manh là gì chứ? Khi chiếc xe mô tô dán được hình trái tim đỏ rực, thì là phong cách chở một nhà ba người đi vào trong bữa tiệc trăm ngày của Dương Diệt Quang. Toàn bộ không khí của hội trường đã đạt đến cao trào. Không chỉ có quan khách thét chói tai liên tục, ngay cả Mộ Dung Cường cũng là quảng sợ đến không thôi. Không đi theo cái lối suy nghĩ không thường luôn luôn là cái tác phong của Tiểu Lưu Manh. Người ta đi vào trong lễ đường kết hôn đều là tay trong tay, y cùng với Tiểu Bảo Bảo mới không sinh, không thể nào cảm làm như vậy được. Bất quá y cũng không có nghĩ là hắn ta có thể làm đến như thế. Trước tiệc trăm ngày của con trai,
Tiêu Lưu Manh cho người bố trí các cây súng ngầm thành cái hình trái tim cực lớn. Khi mà hắn ta cưỡi xe mang theo lão bà lẫn với con trai phóng vào trong hội trường thì sẽ khởi động cơ quan. Từ các họng súng đã bắn ra vô số cánh hoa hồng, lại bởi vì tốc độ rất nhanh, lộ tuyến tinh chuẩn, cho nên có thể tạo thành một cơn mưa hoa hồng hình trái tim, đem tất cả từng khách bay trong đó, để cho mọi người trong hội trường đều có thể nhìn rõ cái khung cảnh kỳ ảo này. Mộ Dung Cương thật là không ngờ Tiểu Lưu Manh cư nhiên lại có thể nghĩ ra cái chuyện lãng mạn đến như thế. Khi mà vô số đóa hoa tự nhiên suối phun ra, mưa như trên trời phun lên trên người của y lẫn với con trai, cả người hoàn toàn bị bao phủ trong cái mùi hương hoa hồng thơm ngát, cơ hồ tự như là mê say. Không chỉ có y, Đường Diệt Quang, Tiểu Bảo Bảo mới tròn trăm ngày cũng há to cái miệng nhỏ nhắn y y nhà nhà gọi bậy, rất là hưng phấn nhìn vào cái khung cảnh kỳ diệu ở trước mắt của mình. Đây chính là bí kíp độc môn, cho dù là người khác cũng bắt chước, cũng là bắt chước không được kỹ thuật của hắn ta. Cho nên Đường Mộ Dương rất là tự tin, ý tư lệ của hắn ta hẳn là sẽ khắc sâu ở trong ấn tượng của mọi người, ít ai có thể quên được. Chạy một vòng quanh hội trường, đem xe dừng lại, thực không ngờ lại được lão bà tặng cho một nụ hôn nồng cháy. Mộ Dung Cương rất ít khi nào mà thể hiện tình cảm ở bên ngoài như thế này, bất quá vào trong giờ phút này đây, y thực sự là cảm thấy cần phải cổ vũ Tiểu Lưu Manh. Tiểu Lưu Manh thấy mồ của Mộ Dung Cương đang có khuynh hướng hướng về cái phía máu của mình, cảm thấy như là có lệ vậy, không thể nào được đâu. Hai tay giữ lấy mặt của y, hôn hăng hôn lên trên môi của y, như vậy mới là đủ. Nghe thấy cái tiếng huýt sáo lẫn với reo hò xung quanh, Mộ Dung Cương nháy mắt liền hối hận. Cái tên Tiểu Lưu Manh này quả nhiên không có thể nào cho y một chút mặt mũi mà. Đường Diệt Quang chỉ đá đá cái chân nhỏ, cười tẩm tẩm tiệm tiệm nhìn ba ba và cha của mình hôn nồng nhiệt. Chuyện là còn bạo hơn co bé con đã từng thấy qua, này có đáng gì nào. Cũng may mắn trí nhớ của Bảo Bảo vẫn còn chưa có tốt, cho nên Tiểu Lưu Manh cũng chưa có cần phải lo lắng sẽ bị mẹ ta tiết lộ linh tinh nhiều điều. Hôm nay bọn họ một nhà ba người tuyệt đối chính là nhân vật chính. Vì để tăng thêm cái đồ đặc biệt, Tiểu Lưu Manh lại còn đặt hàng 3 cái bộ tuxedo màu trắng. Chẳng qua cái quần của bạn nhỏ Đường Diệt Quang phải được may trọng thùng thình, chỗ mông kia độn lên rất là to, không có cách nào, người ta còn nhỏ mà phải quấn tả đó. Bất quá nhìn tổng thể vẫn thật là rất tuấn tú, rất ngoe nha. Về cái điểm này có thể nhìn thấy được trình độ được quan ngân của Bảo Bảo từ nhỏ đã rất lớn rồi. Vì gia đình giao hảo lâu năm, đại gia đình của Cốc Tâm Dương đều đến đây, tổ mình đang hợp tác cùng với Đường Mộ Dương đương nhiên cũng là không có thể nào không đến. Ngay cả Đồng Uyển Khanh cũng được Mộ Dung Cương hào phóng gửi tiệp mời. Đương nhiên còn có Rihanna đánh cuộc với Janet thu 100 vạn. Bộ phim lần đó của cô ta được rất là nhiều lời khen. Vì để có thể báo đáp ơn dạy dỗ của Mộ Dung Cương, cô đã cố ý gạt bỏ rất nhiều cuộc hẹn, đặc biệt chạy tới đây để mà trình diện. Lần này đến đây cũng là vì muốn chụp hình quảng cáo cho cửa hàng xe của Đường Mộ Dương để có thể trả nợ nần. Cô thực sự là hết lòng tuân thủ cái lời hứa. Ngoài việc chụp ảnh, lại còn đem theo vô số cái chuyện bát quái của các ngôi sao giải trí để có thể giải buồn cho Mộ Dung Cương. Đối với Bảo Bảo, cô cũng tặng cho bé lễ vật được chuẩn bị từ lời tỉ mỉ. Lại còn lớn mật đồng ý rằng nếu như có thể thắng được giải thưởng lớn thì sẽ đem cái cúp vàng tặng cho bé con làm đồ chơi. Hứa và Bảo hiếm khi nào mới có được cái cơ hội gần gũi với ngôi sao lớn, rất là tò mò bám theo Rihanna, hỏi đông hỏi tây. Kỳ Khang Chi một mình ôm con gái của mình lặng lẽ ngồi một góc. Tuy rằng là bé con còn nhỏ, nhưng mà cha của bé vẫn là rất kiên nhẫn, chỉ cho bé những cái thứ xung quanh mình. Tiểu Nhà Nhà mở to hai mắt ra, tò mò nhìn xem hết thảy. Khi mà Kỳ Nhạc Chi đến gần, định sẽ kiếm nước uống cho con trai Kỳ Tư Nguyên, thì vừa lúc liền thấy em trai của mình một tay cố gắng giữ lấy con gái, một tay lục tìm tả ở trong túi đồ. Nè, đến giúp em. Có rồi Kỳ Nhạc Chi giúp đỡ, Kỳ Khang Chi rất nhanh liền thuần thục đổi tả cho con gái. Dạ, cảm ơn ba. Kỳ Nhạc Chi nhìn Hứa Gia Bảo cách đó không xa đang hưng phấn quấn lấy nữ ngôi sao, bộ dáng liếu ra liếu riếu, bất giác nhíu như mày.
Tiêu Khang à, em cũng thiệt là đó, người nhà bảo là đi, một mình em lo làm sao nổi chứ. Kỳ Khang Chi khoan dung mà cười cười. Không sao đâu, hiếm khi nào em ấy mới gặp con sao mà. Thôi kệ đi. Kỳ Nhạc Chi lắc ra đầu. Anh biết em đang rất tốt với cậu ta, nhưng mà chăm sóc con cái là cái gì của cả hai người đó. Em mà cứ ôm hết vào trong mình như thế, đừng có nói là mệt thân em, mà đối với gia bảo mà nói. Anh nè, có cần giúp gì không chứ? Đột nhiên có một người vội vã chạy tới, đó là bà của Hứa Gia Bảo, Phan Tích Bình. Từ xa nhìn thấy con rể của mình một tay thay tả cho cháu, nên mới vội vàng vàng đi đến định giúp đỡ. Nhìn cái đứa bé ngốc nghếch ở đằng kia, thân làm ba cũng lại không biết phải nói như thế nào. Nè, Tiểu Bảo từ nhỏ đã bị chúng ta chịu hư rồi, không có biết chăm sóc người khác đâu. Khang Chi à, xin con rộng lượng một chút, đừng có so đo với nó. Kỳ thực thì cái đứa nhỏ này tâm địa vẫn là tốt lắm đó. Kỳ Khang Chi cũng lại không nhiều lời, hiền hậu cười. Dạ, không có gì đâu ạ, con hiểu mà ba. Ba cũng có không phải lo lắng đâu. À đúng rồi, năm nay em trai của con cũng là tốt nghiệp đại học đó, là tính tiếp tục đào tạo chuyên sâu hay là đi làm chứ? Có liên hệ gì không? Hắn nói là nói cái đứa nhỏ của Hứa Gia, cậu em vợ của hắn ta. Phan Tích Bình thấy con trẻ không có cái vẻ gì là nổi giận, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhắc tới cái đứa con nhỏ này, trên mặt lộ ra vài phần tiêu ý. Cái đứa nhỏ đó rất là hiểu chuyện đó, nó mới xuất ngoại để có thể đào tạo chuyên sâu. Bà đã thương lượng với cha của nó rồi, thôi thì nuôi nó thêm vài năm nữa vậy. Kỳ Nhạc Chi thấy họ bàn cái chuyện gia đình bên đó, không có tiền nghe tiếp, bè lấy nước rồi bước đi. Cách đó không xa, trên bãi cỏ, Hà Gia Dược nhìn con trai lớn Hà Hải Trừng, nhăn mặt chọc cười em trai, cười đến ngọt ngào. Đến, Tiêu Hoàng Tử à, đến đâu nước nào? Tuy rằng là Bảo sinh ra là một bé trai, bởi vì ông nội của bé đặt tên bé là Nguyên, cho nên liền cho bé cái nhũ danh là Tiểu Hoàng Tử. Không có phải là Tiểu Hoàng Tử trong anh đào Tiểu Hoàng Tử Chibi Maruko, mà là ý tứ viên thịt tròn tròn. Kỳ Tư Nguyên được 5 tháng, tuy rằng là chưa thể nào ngồi, nhưng đã biết lật, cũng là biết nhận diện không ít người. Nghe thấy cái giọng nói quen thuộc, Tiểu Hoàng Tử nằm ở trên thảm lật người lại, cố gắng bò về cái phía của cha mình. Nhưng đương nhiên là không thể nào được rồi, chỉ có thể nằm một chỗ, cố hết sức mà qua tay động chân. Bộ dáng ngốc nghếch miệng bàn có bao nhiêu là khả ái. Hà Gia Duyệt vô cùng thân thiết, đem con trai của mình ôm vào trong lòng ngực. Kỳ Nhạc Chi ngồi xuống, cầm lấy nước đến đút cho con. Hai người phối hợp cực kỳ là ăn ý. Hai Trừng à, cô ra ngoài chơi đi, ở đây với chúng ta làm gì chứ? Hà Gia Duyệt bảo lão đại đi ra bên ngoài. Dạ, con chăm sóc em mà. Hà Hải Trừng thực sự là rất cưng chiều cái đứa em này. Từ nhỏ hắn đã muốn có em rồi, hiện tại cuối cùng cũng có. Thực sự là không có biết nên yêu thương bé con như thế nào mới đủ. Nè, Tiểu Hoàng Tử là sắp tới giờ ngủ rồi đó, con đừng có giỡn với em nữa. Chơi mà vui quá khiến cho nó phá hỏng giờ giấc sinh hoạt thì không tốt đâu. Con mau đi đi, con mà cứ ở đây em nói ngay cả nước là cũng không chịu uống đàng hoàng đó. Kỳ Nhạc Chi cho con trai của mình uống nước, bé con cười nhìn ngậm lấy rồi phun phì phì về cái phía anh trai, kiên quyết đem đứa con lớn đuổi đi. Hà Hải Trừng không có thể nào nói được gì cả, đành phải tránh khỏi cái tầm mắt của hai người cha nhẫn tâm. Đi đâu bây giờ chứ? Tuy nói là ở trong lòng biết không thể, nhưng mà tầm mắt vẫn là lơ đãng lướt qua người chuột trắng nhỏ. Mau ngừng lại ngay, Hà Hải Trừng đè nén tâm tình của mình, quay đầu về cái hướng ngược lại. Đầu bên kia, Hà Gia Nhị Lão tiến đến trước mặt của con trai và con rể, khẽ khẽ nói nhỏ. Tiểu Trừng cũng nên nói chuyện yêu đương rồi, đã chừng này tuổi rồi đó, nếu mà cứ như vậy là không được đi. Nhưng mà cái loại sự tình này là có thể cứ là muốn sẽ được hay sao chứ? Làm gia trưởng chỉ có thể hy vọng ông trời sẽ cho con của mình một tương lai thật là hạnh phúc. Hà Hải Trừng cô đơn, không chỉ có cái nhóm gia trưởng nhìn thấy, ngay cả Mộ Dung Cường cũng đã nhận ra. Lo Nghĩa chủ động tiến lên đem con trai nhét vào trong lòng của hắn ta.
Hải Trừng à, Trung Quang Quang giúp em đi. Tiêu Quang Quang buồn bực, tao mà ba ba của bé lại đem bé tặng cho người khác vậy chứ. Bảo Bảo còn nhỏ, không có hiểu được tâm tư của người lớn, bởi vì Quang Quang hôm nay là nhân vật chính. Hà Hải Trừng ôm lấy bé, khó tránh khỏi sẽ bị người đến mắt chuyện, không có thể nào đọc lại đọc giảng được. Như là hơn nữa, Hà Hải Trừng tính tình vốn rất là cẩn thận, nhìn hắn ta chăm sóc em trai tốt như vậy, Mộ Dung Cương cũng là rất yên tâm đem con trai giao cho hắn ta. Vừa lúc y có thể rảnh tay mà tiếp ứng Tiểu Lưu Manh. Tiểu Lưu Manh thực sự rất là hưng phấn, hôm nay là ngày vui của cả gia đình hắn ta, hắn đương nhiên là không nề hà, ai mời rượu liền cạn ly. Rõ ràng chính là đem mình xem như là thùng rượu. Mộ Dung Cương nếu như không đi theo canh chừng thì phỏng chừng đến tối sẽ phải hầu hạ một cái con mèo say mềm. Vốn là ban đêm chăm sóc con trai đã rất vất vả rồi, y không có muốn lại phải hầu hạ thêm một người nữa. Quả nhiên, Hà Hải Trừng vừa nhận lấy đứa cháu, xung quanh liền bị không ít người bao vây. Đầu tiên đến gần chính là cái nhóm của Cốc Tâm Dương, dỗ vô vai của hắn ta. Nè, nãy giờ không thấy anh đó, anh trốn đâu thế chứ? Tôi đằng kia trong đứa em. Hà Hải Trừng chú ý tới một nam hài đi đằng sau Cốc Tâm Dương, mái tóc được cắt chải thật gọn gàng, dung nhan lộ ra tuấn mỹ đến mức khiến cho người ta kinh diễm. Không biết sao chứ, tụi mình à, xem ra hôm nay Cốc Tâm Dương đã dùng cái câu này dọa không ít người, cho nên rất là vô cùng thuần thục, lại ở trước mặt của Hà Hải Trừng thổi phồng một phen. Không thể tự tử được đi, kỳ tự tiêu tôi đây cũng là không biết đó. Nguyên là cái thằng em này của tôi lại xinh đẹp đến như thế. Cốc Tâm Dương chật chật khen ngợi, đè thấp cái thanh âm nói với Hà Hải Trừng. Hôm nay nếu không phải là Đường Mộ Dương nói là ngày trọng đại của con trai cậu ta, yêu cầu bọn tôi là phải ăn mặc đàng hoàng tươm tất đến dự, thì tôi đây cũng là không biết đâu. Nguyên lấy cái thằng em này của tôi quả thật là có thể đi thi siêu sao đó. Quả thật là như thế đó. Hà Hải Trừng nghĩ rằng nếu như cậu ta thực sự đi theo cái con đường đó thì nhất định sẽ làm cho nhiều người mất chén cơm đó. Tô mình lại tựa hồ như là không có quen bị thổi phồng như thế, cúi đầu, ánh mắt chỉ dừng ở trên gương mặt mềm mại của Bảo Bảo. Thật là cẩn thận, vươn một ngón tay lướt qua khuôn mặt của Bảo Bảo, ở bên môi tràn ra một màn cười chân thành. Thật là đáng yêu đó. Đừng có nhìn đường Dịch Quang Bảo Bảo tôi còn nhỏ nhen, nhưng mà xấu hay đẹp bé vẫn là có thể thấy rõ ràng. Thấy một ông anh xinh đẹp đến như thế, bé liền kích động hoa tay múa chân, móng vuốt nhỏ thịt thịt đột nhiên tóm chặt lấy một cái lọn tóc từ trên trán của tôi mình rủ xuống, kiên quyết không buông tay. Bé muốn tâm sự với anh trai xinh đẹp nha, nhưng mà bé chưa có biết nói đâu, chỉ có thể y y nha nha, mọi người không có thể nào hiểu được. Tô Minh hoàn toàn là không có lấy làm phiền lòng, ngược lại y cười trên mặt lại càng đậm, bất tri bất giác đứng dựa vào Hà Hải Trừng càng gần sát thêm. Quang Quang à, buông tay đi. Hà Hải Trừng thường xuyên bị em trai của mình nhéo tóc, biết trước là đau. Còn có người ta đâu đó, mau buông tay đi. Hà Hải Trừng cố sức giúp cho tụi mình kéo tóc ra, nhưng mà trong một khoảnh khắc đó lại nhìn thấy mình dưới cái cổ tinh tế của cậu ta là xương quai xanh trắng tựa như tuyết. Cậu ta đúng là rất gầy à, chỗ đó thoạt nhìn rất là trắng mịn. Một trận gió nhẹ hợp thời phất qua, đem mấy cái sợi tóc của tụi mình thổi đến ở trên mặt của Hà Hải Trừng. Mái tóc mang theo một cái mùi hương cây cỏ độc đáo, làm cho Hà Hải Trừng trong lòng cảm giác ngứa ngáy. Hà Hải Trừng không biết tại sao mình lại bất chợt nhớ đến năm hai ngày đó tại khách sạn. Hắn sao đột nhiên lại nghĩ đến lúc đó chứ? Hà Hải Trừng phục hồi tinh thần lại, nhưng lại nhìn Tô Minh liếc mắt một cái, lại cảm thấy hạ thân của mình tựa như có một chút rụt rịch, thực sự rất là mất mặt. Hà Hải Trừng nghĩ rằng có lẽ đêm này cần phải tìm chỗ để uống một chén. Khó khăn để đến lúc tiệc tan, tiễn bước khách quan, Mộ Dung Cương một tay ôm con trai của mình, một tay kéo cái con mèo say mềm chến choáng lùa về nhà. Đường Mộ Thần vốn là muốn chở bọn họ về nhà, nhưng mà hiện trường còn có rất nhiều sự tình chưa xong. Mộ Dung Cương vô ngực cam đoan rằng không sao đâu mà, những con xe đó mọi người cứ về trước đi, cả ông là cũng về luôn, cho nên phiền chú và bác vậy. Sau khi kết hôn, Mộ Dung Cương nghĩ
mãi mãi cũng là nghĩ không ra được một phương án vẹn toàn. Cứ gọi Đường Lập Hiền là ông, theo vai của con trai mình, vừa thân thiết lại vừa không có cảm thấy mất tự nhiên. Đường Lập Hiền hiểu được, ông cũng là chẳng có để ý đến một chút rắc rối nho nhỏ trong xưng hô đó. Quan trọng là bọn nhỏ đối với mình có một phần hiếu tâm, như vậy đã là đủ rồi. Mẫu thần à, con cứ yên tâm đi, chúng ta đi về trước, không có việc gì đâu. Ở bên này nếu mà có bận rộn á, thì con và An Chi cũng là không có cần phải về gấp, cứ ở đây thuê phòng nghỉ ngơi đi. Xem cái ông lão này đấy, tức là hiểu chuyện có đúng không chứ. Mộ Dung Cương tuy rằng là đáp ứng với Đường Mộ Thần rất là hào khí, ở trên đường về nhà cái con mèo say kia cũng coi như là nhu thuận, chỉ là vừa vào trong phòng mèo say liền mất đứng đắn ngay. Tiểu Cương à, hôm nay chính là cái đêm động phòng quà chúc của chúng ta đó, có phải là chúng ta nên làm cái gì đó để có thể chúc mừng một chút không chứ hả? Kỳ thực thì Đường Mộ Dương cũng không có say nhiều lắm, cũng chỉ là say chến choáng mà thôi. Gọi là nói ngay cả say chến choáng cũng lại không tới, chỉ là hơi chến choáng váng đầu mà thôi. Hắn ta là muốn mượn rượu để làm càn. Không có nói đến Mộ Dung Cương, hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên qua kỹ xảo quán ta chính là bảo bảo Đường Diệt Quang. Cũng là nhìn ra cái ý đồ của lão cha lưu manh này. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào trong lòng của bà ba, tức là không có nể mặt mũi, chỉ cái mông tròn tròn thịt thịt cho lão cha. Tới giờ ngủ rồi, không có được cướp bà ba của người ta nha. Mộ Dung Cương có con trai làm lá chắn, vậy là ta liếc nhìn Tiểu Lưu Manh đang lắm là lắm nét một cái. Muốn làm gì sao chứ hả? Vừa mới nãy không biết là ai lấy con đang ngã trái ngã phải không chịu đứng dậy đó. Tại sao vừa về đến nhà đã nói mới chứ? Đi tắm rửa rồi đi ngủ. Nếu mà không đi tắm thì đêm nay ra trong phòng mà ngủ đi. Không chịu. Tiểu Lưu Manh hệt như là chó Nhật, quay đuôi nịnh nọt. Anh đi tắm đi tắm à, chúng ta sao cùng nhau đi tắm nha. Được thôi. Mộ Dung Cương đem Bảo Bảo đang bám tự nhiên là bạch tuộc ở trước ngực nhét vào trên tay của Vũ Em, hào phóng phất tay. Đi thôi. Y ba ba, tại sao lại dứt bỏ con chứ hả? Con không chịu ở chung với cái lão cha lưu manh này đâu. Tiểu gia khỏa trong lòng của Đường Mộ Dương nhíu mày. Nếu như Bảo Bảo có thể làm ra những cái hành động thì nhất định sẽ lấy tay bịt mũi của mình lại. Thúi quá đi, trên người của cha có mùi thúi đó, người ta không chịu đâu. Nhưng mà Vũ Em lại một chút không hiểu tâm tư của con trai mình. Nhìn Mộ Dung Cương đi lấy quần áo, tự cho là đối phương muốn cùng tắm với mình, cho nên vui vẻ rạo rực ôm lấy con trai của mình chạy vào trong phòng tắm trước. Miệng thì hít sáo, vừa xả nước lại vừa cởi đồ cho con trai. Sau đó đến chính mình thuần thục, hai cha con nhanh chóng liền trần như nhộng. Nước chưa có đầy bồn tắm, nhưng mà Vũ Em đã khẩn cấp ôm con trai của mình nhảy vào. Nước ấm ào ào đánh mạnh vào trong cái làn da mềm mại của Đường Diệt Quang, kích thích Tiểu Gia Khỏa kêu ngao ngao. Tiếp theo cái miệng nhỏ nhắn há to ra, rất nhanh sẽ òa khóc. Vũ Em kia hưng phấn quá độ, lúc này mới chú ý tới vai của con trai, nháy mắt đã bị đỏ cả một mảng. Trong hốc mắt nước mắt đã đảo vòng quanh, nhất thời là giật mình, hơi rượu đã bay đi hơn phân nửa rồi. Đáng chết, người có rượu vào phản ứng quả nhiên vẫn là chậm nửa nhịp. Hắn ta đã quên rằng Bảo Bảo làn da so với người lớn bạc nộm hơn. Chính mình lại cảm thấy nước ấm này thật là thoải mái, nhưng mà đối với Bảo Bảo mà nói thì thực sự rất là nóng. Nhanh chóng hạ nhiệt độ nước xuống, đem nước mát tưới lên trên cái mảng da hồng hồng của con trai mình. Đầu lòng trở ngại, ngoan 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 nha, đừng khóc mà. Bảo Bảo sao lại có thể không khóc được chứ? Đường Diệt Quang ủy khuất gào khóc. Người ta không có cần cái lão cha thối này ngược đãi người ta, lấy nước nóng làm cho người ta bị phỏng. Bà ba, bà ba đâu vậy chứ hả? Mau tới cứu người ta đi. Nè, xảy ra chuyện gì chứ? Mộ Dung Cương nghe tiếng con trai của mình khóc, vô vàng xông vào phòng tắm. Không có gì. Vũ Em nhanh chóng nghiêng người, bàn tay to che đi cái vai hồng hồng của Bảo Bảo. Anh mới vừa giỡn với con tôi, làm cho nó bị dọa thôi mà. Vậy sao? Mộ Dung Cương thì là hoài nghi, nói dối gạt người.
Đường Diệt Quang tràn đầy ủy khuất, nhưng mà không có cách nào nói ra được, chỉ có thể dùng sức ở trước mặt của ba gào khóc, lại càng thêm dãy dùa đấm đá. Hai cánh tay nhỏ bé còn lại không ngừng vươn về cái phía của Mộ Dung Cương. Mộ Dung Cương cảm thấy là không đúng. Quang Quang tuy rằng là quấn mình hơn, nhưng vẫn là rất thân thiết với cha của nó. Gần đây Tiểu Lưu Manh lại cố ý bồi dưỡng tình cảm với con trai của mình. Bảo bảo nói như thế nào cũng lại không có đến nỗi nóng lòng muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của vũ em đi. Anh đưa con cho em. Mộ Dung Cương nói xong liền đến gần định xem bế Bảo Bảo ra. Thì là có việc gì mà làm chuyện xấu xong vũ em giấu đầu hở đuôi muốn đem con trai của mình giấu ra ở đằng sau. Đưa cho em. Mộ Dung Cương liền nổi giận, xem cái vẻ mặt chột dạ này của hắn ta tuyệt đối chính là có vấn đề rồi. Vũ em cuối cùng cũng đành phải ổ rộ buông tay, thả ra khỏi cái bả vai của Bảo Bảo, thành thành thực thực mà nhận sai. Vừa rồi xả nước đã không cẩn thận làm cho con của mình bị nóng đó. Kỳ thực là cũng không phải là thực nóng đâu, anh thì lại cảm thấy vậy là rất được mà. Mộ Dung Cương vừa nhìn thấy cái vết hồng hồng ở trên vai của con mình vẫn còn chưa có tan đi, lòng liền rất là đau. Một tay giằng lấy con trai ra, tay kia kéo lấy cái khăn. Sao lại có thể như vậy chứ hả? Đúng là cái đồ vô trách nhiệm mà. Anh bao nhiêu tuổi đời rồi, con bao nhiêu tuổi chứ? Anh chỉ là cảm thấy không đóng, con lại có thể chịu được sao chứ? Làm gì thì quá lo hời hợt, cương nhiên lại còn dám giấu em nữa chứ. Quang Quang, con đừng khóc mà. Chúng ta từ nay về sau sẽ không có thèm để ý đến cha của con nữa. Ồ, dù em bị chỉ trích thì kỳ thực ở trong lòng cũng rất là khó chịu à. Hắn ta vẫn là rất thương con mà. Hắn ta tình nguyện là mình bị phỏng cũng là không có muốn làm cho con của mình bị phỏng à. Vội vội vàng vàng đứng lên khỏi bồn tắm, muốn đuổi theo ra bên ngoài xem. Nè, hay là đưa con của mình đến bệnh viện thử xem đi. Nói chưa dứt câu, dù em bầm một tiếng, lòng bàn chân trượt ngã trở về. Hắn ta vốn đã uống rượu, như là hơn nữa ngâm nước ấm, máu huyết toàn thân tuôn hoàng nhanh hơn, cùng kia đã khuếch tán đi ra, cả người liền vô lực. May mắn là trong bồn tắm nó có nước, nếu không thì cả thân mình của hắn ta đổ ập xuống như thế, không khéo liền sẽ gãy xương luôn. Mộ Dung Cương đã ra đến bên ngoài, lại bị cái tiếng động lớn làm cho hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Lưu Manh thống khổ ai du mà xoa xoa cái mông của mình. Đúng là chỉ biết gây thêm phiền phức thôi. Bực tức ôm con trai của mình quay lại, Mộ Dung Cương viện trưởng tự mình làm kiểm tra. May mắn tay chỉ là cái phần da dưới mông có hơi xuất huyết, tím mà một khối, đau đớn vài ngày, nhưng mà xương cốt không có việc gì cả. Đường Diệt Quang tự bảo bảo thấy cha của mình so với bé lại còn gào khóc hơn lớn, thế là bèn đến khóc ở trong lòng của ba tò mò nhìn qua. Cái này là báo ứng hay sao chứ, làm cho bé con bị phỏng liền bị ngã dập mông. Thật là đáng thương à. Bảo bảo Đường Diệt Quang tâm địa vẫn là thực thiện lương, cùng với ba của bé giống nhau. Anh ở cái chỗ này mà thành thành từ từ tắm rửa cho em đi, rồi mới được ra ngoài đó. Đừng bao giờ gây thêm phiền tối cho em nữa. Mộ Dung Cương lấy cái khăn lau lau tay, vứt lên trên mặt của Tiểu Lưu Manh, ôm con trai của mình đi ra. Tiểu Lưu Manh đáng thương, làm sao lại còn dám nghĩ đến cái gì uyên ương hí thủy nữa chứ. Thì thảm thảm đem chính mình tắm rửa thật là sạch sẽ. Khi mà Đường Diệt Quang được ba ôm đến giường ngủ để kiểm tra bả vai, cuối cùng cũng chợt nhớ tới ủy khuất mà mình phải chịu, lại ấm ức bật khóc. Thôi được rồi, được rồi, Quang Quang không khóc nha. Quang Quang nhà của chúng ta dũng cảm nhất nhà có phải không chú hả? Ngoan mà. Mộ Dung Cương nhìn kỹ đến tân ca nửa ngày, con trai không có việc gì, cũng là không có cần phải bôi thuốc, chỉ là nhẹ nhàng thổi thổi cái mảng hồng hồng ở trên vai cho bé, không ngừng hôn hít trấn an. Ngô ngô, Bảo Bảo được dỗ dành cả buổi cuối cùng cũng đã nín khóc, liền dụi dụi cái đầu nhỏ nhỏ vào trong lòng của Mộ Dung Cương, muốn tìm kiếm an ủi. Mộ Dung Cương biết là Bảo Bảo muốn cái gì, bất quá tới bây giờ còn chưa có tắm rửa, trên người mồ hôi rất là dơ bẩn, không có thể nào cho con bú được. Kiên nhẫn trấn an bé, đồng thời thương lượng. Nè, đợi lát nữa ba mang con đi tắm rồi cho con có được không chứ hả? Ngoan. Thôi miễn cưỡng đi. Đường Diệt Quang không có phải là quá kiên nhẫn, mặc dù là không khóc nháo
nhưng mà liên tiếp dụi dụi đầu vào trong ngực của Mộ Dung Cương. Mộ Dung Cương đành phải thúc giục của em một tiếng. Anh ơi, nhìn lên đi. Tiểu Lưu Manh còn ở trong phòng tắm, ai điếu một chút vận mệnh bi thảm của mình. Vừa nghe cái tiếng thúc giục, liền biết là chỉ có thể là thằng con của mình lại quấy khóc. Không có thể là không nhanh chóng thu thập lại cảm xúc, đem chính mình tẩy trừ sạch sẽ, lại cọ rồi bồn tắm một chút, đổ đầy nước ấm vào. Vào đi. Dù em bị thương, đỡ lấy cái mông của mình, bi thảm hề hề mà đi ra. Thật nào ngờ, con trai vừa nhìn thấy hắn ta, cái cơn giận kia lại bùng lên, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng lên. Tiểu nhân khó nuôi á, con trai không có để tới lão tử. Lão tử lại không phải hai mình, mà chạy đến ân cần thăm hỏi con trai. Ngoan 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 nha, đừng có giận cha nữa mà. Cha cũng đâu phải là cô ấy đâu chứ. Hả, ngoan mà. Nè, con không gì gì đâu, anh đi xé tóc đi. Mộ Dung Cương nhìn cái bộ dạng nịnh nọt của hắn ta, ôm lấy con trai của mình đi vào tắm rửa. Tiểu gia khỏa vừa bị nóng, nhìn thấy nước còn có một chút bóng ma tâm lý, mắt thấy là vừa muốn khóc. Mộ Dung Cương lẹp vội vội vàng vàng cởi lấy quần áo, lấy ra cái vũ khí bí mật, hấp dẫn đi cái lực chú ý của bé con. Đường Diệt Quang bị dụ dỗ thành công, thuận lợi được bà ba mang xuống nước. Khi mà bé thành thành thật thật ghé vào trong lòng của bà ba, ngậm lấy một viên anh đào, mặc cho bà ba tắm rửa, vua em đứng bên cạnh vẫn là rình coi cuối cùng cũng thở phào một hơi. Rón ra rón rén tiến vào, nên nó trợ giúp con trai kỳ lưng. Đường Diệt Quang vẫn là còn có rất khí độ, hừ hừ hai tiếng rồi mặc cho hắn ta hầu hạ. Được con trai tha thứ, vua em tựa như là trút được gánh nặng ngàn cân, lại càng thêm ra sức hầu hạ vật nhỏ kia, cùng với lão cha mới xưng tội. Nè, thiệt tình là anh đây không có cố ý đâu mà. Chính là khi xả nước ra, không chú ý, làm cho nước kia trực tiếp đổ lên trên người của con. Mộ Dung Cương trừng hắn ta. Nếu anh dám cố ý hả, anh chẳng còn được coi là con người sao chứ? Sau này làm việc làm ơn đừng có qua loa giống như trước nữa. Không đi gì là chăm sóc con đâu, ngay cả khi đi làm cũng là phải chú ý, có chừng mực đó. Bây giờ mở cửa hàng xe, nó không có còn giống như lúc trước đua xe nữa rồi. Về các mặt quan hệ đều là phải xử sự là thần tốt, không có thể nào là bất động liền đùa dẫn. Đường Mộ Dương vừa trả lương cho con, lại vừa chăm chú lắng nghe lão bà đại nhân của nhà mình lại nhại. Bỗng nhiên trong lúc đó, liền cảm thấy trong lòng ấm áp vui vẻ. Gia đình nên là như vậy đó. Ru con trong lòng, đợi đến cái lúc mà nó tiến vào trong giấc mộng ngọt ngào, vua em mới đem bảo bảo thực là nhẹ nhàng thả vào trong nôi. Mộ Dung Cương đã ngủ rồi, cảm giác được Tiểu Lưu Manh tiến vào từ phía sau kéo lấy mình ôm vào trong lòng, liền thuận theo xoay người lại tìm cái vị trí thoải mái nhất, không khách khí mà đem chân gác lên trên người của hắn ta ngủ. Hay da, Tiểu Lưu Manh vẫn là cảm thấy rất là đáng tiếc à. Đêm đồng phòng qua chút của hắn ta, cứ nhiên lại cứ liền như thế mà trôi qua. Muốn chơi mà chơi không có được, ngược lại còn tự làm đau cái mông của mình nữa chứ. Không cần hiểu lầm, hắn ta cũng là không có phải là bị phản công, chỉ là cảm thụ cái chỗ đau đớn kia thật sự là có một chút buồn bực. Chỉ sợ cái hai ngày này mấy chuyện này kia đều không được. Bất quá không sao cả, Tiểu Lưu Manh ở trong bóng đêm âm thầm cổ vũ cho chính mình, bàn tay sờ sờ lên trên cái mông cong cong của Mộ Dung Cương, vụng trộm cười dâm đảng. Một ngày nào đó hắn ta sẽ hạ công cái nơi này. Đó là đương nhiên rồi. Ngày đi làm, so với trong tưởng tượng của đau khổ, nó lại còn đau khổ hơn. Mộ Dung Cương không có yên lòng lật xem hồ sơ bệnh án. Vì cái gì mà lại muốn để cho cái tên Tiểu Lưu Manh chăm con chứ? Xong xuôi đại điển trăm ngày của bảo bảo Đường Diệt Quang, Mộ Dung Cương ở nhà nghỉ ngơi hai ngày liền đi làm. Bệnh viện không có nói đến kiếm tiền, nhưng mà ít nhất là cũng không có thể nào để xảy ra cái chuyện gì không có mặt của mình, đúng không chứ? Y là một viện trưởng có trách nhiệm, đương nhiên không có thể nào buông tay mặc kệ. Nhưng mà thực sự chính là nhớ con quá đi thôi. Nếu như không suy xét đến bệnh viện nhiều bệnh khuẩn, thật sự là không có thích hợp mang tiểu bảo bảo đến đây. Mộ Dung Cương nhất định là luyến tiếc đem nhi tử giao cho ba ba của bé chăm sóc.
có nên gọi điện thoại không chứ? Mộ Dung Cư thật là thận trọng để mà suy xét. Nhưng mà đang muốn gọi, lẽ rõ ràng nhìn thấy ở trên điện thoại hiện rõ ràng cuộc gọi gần nhất cách đây mới có 20 phút. Này, này rất là không nên đi. Mộ Dung Cư buồn bực, thu hồi di động, lại bắt đầu nhìn chằm chằm hình con trai đang cười ngây ngô ở trên màn hình máy vi tính. Đây chính là cái ảnh chụp lưu niệm tiệc trăm ngày của Bảo Bảo. Tiểu Dạ Khỏa khỏe mạnh, khấu khỉnh, thật sự là càng ngắm càng yêu. Nhưng là hơn nữa, ở trong lòng của Mộ Dung Cương, Bảo Bảo của mình chính là Bảo Bảo đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất. Không có cái đứa bé nào có thể so sánh bằng. Phỏng chừng cái ý nghĩ này, tất cả các bậc cha mẹ đều sẽ đồng ý đi. Bởi vì bọn họ nhất định cũng có cái suy nghĩ y hệt như vậy. Con của mình luôn là cái đứa bé xinh đẹp nhất. So sánh với bệnh viện phục vụ 24/24 giờ mà nói, mở cửa hàng sửa xe thời gian rộng rãi hơn rất là nhiều. Có việc thì làm, có khách thì tiếp, không có khách không có việc thì có thể nghỉ ngơi. Nhất là cái vị ông chủ kia, mặc kệ là có việc gì hay là không, trên cơ bản sẽ không có đến tay của hắn ta. Đường Mộ Thần bố trí cửa hàng của em trai vô cùng tốt, dụng cụ đều chỉ là tốt nhất, nhân viên được tuyển chọn kỹ càng. Tuy rằng là không nhiều lắm, nhưng mà từng bộ phận đều có người quản lý. Vì thế từng làm ông chủ, Tiểu Lưu Manh lại vô cùng thoải mái. Cho nên Tiểu Lưu Manh mới yên tâm lớn mật ẩm con trai đến cửa hàng mà tiến hành các bước đầu giáo dục. Đường Lập Hiện tuổi lớn rồi, tuy rằng là rất yêu thương cháu trai của mình, nhưng mà quả thực không có bao nhiêu tinh lực chăm sóc cho nó. Nhưng là hơn nữa, chỉ cần là Tiểu Gia Khoa ở nhà, lão nhân gia sẽ phi thường quan tâm xoay quanh bé, một khắc cũng là không có chịu ngồi yên. Vì vậy sức khỏe của Đường Lập Hiền có thể mang Tiểu Gia Khỏa tách ra khỏi ông. Dù sao thì cái thời gian rảnh rỗi của Đường Mộ Hiền Dương rất là nhiều. Sớm tới cửa hàng ngó con một cái, giữa trưa thì về nhà ăn cơm nghỉ trưa một chút, buổi chiều lại lên cửa hàng ngó xem một lượt, rồi lại có thể về nhà ăn cơm ngủ cho tới tận sáng. Vì thế Đường Lập Hiền cũng không có phải là cả ngày đều không gặp được cháu của mình mà đau lòng. Về phần của cái tên Tiểu Lưu Manh, tại sao lại không mời bảo mẫu mà lại xung phong nhận trách nhiệm chăm sóc con trai của mình? Đương nhiên vẫn là có một phần tâm tư. Không là chỉ vì muốn bồi dưỡng tình cảm cha con, lại còn có một lý do. Ở trong lòng của cái tên Tiểu Lưu Manh, tương lai con trai của hắn ta nhất định cũng là phải đại cao thủ đua xe. Chỉ là cái ý tưởng này, Tiểu Lưu Manh cũng là biết. Một khi mà mọi người biết được thì nhất định sẽ bị toàn gia phản đối. Cho nên hắn ta mới nhận cái trách nhiệm chăm sóc con trai để mà tiện dạy dỗ. Đến, Quang Quang à, cha sẽ mang con đi lái xe ha. Đây là xe tay ga nè, nơi này chính là khống chế tốc độ lẫn với phương hướng của xe đó nha. Vị vũ em nào đó đem bảo bảo vẫn là còn chưa ngồi được, tách hai cái cặp chân ngắn ngủn ra, bắt buộc bé ngồi ở trước của xe máy, lại còn muốn đem hai bàn tay thịt thịt của bé đặt lên trên tay lái, bày ra cái tư thế lái xe. Đây là cái gì nhỉ? Bảo Bảo rất là ngạc nhiên. Cái tư thế như thế này cảm giác không được thoải mái cho lắm đâu. Bảo Bảo nhíu mày. Người ta không chịu đâu mà. Bảo Bảo ngồi không được, cái đầu nhỏ đại khái sắp đã tiếp xúc thân mật với cái bảng đồng hồ xe rồi. Vượt mức giáo dục, vũ em lúc này đã biến sắc, hỏa tốc xuất thủ, lấy tay chặn lên trên trán của con trai mình. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Nhờ có tay mà hắn, tay hắn mà con trai không có việc gì cả. Chỉ là Tiểu Gia Khỏa rất là sinh khí, miệng cong lên, mắt thấy sẽ òa khóc. Ngoan ngoan mà, không khóc không khóc, không khóc nha. Đường Mộ Dương nhanh chóng đem con trai của mình ôm vào trong lòng trấn an. Nếu như cái thằng nhóc này mà khóc giáo lên thì dỗ rất là khó. Đi cho tôi đi. Bên cạnh Thình Lình vươn ra một đôi tay, lại còn cầm theo một cái mô hình mô tô. Nếu như người nhìn kỹ sẽ không có nhìn được mà kêu lên sợ hãi. Cái mô tô nhỏ tinh xảo như thế này chính là dùng linh kiện bị bỏ đi khi mà sửa xe hàng lại mà thành. Sợ đồ sắt gây bị thương cho trẻ em, ở những cái góc cạnh đều dùng vô số băng dính đủ màu dán lên. Cái món đồ chơi này so với những cái món đồ chơi bằng nhựa xa qua trong các cửa tiệm, nó lại còn tinh xảo hơn rất là nhiều.
Đường Mộ Dương có một chút xấu hổ được con trai qua. Tô Minh tuổi còn nhỏ nhưng mà lại rất biết cách dỗ trẻ con, nhất là con trai của mình. Không biết là có phải vì nhìn thấy người ta rất đẹp trai hay là không mà thường xuyên thấy sắc quên cha. Hiện tại thấy anh trai xinh đẹp cầm đồ chơi đến dỗ mình, Đường Nhị Quang lập tức vểnh cái mông lên nhào về cái phía vòng tay của người ta. Trừ bỏ đi cái lần khiến cho cha cho mọi người kinh diễm tại cái bữa tiệc trăm ngày của Đường Nhị Quang, bình thường Tô Minh ăn mặc vẫn là phi thường mộc mạc, luôn một thân đồ thể thao rộng thùng thình, vô luận là sửa xe hay là chui gầm xe đều phi thường tiện lợi. Đem cái mái tóc thật dài che rủ xuống, che khuất đi dung nhan tuấn mỹ, tư thế ngày ngùng hệt như là học sinh thời trung học. Đem mô hình xe máy đặt vào trong tay của Bảo Bảo, Đường Dịch Quang kiên nhẫn vỗ lưng của bé. Chỉ chốc lát sau thôi, tiểu gia hỏa đang thúc thích đã im lặng xuống. Mắt thấy tiểu tổ tông cuối cùng cũng đã yên tĩnh lại, vũ em cảm thấy có một chút ngượng ngùng nên bắt chuyện. Tô Minh à, cậu còn trẻ như thế, đừng có như khuê nữ mà giam mình ở trong cửa hàng cả ngày đó. Nếu có rảnh á thì đi ra ngoài chơi đi. Cũng không có là rất nhiều nhân viên ở trong cửa hàng này của mình đều muốn hẹn hò với cậu hay sao chứ? Cho người ta cơ hội đi. Tô Minh thản nhiên liếc hắn ta một cái, khi cho Đường Mộ Dương nghẹn lại không có cười tiếp được. Nè, tôi với họ là chẳng có gì để nói đâu. Ý của tôi là những cái gì mà bọn họ nói tôi đều không hiểu đó. Tiểu Lưu Manh cười gượng hai tiếng, tự trách mình đó đang vô lễ, sao lại có thể ngốc nghếch đến độ là nói lung tung đến như thế chứ. Tô Minh nói là thật, cậu ta chỉ học được vài năm tiểu học rồi bỏ học, sau đó thì lưu lạc đâu đường xó chợ, bị cái đám ăn cắp xe lôi kéo. Đừng có nói gì đến mà cái tiếng Anh, chính là tiếng Hán cơ bản cũng là chỉ nhận được ra vài tầm trăm chữ thông dụng nhất mà thôi. Thẳng đến sau khi mà được Cốc Gia thu lưu cho đi học bổ túc, học lại vài thứ mới giúp cho cậu ta hiểu biết được thêm ít chuyện, miễn cưỡng mới có thể gia nhập cộng đồng. Bất quá tuy rằng Tô Minh không có bằng cấp, nhưng mà ở trong cửa hàng không có bất luận cái nào dám coi thường cậu ta. Cho dù là ô tô hay là mô tô phức tạp nhất giao vào trong tay của cậu ta, chưa đầy nửa buổi thôi, cậu ta đã thu phục được hết. Trước kia có một tay kỹ sư cao cấp bọn họ mời đến không phục, cùng với Tô Minh thị tỉ thí âm thầm nhờ bạn bè tìm vài cái xe thê thảm nhất đến. Kết quả giao vào trong tay của Tô Minh chỉ tốn có nửa ngày trời thôi, cậu ta đã giải quyết được hết, thậm chí lại còn thêm vào vài mấy cái tính năng khác cho nó. Từ đó trở về sau, cái vị kỹ sư cao cấp kia chỉ cần gặp mặt liền gọi cậu ta là tiểu Tô lão sư, tất cung tất kính, không có dám sinh ra bất luận cái ý khinh thị nào cả. Chỉ là một cậu bé tốt như thế lại giam mình cả ngày ở trong cửa hàng, có phải là quá lãng phí hay là không chứ? Đang lúc Tiểu Lưu Manh cố gắng nghĩ cách chỉ cho cậu nhóc này một chút lạc thú nhân sinh thì điện thoại đến. Mộ Dung Cư thực sự là nhịn không được, lại kiên nhẫn đợi hơn 10 phút sau vẫn là gọi điện thoại đến. Nè, Bảo Bảo hiện tại đang làm cái gì chứ? Nó có khóc không? Không có. Dù em làm tức phụ phủ nhận, nói dối. Con đã chơi rất vui đó. Tô Minh đã làm cho con một cái mô tô đồ chơi vô cùng tinh xảo luôn. Phải không chứ? Nè, vậy thì nhất định là phải cảm ơn người ta đó. Luôn phiền người ta làm đồ chơi cho con của mình. Là gia trưởng, có người thích con của mình, cho con của mình quà so với đưa cho chính mình lại càng khiến cho người ta cao hứng. Nhưng mà rất nhanh Mộ Dung Cư liền nhận ra được một cái vấn đề quan trọng. Không có phải là anh thường khoe khoang kỹ thuật của mình cao siêu như thế nào hay sao chứ? Nè, tại sao em lại chưa có từng thấy anh làm cái gì trong công quan chứ hả? Đây chính là có cái tính là tự mình hại mình không chứ? Dù em nhược nhược để mà tìm cớ. Kỹ thuật của anh chính là lái xe đó, không có phải là làm đồ chơi đâu. Mộ Dung Cường rất là khinh thường. Rõ ràng anh đây chính là tay chân vụng về, chẳng có biết làm cái gì cả. Tiểu Tô của ấy là chẳng lẽ có được học qua hay sao? Nếu như muốn nói tiếp, Tô Minh tinh thông hẳn là sẽ không có phải là sửa xe mà là trộm xe. Nhưng mà Tiểu Cương ơi, đừng có tổn thương đến lòng tự trọng của chồng em được không chứ? Thật là đã thương lòng tự trọng của người ta mà. Dù em u oán phản bác.
Nè, vậy thì em đây cũng có bao giờ làm được cái gì để tặng cho Bảo đâu chứ. Giờ mà nói sao? Đầu bên kia Mộ Dung Cương ngẹn lời. Sau khi mà phản ứng lại thẹn quá thành giận, cư nhiên lại còn dám tranh luận sao chứ. Sớt nè, ai nói làm việc này không có chứ. Em sẽ chế tạo máy bay cho con trai của mình. Anh cũng vậy thôi. Em sẽ cấp hạt giấy. Cái này thì Lưu Manh không biết, cố gắng mà nghĩ nghĩ. Anh đây sẽ gấp sao may mắn vậy? Đồ kém cỏi. Hai người lớn cứ như vậy mà tranh cãi hết như là trẻ con. Thẳng đến khi mà Bảo Bảo Đường Diệt Quang nghe thấy cái thanh âm của cha của mình gọi điện thoại càng lúc càng lớn, càng ngày lại càng ồn, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn hắn ta một cái. Dạ. Dùng sức kêu một tiếng mới làm cho hai người kia yên tĩnh trở lại. Mộ Dung Cương ở đầu kia điện thoại nghe thấy tiếng con của mình, nhất thời tâm qua nổ phóng. Lại quan quan sao chứ? Ôm đến cho em nói chuyện đi. Bảo Bảo à, là Bảo Bảo này nha. Nè, con có nghe thấy không chứ? Bảo Bảo tuy rằng là nghe thấy cái tiếng nói từ trong điện thoại, nhưng mà bé con không có thể nào hiểu được công dụng của điện thoại, chỉ có thể tò mò nhìn cái máy nhỏ nhỏ biết nói, giống như là vừa phát hiện ra cái món đồ chơi mới. Di động có phóng xạ, để cho Bảo Bảo nghe nhiều chính là không tốt. Đường Mộ Dương mặc cho Mộ Dung Cương dốc bầu tâm sự vài câu tình cảm cho con trai của mình, liền lấy điện thoại lại. Đúng rồi, nè, em muốn nói chuyện này với anh đó. Mộ Dung Cương cuối cùng cũng là nhớ tới cái việc cần nói. Chúng ta cuối tuần này đi dự bách thú đi. Quang Quang nó còn chưa có từng đi đâu đó. Em đã xem qua dự báo thời tiết rồi, cuối tuần này trời đẹp, mang Quang Quang đi chơi rất là vui đó. Dự bách thú kia nó có một vườn hoa rất là lớn, buổi tối lại còn có thể làm biểu diễn xiếc thú. Cái đoàn xiếc này đã từng được giải thưởng quốc tế. Chúng ta lái xe qua đó chỉ mất có 2 giờ mà thôi. Nếu như ông với mấy bác của Quang Quang cũng thích á, thì chúng ta cứ đi cùng luôn. Anh cảm thấy sao chứ, có được không? Tiểu Lưu Mạnh đột nhiên lại phát hiện ra Tiểu Cương càng ngày lại càng không có nào để tâm vào trong công việc cho lắm. Ngày hôm trước Tiểu Cương nói với hắn ta là muốn đi mua rau hữu cơ về để nấu cho con của mình ăn. Hôm trước là kế hoạch đợi trời ấm lên sẽ mang con trai ra biển để mà nghỉ phép. Cứ như vậy có khả năng tập trung để mà làm việc hay sao chứ? Bất quá làm cha làm mẹ không có phải là đều như vậy hay sao? Đường Mộ Dương đồng dạng không có thể nào tập trung vào làm việc, có thể hiểu được. Thôi được rồi, nè, vậy thì em lên kế hoạch cho tốt đi. Cả nhà của chúng ta cùng đi, cùng đi. Miễn cho máy mắt của Hoàng Hoàng luôn cùng công tác là có thể thả lỏng luôn. Nếu được thì trực tiếp đặt vé trước đi, họ sẽ không có thể nào nói là không đi được. Ừ. Mộ Dung Cương được ủng hộ, nhanh chóng gác máy, chuẩn bị cho cái chuyến đi cuối tuần này. Mà Tiểu Lưu Manh thẳng đến lúc này mới dám thực là đàn ông mà nói thầm một câu. Một ngày không biết là bao nhiêu cú điện thoại đó, thiệt dài dòng mà. Đây là nói nhiều nói bậy à? Đường Nhiệt Quang nằm ở trong lòng của Vũ Em, nhíu mày ngao ngao kêu lên hai tiếng. Vũ Em không có thèm quan tâm, muốn cáo trạng cha của mày thì đợi khi mà học được cái cách nói chuyện đi con à. Tô Minh vẫn là giữ được cái biểu tình thản nhiên nhìn cha con của bọn họ, chỉ là sâu trong tận đáy mắt ẩn ẩn cái ý cười lẫn với chút phúc. Nếu như nhìn cẩn thận lại còn có thể nhìn được ở trong đó một chút phong tình. Gần đây cậu quả thật là có một chút lạ kỳ. Thứ bảy trời đẹp, tâm trạng cũng rất tốt để đi chơi. Chiếc xe màu bạc chạy trên đường quốc lộ, tốc độ phi thường ổn định. Đảm đường lái xe tự nhiên chính là Vũ Em Đường Mộ Dương. Hắn lái mô tô rất giỏi, nhưng mà lái xe hơi cũng rất tốt. Ngồi ở cái ghế phụ lái là một cái túi hành lý lớn, toàn là đồ của con trai hắn ta. Bảo Bảo rời nhà khỏi cũng là không có dễ dàng. Ăn uống hay là quần áo tả lót đều phải mang hết theo. Tại sao để không để hành lý ở đằng sau xe chứ? Bởi vì đằng sau cốp xe được để hai cái chiếc xe đẩy đặc biệt cho Đường Diệt Quang và ông nội của bé Đường Lập Hiền. Mang theo Tiểu Bảo Bảo ra ngoài chơi, chẳng có ai muốn ngồi ở cái đằng trước cả, tất cả đều ngồi phía sau để mà đùa Bảo Bảo. Thế là Tiểu Lưu Manh chỉ có thể cô gia quả nhân một mình ở phía trước đảm đường tài xế. Vì sợ lái xe ở phía trước không có chuyên tâm, Mộ Dung Cương lại còn cố ý
kéo tấm ngăn xuống, che đi ở phía ghế của tài xế. Tiểu Lưu Manh có ý là muốn, nếu muốn ý kiến phản đối cũng lại không được. Ồ, thực sự chỉ là không cam tâm mà. Nhưng mà Mộ Dung Cương khẳng định chính là muốn chăm sóc con trai của mình. Chẳng lẽ lại còn có thể chia rẽ đôi phu phu nhà của ông anh mình, bắt một người lên đây ngồi đi hay sao chứ? Tiểu Lưu Manh tự biết là mình chưa có đủ quan trọng đến như thế, đành phải thành thành thực thực mà ngồi ở phía trước chuyên tâm lái xe. Phía trước xe là một mảnh yên tĩnh, đằng sau xe thì lại vô cùng náo nhiệt. Đường Diệt Quang lần đầu tiên đi xa nhà, nhưng mà một chút cũng lại không cáu kỉnh. Tuy rằng ở trong thùng xe chật hẹp, nhưng mà có nhiều người chơi với bé. Tiểu Gia Khỏa cũng rất là hào phóng, tỏ vẻ là không có ngại ngần. Mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ và trắng, quần yếm màu chàm, bé con hôm nay lại còn đội thêm một cái mũ cao bồi, quấn một cái khăn qua màu đỏ, vô cùng đáng yêu. Bảo Bảo vô cùng đắc ý, ở trong lòng của bà mà chưa được 2 phút, sau đó lại chuyển qua lòng của bác, là mặt quỷ với ông nội, chơi ú òa với mọi người. Trò chơi tuy rằng là đơn giản, nhưng mà bé con chơi rất là vui, suốt cả một quãng đường đi cười khanh khách không ngừng. Bảo Bảo vui vẻ, mọi người cũng đã bớt lo. Hành trình 2 giờ bất tri bất giác liền trôi qua rất là nhanh. Khi mà đến nơi, người đi nghỉ cuối tuần rất là đông, đều là già nhắc trẻ, lớn nhắc nhỏ, đông như là trẩy hội. Gia đình bọn họ xuống xe, gia nhập vào trong dòng người náo nhiệt. Mộ Dung Cương làm việc thật là thận trọng, sớm đã vạch trước lộ trình. Đến cửa công viên, lấy đến bản đồ du lịch miễn phí, lại giảng giải thêm một lần nữa. Ở phía đông khu này chính là nhìn qua đó, không khí buổi sáng rất là tốt. Chúng ta đi dạo quanh đó một vòng, đại khái là mất khoảng 2 giờ, rồi sáng trưa đó, sau đó mới đến cái vườn bách thú. Buổi viện bách thú sẽ được tổ chức ở đó vào buổi chiều nay. Đợi khi mà xem xiết xong về nhà, chắc là khoảng hơn 11-12 giờ khuya đó. Như vậy à? Đường Lâm Hiền nghe xong khẽ nhíu mày. Chỉ mấy cái khách sạn ở trước cửa công viên, ở chỗ này một đêm có phải là tiện hơn không chứ? Chủ yếu là Quang Quang, đồ của nó mang đủ không chứ? Quang Quang nó nhỏ như vậy mà chạy tới chạy lui cũng thật sự rất là vất vả đó. Ngày mai lại là chủ nhật, ở một đêm không có việc gì đi. Với lại thấy hơn nữa là chơi một ngày mệt mỏi, mỗi tối lái xe về nó chính là không có an toàn đâu. Mày đưa tính như thế nào chứ? Lão nhân già tìm lý do chính là vì cháu trai của mình. Kỳ thực là vẫn là đau lòng con trai, sợ hắn ta buổi tối lái xe vất vả, cho nên muốn ngủ lại một đêm. Mộ Dung Cương không nghĩ tới ông lại đột nhiên đưa ra cái ý kiến này. Kỳ thực thì y không có để ý mấy. Vé vào cửa này dùng được tới 2 ngày. Nếu mà ở lại một đêm, sáng mai có thể lại đến đây dạo một vòng, chơi thêm nửa ngày, đồ của con mang theo cũng đủ. Chỉ nghe cái bọn Kỳ An Chi có việc, bạn sẽ hỏi ý kiến của họ. Đường Mộ Thần có một chút do dự. Ngày mai anh lại còn hẹn khách ăn cơm đó. Thôi như vậy đi, hiếm khi mà cả nhà của chúng ta cùng nhau đi chơi. Em hãy quỷ cuộc hẹn đi. Nếu thực sự là không có xong á, thì bảo với phó tổng đi tiếp khách thay em. Kỳ An Chi kéo nhẹ cái cánh tay của lão bà mình, y bảo y đừng có phá hỏng đi cái hứng thú của lão nhân già. Nếu không thì bảo Khang Chi đi đi, nó cũng nên học cái cách xa giao rồi. Mộ Dung Cương nghe như vậy thì âm thầm le lưỡi, nghĩ rằng chú Năm cũng thật là đáng thương mà, ngày nghỉ còn bị bắt đi lính. Đường Lập Hiền cũng là cảm thấy không ổn. Nè, Khang Chi nó còn phải chăm sóc con của nó đó, tìm nó thì có vẻ là không ổn đi. Dạ, vậy để con gọi điện thoại hỏi chú một chút. Rất nhanh, sự tình đã được giải quyết. Phó tổng Đường Mộ Thần cũng mang theo vợ con ra ngoài chơi, chỉ còn có cách giao lại cho Kỳ Khang Chi. Bất quá thì tình hình của hắn ta cũng rất là tốt, một câu oán hận cũng là không có, chỉ là hỏi hàng những cái trọng điểm cần phải nói chuyện đối với khách hàng để có thể chuẩn bị cho tốt. Kết thúc cuộc gọi, Đường Lập Hiền có hơi khó xử. Cái đứa nhỏ Khang Chi có phải là quá vất vả không chứ? Các cô đem cái chuyện của cả hai đặt lên trên vai của nó, không biết là nó có chịu nổi hay là không đây.
Không có còn cách nào khác. Ai bảo con trai ngài nó không chịu hỗ trợ chứ. Đường Mộ Thần liếc nhìn đứa em của mình một cái. Kỳ An Chi ôn hòa cười cười. Dạ, con đã nói chuyện với cô rồi. Chào mừng An Chi một thời gian. Nói thì làm luật sư lâu nay, nhưng mà đối với cái cách vận hành của công ty cũng rất là rành đó. Đường Lập Hiền gật đầu, chỉ giao lại một câu. Mộ Thần à, con dành một chút thời gian mời luật sư nhà của chúng ta đến đi. Đem một phần ba cổ phần của cha tại Đường Thị giao cho Khang Chi, xem như là cảm ơn nó đã giúp đỡ chúng ta. Còn lại liền chia cho An Chi và Tiếu Cương, mỗi người lấy một nửa. Cha. Đường Mộ Thần có một chút kinh ngạc. Đây y đang lành, tại sao cha lại đột nhiên nhắc đến cái chuyện này chứ? Chẳng khác gì là đang muốn lập di chúc vậy. Đường Lập Hiền phải phê tay. Cha chừng này tối rồi, có mấy cái đó làm gì chứ? Những cái gì mà còn lại, con và em trai của con mỗi người một nửa, chính là cổ phần ở trong công ty thì phải sửa lại. Mô Thần à, trong tay của con có cổ phần do ông nội và mẹ của con lưu lại. Phần của cha thì sẽ để lên cho An Chi và Tiếu Cương. Hey, gian nhất một ngày nào đó ban giám đốc đưa ra quyết sách sai lầm, thì sẽ dựa vào cái chỗ cổ phần này sẽ không có khó để cho con giải quyết đâu. Còn về Dương Dương, con đừng có giận đó. Lớn chừng tuổi này tuổi rồi, chẳng có chịu quản một chút việc gì của công ty thì đừng có mà đòi lấy tiền từ Đường Thị. Dạ, con không có ý kiến. Đường Mộ Dương giơ hai tay tỏ thái độ. Trên tay của con cũng là có một chút cổ phần của Đường Thị, nhưng mà cho tới bây giờ con chưa có tự để ý đến đó. Con cần con giao lại cho Khang Chi không chứ? Thôi dẹp đi. Đường Lập Hiền trừng thẳng con trai của mình một cái. Nó vốn không có phải là của con. Vừa lúc Mộ Thần con làm luôn một lượt đi, đem cái chỗ đó giao lại cho Quan Quan. Tiếu Cường làm người giám hộ, không có cho nó cái gì hết. Lão nhân già kỳ thực là vẫn rất có tâm tư. Nước phù sa bất lưu ngoại nhân điền. Vậy cứ như thế mà làm đi. Tất cả mọi người đều hài lòng. Tuy là cái niềm vui của bọn họ là dựa trên cái sự tăng ca của người khác, thực sự là ngượng ngùng quá đi mà. Đặt khách sạn, thời gian đi chơi lại càng dài thêm. Trời đã vào hạ, hoa cỏ đủ màu sắc đã nở rộ. Hoa hướng dương vàng óng ánh, hoa nhài thơm ngát, hoa hồng đỏ tựa như lửa. Còn có từng mảng hoa oải hương trải dài, cứ tựa như những cái thảm mây màu tím. Rồng chơi giữa biển hoa, ánh vào trong mắt là cỏ cây rực rỡ. Ngửi được cái mùi thơm hoa thơm ngát, còn có bướm bướm xinh đẹp đủ màu sắc đang tung bay, làm cho người ta thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái. Không nói đã được diệt quan, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái. Một nơi tốt đến như thế, tại sao bọn họ lại không sớm phát hiện chứ? Tuy đó là cảnh sắc không có gì là quá đặc biệt, nhưng mà đối với người dân thành thị mà nói, vẫn là một cái nơi nghỉ ngơi tuyệt vời. Bên này, Đường Mộ Thần và Kỳ An Chi mang theo Đường Lập Hiền hưng trí bừng bừng, du lãm. Bên kia, một bạn nhỏ nào đó cũng lại không có an phận. Ngoan ngoan à, quả trong công viên này là để cho mọi người ngắm đó. Ngoan nào, đừng có hái nha. Nè, đã nói là không thể hái mà, sao con cứ hái vậy chứ? Mà buông tay ra đi, buông tay. Mộ Dung Cương cố sức để mà giải thích cho Bảo Bảo nửa ngày, nhưng mà Đường Diệt Quang dường như là không có đem theo cái lỗ tai nhỏ. Chỉ cần nhìn thấy hoa nào đẹp liền vươn tay ra tóm lấy. Mà khi kéo được tay cô bé ra thì qua cái đám rất nát bươm rồi. Chắc một cái không nghe lời, móng vuốt nhỏ đã bị đánh. Không nặng đâu, bất quá chỉ là vỗ nhẹ một cái thôi. Nhưng mà Bảo Bảo từ trước cho tới nay chưa có từng bị ai đánh rất là thương tâm. Cái miệng nhỏ nhắn mím lại, nước mắt đảo quanh, vươn cái đôi tay nhỏ bé vương về cái phía vú em đang bao lớn bao nhỏ đằng sau. Người ta không có thèm ba ba xấu xí này nữa, người ta muốn cha người ta à? Đi 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 đi. Mộ Dung Cường cũng tức giận, đem cái thằng con của mình đẩy qua cho Tiểu Lưu Manh cầm lấy cái ba lô. Hai phu phu dù sao vẫn là rất yêu thương nhau. Nếu như mà vừa bế con vừa vác ba lô, vậy thì chẳng phải sẽ là mình chết cái tên Tiểu Lưu Manh à?
Bất quá thì Tiểu Lưu Manh vẫn là đau lòng lão bà. Tiếp nhận con xong, liền đem xe đẩy tay mở ra, đem ba lô bỏ vào, để cho Mộ Dung Cương đẩy cho đỡ vất vả. Nghe thấy cái tiếng khóc, Đường Lập Hiền bọn họ cũng đã quay đầu. Nghe nói là Tiểu Gia Khoản nghịch ngợm bị đòn, ngước lại nở ra một nụ cười. Thôi mà, quan quan đó còn nhỏ, làm sao mà biết được mấy cái chuyện đó chứ. Đợi cái mà nó lớn lên một chút đi thì sẽ tốt rồi. Đến đến nào, quan quan à, cười một cái đi. Kỳ An Chi vừa máy chụp hình, chụp được một cái tấm ảnh Bảo Bảo mang theo đôi mắt vẫn còn ngần ngấn nước, mà miệng lại cười toe toét. Vừa khóc vừa cười kìa, cái mũi nhỏ phập phồng lên. Mộ Dung Cương mắt thấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai ướt nhẹp, nước mắt nước mũi nổi bong bóng, thực sự nên nhìn không được, vẫn là động thủ lau khô cho bé. Tiểu Gia Khỏa cảm giác được ba ba quan tâm, đã hết giận. Nghĩ nghĩ lại, vẫn là cảm thấy ba ba quan trọng hơn là qua. Thế là lại đòi ba ba ôm, móng vuốt nhỏ tuy rằng là vẫn cua loạn, nhưng chỉ dám sờ sầu hoa mà thôi. Như vậy là còn coi được đó. Mộ Dung Cương kiên nhẫn một đường để mà giảng giải cho con trai, dạy bé phân biệt được màu sắc. Thân là vú em, Đường Mộ Như là còn động não, nhặt lấy mấy cái cánh hoa vẫn còn tươi, thả vào trong cái bình nước trong suốt cho con trai của mình chơi. Cái bình nhỏ đổ mọi màu sắc rất là nhanh chóng, liền hấp dẫn được cái lực chú ý của Bảo Bảo. Kỳ An Chi lại đi mua cho Bảo Bảo một cái khẩu súng bong bóng. Mấy cái món đồ chơi rất nhanh, liền đã khiến cho bạn nhỏ Đường Diệt Quang cải tà quy chính, đi theo chính đồ. Thế là kế tiếp, phụ tử từ ngoan, dài đại vui mừng. Đến vườn Bách Thú, nơi này động vật đều là được nuôi ở trong lồng sắt, lại có vòng bảo vệ. Cho dù có muốn sờ, cũng là không sờ được. Tiêu Gia Khỏa hiếm hoi lắm mới được chịu ngoan ngoãn. Bất quá ở trong cái đôi mắt tròn xoe kia, vẫn là toát ra mong đợi, có thể đi vào trong kia để chơi đùa cùng với cái lũ thú. Chỉ là cái nguyện vọng này, nó không có khả năng để mà thực hiện. Tiên sinh à, có muốn chụp ảnh không chứ? Mời ra một tấm thôi, chụp một tấm để làm kỷ niệm đi. Thình lình, một vị nhân viên chuyên làm cái nhiệm vụ thu hút du khách mang theo một cái con trăng lớn đưa qua cho Đường Mộ Dương xem. Không cần đâu. Tiểu Lưu Manh bình sinh ra trời không sợ, đất không sợ, phát ra một tiếng thét chói tai, không có tiền đồ, nháy mắt né tránh. Cái tên Gia Khỏa này thật đúng là một khi bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Nói đến cái đoạn lịch sử này, kỳ đường nhà hai nhà ai ai cũng biết. Tiểu Lưu Manh trước đây là không có sợ trời không sợ đất, nghịch ngợm gây sự, không có cái chuyện ác nào mà không làm. Có một lần khi mà đang học tiểu học, từ cái ngọn núi sau trường học, nó có một cái con rắn bò vào. Cái con rắn kia cũng chả có tấn công ai cả, chỉ là nằm ở một góc thành thành thực thực mà phơi nắng. Nhưng mà Đường Mộ Dương với mấy nam sinh kia to gan chạy đến để mà phi lễ nó. Thế là cái con rắn kia tức giận cắn trúng Đường Mộ Dương một phát. May mắn là rắn không có độc, nhưng mà cũng khiến cho tên Tiểu Lưu Manh kia sợ đến chết khiếp, phát sốt, thường xuyên gặp ác mộng, nằm bẹp ở nhà nguyên cả một tuần lễ mới có thể đi học trở lại. Cho tới tận bây giờ vẫn là bị các thầy cô ở trường đem ra để làm ví dụ để mà dạy dỗ học trò. Từ đó về sau này, Đường Mộ Dương chỉ cần là nghe thấy rắn ta liền biến sắc. Mộ Dung Cương rất là không có phúc hậu, hắc hắc cười, ôm lấy con trai của mình hào phóng tiến lên. Nè, chụp cho chúng ta một tấm đi mà. Hay quá hay quá. Đường Diệt Quang ở trong lòng của ba ba của mình y y nha nha gọi bậy. Chắc là bây giờ có cho bé con một cái con rắn hổ mang chúa, bé cũng chẳng sợ đâu. Trăng thì kỳ thực là một cái loại bò sát lành tính, nhất là được người bỏ công thuần hóa. Thời gian sống chung với con người, nó lại còn lâu hơn cả sống chung so với đồng loại, sớm đã đánh mất đi cái tính quan giả. Nghe theo chủ nhân chỉ quy, phi thường nhu thuận nằm ở trên cổ tay của Mộ Dung Cương, lại còn mặc cho Bảo Bảo vươn ra cái móng vuốt sờ tới sờ lui ở trên người của mình. Đường Nhiệt Quang vô cùng là cao hứng, mở to cái miệng nhỏ nhắn ra cười khanh khách, thậm chí lại còn mặc cho cái chú trăng kia trườn qua cả người của mình, chụp không ít ảnh hay, sau đó mới tận hứng mà rời đi.
Mộ Dung Cương thanh toán tiền, lại tìm cái người nhân viên kia để mà lén lút mua một ít thứ. Sau đó mới ôm con trai của mình đi tìm Tiểu Lưu Manh sớm đã lẫn ra thật là xa. Vừa mới thấy mặt liền vô cực. Nè, tại sao lại có thể vô dụng như thế chứ? Chẳng có bằng quan quan đưa nước cho bọn em xuống nào. Tiểu Lưu Manh không có phát hiện ra ở trong ánh mắt của y ẩn ẩn một cái tia đùa dài. Sứ, hay quá hả? Nếu như bạn này cũng bị cái con rắn đó nó cắn á, thì coi coi em có dám ra nói những cái lời này nữa hay là không chứ. Giờ phút này đây, phú em tuy rằng là than thở, lại vẫn là cái lời nghe, lời cúi đầu lấy nước. Nhưng mà vừa ngẩng đầu lên liền thấy con trai của mình đang cầm lấy một con rắn nhỏ màu xanh lục ở trên tay, cái lưỡi tím ngắt đang chỉa thẳng về cái phía mặt của hắn ta. À! Hét thảm lên một tiếng vang vọng đến tận cả trời xanh. Thành công lấy cái món rắn đồ chơi giả ra để mà dọa cho lão cha đáng thương. Hai bà con cười đến xấu xa chạy trốn, nhất là Đường Diệt Quang cảm thấy chưa thật là vui. Từ hôm đó trở đi, cái con rắn nhỏ đã trở thành một món đồ chơi bé ta yêu thích nhất. Cứ cái lúc mà ẩn, lúc hiện ở trước mặt cả lão cha của bé. Thực ra thì nó cũng có tác dụng điều trị về bóng ma tâm lý cho Tiểu Lưu Manh đấy chứ. Chỉ là lúc này đây, ngao ngao, Tiểu Lưu Manh bị hoảng sợ tột độ, đã quyết tâm nhất định là phải trả thù. Tôi là độc ác mà, nhất là cái bà kia đó, chẳng có phải đây là dạy hư rồi kẻ trẻ con hay sao chứ. Đánh đòn, phải là bắt cả hai lại, đều là phải đánh đòn hết. Tối nay hai người sẽ biết tay ta. Nè, anh đang làm gì đó chứ? Mộ Dung Cương gạt đi cái móng vuốt đang không an phận mò trên lưng của mình. Đang ở bên ngoài đó, không được hồ nháo. Đêm vẫn là chưa khuya lắm, đồng hồ trên tường mới chỉ hơn có 10 giờ thôi, nhưng đã trải qua một ngày du ngoạn. Cả người lớn lẫn với trẻ nhỏ đều đã mệt đến chết đi được. Đường Diệt Quang bảo bảo khi mà đang tắm rửa đã gật gật gù gù, ghé vào trong lồng ngực của ba mà lơ mơ ngủ. Cứ như thế cho đến khi mà được cha của bé ẵm lên trên giường, không có giống như mọi khi cần phải được ru một lát. Trên cơ bản là hoàn toàn không có nháo một tí nào cả, mà đã chìm vào trong giấc mộng đẹp. Giường ở trong khách sạn rất là lớn, một nhà ba người ngủ qua đêm chính là không có vấn đề gì cả. Chỉ là đối với người nào đó vẫn là nghe một bụng, đang chờ đợi cơ hội để mà báo thù. Mà nói thì không dễ, không có dễ dàng để mà tiến hành trừng phạt. Không thể làm trên giường thì cũng không sao cả, không phải là còn có phòng tắm hay sao chứ. Làm xong sẽ trực tiếp rửa sạch lại càng thêm tiện lợi. Cho nên cái tên Tiểu Lưu Manh chờ lúc mà Mộ Dung Cương ngáp một cái, đi rửa mặt thay quần áo ngủ, chuẩn bị ra bên ngoài ôm con trai đi vào trong giấc ngủ, thì lập tức phát động tập kích, đem cửa kia khóa trái lại, hai tay tóm lấy hai cái cánh tay của Mộ Dung Cương trói ra sau, đem y đè lên trên tường của phòng tắm, nổi giận đùng đùng chất vấn y. Hôm nay em và con của mình chơi vui quá hả? Ách, Mộ Dung Cương đang còn mơ mơ hồ hồ, không có kịp phản ứng. Cùng với con của mình chơi rất vui, có sai gì hay sao chứ? Cái tên Tiểu Lưu Manh đem chân cường ngạnh tách hai chân của Mộ Dung Cương ra, ái muội ở trên mông của y ma sát, rút ra một vật đưa cho y xem. Chơi vui không chứ? Mộ Dung Cương tập trung nhìn nhìn, nhất thời liền nở ra một cái nụ cười. Là cái con rắn đồ chơi. Nguyên lại là cái tên gia khỏa này vẫn còn ghi hận cái chuyện đó. Em đã còn dám cười sao? Tiểu Lưu Manh đột nhiên đem một phen ném cái con rắn kia đi, đem y đè càng mạnh xuống. Mộ Dung Cương buồn cười. Nè, anh giận cái gì chứ? Em đây chỉ là đùa với anh một chút thôi mà. Anh đúng là... À, thôi được rồi, mau thả em ra đi mà, em muốn đi ngủ đó. Đây chính là cái thái độ gì chứ? Tiểu Lưu Manh một phen lột áo ngủ của y, hừ lạnh. Hôm nay anh mà không hào hỏi quản giáo em, em sẽ không biết lão công của em chính là ai đó. Ê, nè, Mộ Dung Cương như mày, anh định làm gì chứ? Đang ở bên ngoài đó, không được đâu. Lão tôi muốn chịch. Tiểu Lưu Manh không nói thêm một lời nào, một ngụm liền cắn lên trên môi cô Mộ Dung Cương. Cắn trước một cái rồi đã sao? Mộ Dung Cương đau, hít một ngụm khí,
cảm giác thấy trên cổ của mình rất là đau. Nghĩ đến chắc là đã bị lưu lại dấu rồi. Cái con chó này đang muốn chửi ầm lên, mặt lại bị người ta cường ngạnh xoay qua đem môi lấp kín. Ngay từ đầu tiến vào chính là mãnh liệt mà vô lễ, hoàn toàn không có nhìn Mộ Dung Cương chống cự. Có một loại khí thế ép buộc ở trên người, lại còn có hai bàn tay đang dùng lực sờ soạn, tựa hồ như là muốn bóc ra một tầng da quỷ. Giữa đau đớn lại mang theo kích thích. Mộ Dung Cương muốn phản kháng, nhưng mà thân thể lại không có thể nào nghe theo được lý trí của y. Hai người đã lăn lên trên giường không biết bao nhiêu lần. Tất cả những cái điểm mẫn cảm của đối phương đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nhất nhất mơn trớn, không một chỗ nào may mắn thoát khỏi. Vừa hôn xong, khi mà Tiểu Lưu Manh cuối cùng cũng buông tha cho y, Mộ Dung Cương đã muốn toàn thân vô lực sủi lơ xuống. Nếu không có Tiểu Lưu Manh ôm lấy y, y đã sớm ngã xuống rồi. Tiểu Lưu Manh vừa lòng nhìn vào sắc mặt của Mộ Dung Cương ửng ửng hồng, hai mắt đẫm lệ tràn ngập phong tình, biết là có thể tiến hành bước tiếp theo rồi. Thể chất của Song Tính Nhân luôn luôn là mẫn cảm mà dễ bị khiêu khích, chỉ cần là hơi trêu chọc một chút thôi, luôn không có thể nào cự tuyệt đối với dâm dục. Đây chính là phúc khí của loài con họ, nhưng mà cũng là bi ai của Mộ Dung Cương vào trong giờ phút này. Y thực sự là muốn một cước mà đem cái tên Tiểu Lưu Manh đá văng ra, sải bước rời đi. Nhưng mà y vẫn không có động đậy, hai chân giống như là mọc trệ, đứng yên một chỗ không có thể nào hoạt động. Trong lòng cho dù là không nguyện ý, cũng là chờ để hắn ta nhanh chóng tiến hành cái bước tiếp theo, bởi vì y đã muốn cương cứng lên rồi. Vuốt ve Ngọc Hành cương nhiên đã đứng thẳng. Tiểu Lưu Manh cười thật là dâm đãng, đưa lưỡi liếm liếm cái lỗ tai của y, mô phỏng theo động tác tính dao, cứ từng chút một chui vào trong. Hơi thở nóng bỏng phả lên trên mặt của y, đã khiến ở trong lòng của y vô cùng ngứa ngáy. Thực tế dâm đãng như thế này, nếu mà ly khai ra anh, Cương sẽ sống như thế nào đây hả? Nói đi. Mộ Dung Cương cảm thấy thẹn đến mức là không có thể nào nói gì cả. Cái tên Tiểu Lưu Manh này ở trên giường luôn luôn làm càn, nhưng mà chính mình lại không có thể nào kháng cự được, ngược lại lại trầm mê vào, lại càng thêm dễ dàng hưng phấn. Quả nhiên, dưới sự kích thích song song, Tiểu Lưu Manh nhìn thấy Ngọc Hành ở trong tay thêm đứng thẳng lên, ở trên đỉnh lại còn trị ra nước mắt đáng thương, làm cho người ta lại càng muốn ác liệt khi dễ. Để trên sợ cái chỗ này xem, nó ướt hay là có cái đá. Bỏ qua Ngọc Hành, vườn tay tìm được cái đó hoa bí hoa. Cái chỗ đó đã sớm hé mở ra, tiết ra đầy dâm dịch. Ước tình như vậy rồi, có phải là rất muốn lão công đây lập tức cấm vào không chứ? Ngôn ngữ rõ ràng đã làm cho Mộ Dung Cương xấu hổ đến hai bên tai đỏ trừng rực, tựa như là sắp xuất huyết. Bất quá đối với cái kinh nghiệm của quá khứ, giờ phút này đây tốt nhất là nên nhanh chóng thừa nhận, bằng không cái tên Tiểu Lưu Manh đáng chết này sẽ tiếp tục mà ép buộc y. Cúi đầu, dùng cái giọng đó so với cái tiếng muội kêu, nó không khác là mấy, phun ra một chữ: phải. Tiểu Lưu Manh vừa lòng huýt sáo, nhưng mà không có giống như trước, nhanh chóng đem dương vật của mình cắm sâu vào trong hoa huyệt, mà là dùng lực vỗ một cái thật mạnh lên trên mông của Mộ Dung Cương. Tiếng đánh kia thanh thúy vang lên, làm cho Mộ Dung Cương cả người run rẩy, ngay cả đầu ngón chân cũng co thắt lại. Đã làm sai thì phải bị trừng phạt nghe. Tiểu Lưu Manh cười xấu xa, đưa tay tìm được cái bí cảnh giữa hai cái cánh mông của y, cái nơi chưa từng bị khai phá. Mộ Dung Cương trong phút chốc tỉnh lại. Anh muốn làm cái gì chứ? Bảo bối nhi à, cứ nói đi. Hả? Thừa dịp đang nói chuyện, Tiểu Lưu Manh đã đem cái ngón tay chứa đầy sữa thấm vươn vào. Mộ Dung Cương hít một ngụm hơi khí lạnh, thân thể bị dị vật thâm nhập, cảm thấy chính là không ổn một tí nào cả cho y. Theo bản năng dạy dụa: mau ra ngoài, ra ngoài đi. Mơ tưởng sao? Tiểu Lưu Manh ác thành ác ký buông ra một câu, rồi mới lại đổi một cái bộ đội đại hôi lan dụ.
Bảo Bối Nhi à, chúng ta thử chích một lần đi. Thử một lần đi bà. Không muốn đâu. Giọng nói của Mộ Dung Cương dẫn theo một chút giọng mũi làm nũng. Nó cứ nhu nhu, nghe hết sức có tư tính. Bình thường y chỉ cần nói như thế thôi, Tiểu Lưu Manh sẽ lập tức điền đầu hàng, sẽ không có bao giờ làm khó y nữa. Nhưng mà hôm nay Tiểu Lưu Manh cũng là hạ quyết tâm, nhất định là phải vượt qua muôn trùng khó khăn, khai phá lãnh địa. Gắt gao đem y đặt ở trên tường, Tiểu Lưu Manh cũng là bắt đầu làm nũng. Bảo Bối Nhi à, chẳng lẽ cưng không biết rằng cái này cũng tên là cõi máy hay sao chứ? Sẽ rất đau đó. Không đâu mà, nếu cưng thêm một chút quen thì tốt rồi. Lần đầu tiên khi mà cưng chịch với anh ở đằng trước đó, chẳng phải cũng rất đau hay sao chứ? Khi mà quen rồi thì sẽ rất là khoái khoái à? Không muốn đâu. Ngoan đi mà. Thình lình lấy thêm một ngón tay nữa. Mộ Dung Cương ăn đau mang theo một cái tiếng khóc rền rĩ. Tiểu Lưu Manh lại vội vàng hôn nhu hôn môi quỳ, thậm chí là dùng tới cái khẩu khi hay dùng để mà dỗ trẻ con. Ngoan ngoan nào, sẽ không đau, không đau đâu. Rõ ràng là rất đau mà. Mộ Dung Cương không có thuận theo mà náo loạn lên. Tiểu Lưu Manh khuyên bảo không có hiệu quả, liền dùng sức để mà che môi quỳ lại, vừa hôn lại vừa gia tăng thêm một ngón tay nữa. Mộ Dung Cương thực sự là cảm thấy hơi đau. Cái nơi nào lần đầu tiên bị khai phá, đau đớn đương nhiên là khó tránh rồi. Nhưng mà dùng cái cách nào cũng không dễ ra được. Ngược lại càng dễ lại càng khiến cho mười ngón mấy ngón tay lại có thêm có cơ hội để hoạt động mạnh mẽ. Đột nhiên khi mà ngón tay vô tình xẹt qua ở một cái chỗ nào đó, Mộ Dung Cương cả người run run một chút. Tiểu Lưu Manh quyết đoán ẩn thêm một lần nữa. Mộ Dung Cương toàn thân lại run lên, hét rầm lên. Không cho chạm vào, không cho chạm vào nơi đó. Nhưng mà Tiểu Lưu Manh cũng đã nhận ra, vô cùng vui mừng. Tiểu Cương à, đây là cái đêm mẫn cảm của Cương có đúng không chứ? Thật gần à. Ai chà. Nè, Cương đã có từng nghe người ta nói qua chưa? Cái đêm mẫn cảm nước càng cạn thì thân thể lại càng dâm đảng đó, có đúng không? Em mới không phải, anh mới là cái đồ dâm đảng đó. Mộ Dung Cương thẹn quá thành giận. Nếu không anh đã chăm sợ của anh đi. Khó mà làm được. Tiểu Lưu Manh tuyệt là không có cho phép cái đề việc cường công dao động. Biết Mộ Dung Cương kỳ thực chỉ là mạnh miệng mà thôi, thân thể đã có thể thích ứng, liền rút cái ngón tay ra. Thay bằng tiểu huynh đệ đã sớm hưng phấn bừng bừng tiến lên mở đường. Tiến vào nó so với trong tưởng tượng lại còn dễ dàng hơn. Có lẽ thực sự là bởi vì cái điểm mẫn cảm ở quá cạn, trình độ tiếp nhận của thân thể Mộ Dung Cương cũng đã khiến cho y phải giật mình. Trừ bỏ lúc đầu tiến vào nó có một chút gian nan, vào được hơn phần nửa rồi liền lại phi thường thông thuận. Lúc này đây y mới chợt hiểu được vì cái gì mà ba chỉ nói với y thống khổ ở trong quá trình sinh sản, chứ chưa có từng đề cập tới cái sự phiền não tính sự. Khả năng đối với song tính nhân mà nói, vô luận là thân mật tiếp xúc ở mặt trước hay là mặt sau đều là thực dễ dàng để làm cho người ta sung sướng. Mộ Dung Cương vì tri thức mới tiếp nhận này cảm giác có một chút thất bại. Nhưng mà một kẻ khác thì lại hoàn toàn tương phản, trong nháy mắt hoàn toàn đã tiến vào, cảm thụ được cái độ ấm triền miên mà mềm mại bao vây, đã làm cho Tiểu Lưu Manh nhìn không được mà khinh hô ra một tiếng thỏa mãn đến thở mạnh cả một hơi. Cái nơi này nó cùng với phía trước vẫn là có một chút không có giống nhau. Là cái gì thì hắn ta không nói nên lời, chỉ là sau khi thử nghiệm qua hắn ta mới thật là thân thiết ý thức được việc cái gì anh trai cùng với người kia vẫn có thể thỏa mãn tính phúc. Đây là có cái đạo lý gì chứ? Mộ Dương à. Mộ Dung Cương thật là nhẹ nhàng một tiếng, mang theo một chút u oán mà bản thân của mình cũng đã không có hiểu rõ được. Thể nghiệm như thế này phải nói là không có quá được thoải mái, nhưng mà ở trong lòng dường như lại có một tia chờ mong. Nó giống như một đứa bé muốn lột bỏ tầng tầng lớp lớp vỏ bọc ở bên ngoài,
của viên kẹo để nếm thử ở bên trong nó rốt cuộc chính là cái tư vị như thế nào. Giọng nói ẩn ẩn bất an lại mang theo một cái tia thúc giục. Tiểu Lưu Manh nguyên bản là sảng khoái từng cốt đều tất cả muốn tan đi một nửa, làm sao lại còn có thể chống tra được một cái tiếng gọi của y chứ. Vật ở khố hạ lại trướng lên một vòng, cứ tựa như người hoàng mất khống chế từ đằng sau điên cuồng mà trù sát. Tiếng trần trị đứt đoạn, nó vọt ra khỏi miệng. Mộ Dung Cương ái ân nhanh như vậy đã làm cho y chưa có kịp tinh tế cảm thụ hết, đã bị hung hăng va chạm làm cho mụ mị cả đầu óc. Chỉ là cảm thấy ở cái chỗ bị ma sát, nó đau đớn tựa như bị thiêu đốt, tựa như bị đổ lên một đống hạt tiêu. Chờ mong vốn có trong phút chốc đã tiêu tan, khó chịu lại khiến cho y chỉ muốn được giải thoát. Cố gắng hít sâu mấy hơi mới có thể miễn cưỡng mà mở miệng. Dương à, nhẹ nhẹ một chút thôi. Mộ Dương. Nghe thấy cái tiếng của người yêu nức nở gọi, cuối cùng cũng làm cho Tiểu Lưu Manh khôi phục lại vài phần lý trí, ý thức được mình là quá lỗ mãng rồi, lập tức dừng lại cái động tác, khẽ hồn lên trên cái khóe mắt ứa lệ. Làm đâm sao chứ? Mộ Dung Cương trong nháy mắt điên an tâm, yên tâm đem chính mình giao cho hắn ta, chỉ là dặn dò nhẹ nhẹ chút là được rồi, chậm lại. Không thành vấn đề đâu. Tiểu Lưu Manh tuy rằng là thích đùa giỡn Lưu Manh, nhưng mà vẫn là rất yêu thương lão bà. Hắn ta cũng lại không có muốn chi một lần sẽ phá quỷ đi trải nghiệm tinh phúc của Mộ Dung Cương tuyệt lộ từ nay về sau, cho nên đã lập tức nhận ra mình đã sai, liền nhanh nhanh chóng chóng mà sửa chữa. Ôm nhu bắt đầu phải hành động, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thẳng đến khi mà lão bà bắt đầu phát ra cái tiếng ngâm nga êm tai, hắn ta mới dần dần mà gia tăng sức lực. Mộ Dung Cương hình dung không có ra cái loại cảm giác này, thân là bác sĩ y hiểu được cái khoái cảm tồn tại là vì tính khí không ngừng ma sát tuyến tiền liệt, nhưng mà thân là đương sự y chỉ có thể nói bốn chữ: dục tiên dục tử. Thật sự trừ bỏ cái từ này, y chính là nghĩ không ra cái cách hình dung nào tốt hơn. Cứ mỗi lần va chạm đến cái địa phương mẫn cảm kia đều giống như là sản sinh ra cái luồng điện cực mạnh chạy xuyên suốt qua cơ thể của y, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, thoải mái đến mức là cả người đều mềm nhũn cả ra, ngay cả linh hồn cũng tựa như bị kéo đi mất. Thật là quá dâm đảng mà. Chờ cho y hoàn toàn thích ứng, Tiểu Lưu Manh lại bắt đầu hạ lưu vô sĩ, không có kiên kỵ gì nữa. Tiểu Cương à, Cương xem đi, mông của Cương cũng ra nước nè. Vì thế chứng minh là mình nói thật, hắn ta lại còn cố ý va chạm mạnh, thật là mạnh, tạo ra cái tiếng nước dầm mị. Cái nơi này không phải là kỳ thực, đã sớm có cường khác được không chứ? Dân lâu luôn đã con lên đến thảo. Nội tâm của Mộ Dung Cương lúc này đã loạn thành cả một đoàn. Lý trí nói vậy, đem cái tên vương bát đản này một cước mà đá ra bên ngoài không gian đi. Thân thể dầm đạn thì lại tham luyến dựa vào cái thân thể của hắn ta. Đây chính là nam nhân của ta, là phu phu danh chính ngôn thuận, tôi sợ cái gì chứ? Hai người cứ làm tình như vậy, Tiêu Lưu Manh thủy chung vẫn là không có dám dùng quá nhiều sức, sợ sẽ làm cho Mộ Dung Cương bị thương, nên là hắn ta vẫn cứ thu liễm vài phần lực đạo. Thế là nhìn trái nhìn phải, ôm Mộ Dung Cương chuyển tới cái bồn rửa mặt để cho y úp sắp xuống, hai tay chống lên trên mặt bàn, cái mông cứ như vậy mà cong lên, có thể dễ dàng tiếp nhận cho mình tiến sâu vào bên trong. Không muốn đâu mà. Cái tư thế này đã khiến cho bản thân cảm thấy rất là thẹn, Mộ Dung Cương có một chút không tiếp thu được. Nhưng mà Tiểu Lưu Manh cũng đã không đồng ý, nhìn tiểu huyệt diễm hồng của lão bà đang hé mở ra lại càng thêm kích thích hắn ta, huyết mạch sôi sục, muốn ngừng mà lại ngừng không được, dùng sức đánh lên cái mông mực màu của Mộ Dung Cương. Tiểu Lưu Manh lại càng thêm làm càng. Ngoan ngoãn đi, nếu mà không nghe lời anh sẽ chết chết cưng đó.
thật là đáng ghét mà. Cái tên gia khỏa này, Mộ Dung Cương xấu hổ đến chết đi được, bèn dùng sức đem cái mông kẹp chặt lấy cái thứ kia lại, muốn giao quấn nó một trận, lại xem nhẹ cái tác dụng phụ của động tác này. Nó quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, kích thích thêm cái tên tiểu lưu manh hoàn toàn điên cuồng. Lại còn dám kẹp lão tử sao chứ? Lão tử đây sẽ chịch chết cưng, chịch chết cưng luôn. Tiếng đánh chát chát lên trên cái mông ở trong phòng tắm nhỏ hẹp kia, nó nghe ra hết sức chói tai. Mộ Dung Cương cũng là không rõ ràng cho lắm bản thân của mình là đang đau hay là đang thích. Nó tóm lại là y vẫn là ứa nước mắt để có thể nghênh đón lần đầu tiên cao trào khi làm ở phía sau. Cò rút đột ngột đang bóp chặt lấy cái thứ ác ôn trong cơ thể, thành công bức nó buông xuống đầu hàng. Sau khi mà hy sinh lần lẫy, tiểu lưu manh cũng là thích đến cực điểm. Khi mà hắn ta muốn tái chiến một vòng, lại nghe thấy cái tiếng kêu nhỏ tự như là mũi. Con, hai ông bố vậy là rất có trách nhiệm. Dù em đã nhanh chóng khôi phục lại đứng đắn, mặc kệ thân thể trần như nhộng, liền đi ra bên ngoài. Cái tên tiểu gia khỏa kia tốt lắm, không có tỉnh dậy, chỉ là không có cảm nhận được có ai đang bên cạnh, cảm thấy bất an, ngủ không yên. Vỗ nhẹ bảo bảo một trận, cảm nhận được cha đang bên cạnh của mình, bảo bảo mệt mỏi không mở mắt ra được, rất nhanh liền an an ổn ổn lại một lần nữa đi ngủ. Bất quá thì hai ông bố cũng là không có dám ham chiến, nhanh chóng tẩy trừ sạch sẽ, trở về kết thúc trách nhiệm chăm con. Mộ Dung Cương đương nhiên là ngủ ở giữa, một bên ôm lấy bảo bảo, một bên để cho tiểu lưu manh ôm y. Nè, kỹ thuật quanh đây cũng là tốt quá hả? Thành công khai phá lãnh địa mới, nam nhân nào cũng muốn tự thổi phồng một chút. Lần đầu tiên chơi em liền cao trào đó. Sau này có phải hay là không là có thể phía trước một lần, phía sau một lần, thay phiên mà dùng đi. Phi, Mộ Dung Cương lười nghe hắn ta khoe khoang, chỉ là thẳng thừng một câu. Làm ở phía sau thì phải mặc áo mưa đó, nếu không rửa sạch sẽ thì rất là phiền toái. Vừa rồi thật sự y không có còn khí lực, lại lo lắng cho con trai của mình, đành phải để cho tiểu lưu manh tùy tiện mà làm qua loa. Tuân mệnh. Tiểu lưu manh tâm tình rất là tốt, hôn lão bà của mình một ngụm, lại nhoài người qua hôn lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm sau liền thấy ngay hậu quả. Mộ Dung Cương sáng sớm liền bị tiêu chảy, phỏng chỉ là do tối hôm qua không có rửa sạch sẽ. Nhưng nếu như tiêu chảy là cái hiện tượng bình thường thì vì cái gì y lại còn buồn nôn chứ? Tiểu lưu manh rất là mặt danh kỳ diệu, hắn ta đâu có bắn vào bên trong miệng của y chứ. Nhưng mà lần này Mộ Dung Cương nhanh chóng nhận ra cơ thể của mình không đúng. Người từng có kinh nghiệm một lần sẽ không có ngây ngô giống như cái lần đầu nữa. Đợi khi mà hết nôn xong, nâng lên cái đôi mắt đỏ hồng chỉ thẳng vào cái tên tiểu lưu manh đang đứng ngơ ngác trích gào. Nếu lúc này lại có, em sẽ không bao giờ để yên cho anh đâu. À, tiểu lưu manh vừa quảng lại vừa mừng, rồi nhìn sang lão đại còn chưa có ngồi được. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền được nghênh đón lão nhị sao chứ? Chúc mừng tiểu lưu manh, hắn ta đã đoán trúng rồi. Có một câu châm ngôn nói con gái là nhân của cha mẹ ở kiếp trước, kiếp này là kết quả. Đường Mộ Thần từ trước luôn cảm thấy, nhưng cái lời này dùng ở trên người của mình với em trai cũng rất là đúng. Có lẽ thường là Đường gia liệt tổ liệt tông muốn trừng phạt hắn ta bất hiếu yêu một người đàn ông, cho nên mới đem cái đứa em trai mà mình thiên tân vạn khổ mới cầu được đến chỉnh mình. Đương nhiên khi vừa mới chào đời, Đường Mộ Dương vẫn là phi thường khả ái, mặc dù có hơi luyến huynh, luôn thích quấn quýt lấy y, nhưng mà đứa nhỏ nào mà chẳng như vậy chứ. Cha mẹ và ông tuổi đều lớn, không có khả năng chăm sóc em trai cả ngày. Đường Mộ Dương gần như là tự một tay mình chăm sóc. Đứa nhỏ rất hay phá phách, cũng là chỉ là thiên tính của bé trai mà thôi. Đường Mộ Thần là anh trai, kỳ thực vô cùng vui vẻ, thậm chí là cam nguyện chiều chuộng hắn ta. Mỗi khi mà thân mình nho nhỏ mềm mại của tiểu gia khỏa bổ nhào vào trong lòng của y, dùng cái miệng còn mang mùi sữa gọi y anh ơi, luôn làm cho Đường Mộ Thần tâm đều phải tan ra.
nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn vài phần giống với mình, mối liên hệ huyết thống rõ rệt, chặt chẽ kết hợp bọn họ. Đường Mộ Thần biết cả cuộc đời này mình không có thể nào trốn được trách nhiệm làm anh này. Y thực sự xem em của mình giống như con đẻ mà yêu chiều. Lựa chọn người yêu đồng tính tức là đã chấp nhận khả năng cả đời này không có con. Về cái vấn đề này, Đường Mộ Thần không có phải là chưa từng tiếc nuối, nhưng mà y chưa bao giờ hối hận cả. Bởi vì con cái chính là kết tinh của tình yêu của cả hai người. Nếu như không có tình yêu, chỉ là vì để kéo dài sinh mệnh, như vậy đối với cái đứa trẻ mà nói, không có những là không công bằng, mà còn là một cái loại bất hạnh. Đường Mộ Thần vô cùng quý trọng người mình yêu, y cũng vô cùng yêu thương em trai của mình. Chỉ là y chưa bao giờ ngờ tới em trai của mình cư nhiên vì người yêu của mình mà cùng với mình giống như nước với lửa. Mà tạo thành cục diện như vậy, dĩ nhiên là bởi vì Đường Mộ Thần thật sự không có cách nào để mà nói ra được. Khi Đường Mộ Dương còn rất nhỏ, bởi vì buổi tối muốn cho uống sữa hay là thay tã, chuyện vất vả đến như vậy đương nhiên đều là do Đường Mộ Thần và Kỳ An Chi nghĩa dung, nghĩa bất dung từ gánh vác hết. Cũng chính là việc thế, hai phụ bọn họ từ trước cho tới tận bây giờ luôn ở chung với em trai. Ngay ở cách vách phòng ngủ của họ bố trí thêm một cái gian phòng ngủ. Kỳ thực thì hai phụ bọn họ đã rất để ý rồi, nhưng mà tuổi trẻ thân thể luôn có ngẫu nhiên xúc động, cho nên có khi khó tránh khỏi cái sự xúc động tác và động tác thân mật lọt vào trong mắt của Tiêu Gia Khỏa kia. Khi mà hắn ta còn nhỏ thì không có gì để mà nói, nhưng mà hắn ta càng ngày càng lớn lên, những cái hành động thân mật ngọt ngào của bọn họ liền trở thành cái cớ để cho cái tên nhóc đó phản nghịch. Kỳ thực thì quan trọng không có phải là hắn ta không quen nhìn anh trai của mình sống chung với một người đàn ông. Đường Mộ Thần biết em trai của mình thực sự nhìn không có vừa mắt, là vì mình chính là cái kẻ ở bên dưới. Y cũng không biết em trai từ đâu mà nhìn ra được, nhưng mà chính là hắn ta đã nhìn ra. Hơn nữa lại còn cực kỳ phản cảm đối với cái loại quan hệ này của bọn họ. Thế là cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng đã hoàn toàn thay đổi. Anh cùng với một cái đàn ông đã làm tới nước nào rồi chứ? Em chỉ vui được một chút thôi, có sao đâu hả? Anh ngay cả với một người đàn ông để còn sống chung được, em đuổi sẽ thì thế nào hả? Cái cớ như vậy được hắn ta dùng vô số lần, trốn học, đánh nhau, say rượu, trắng đêm không về. Có một đoạn thời gian Đường Mộ Thần cơ hồ là cách vài ngày sẽ đến cục cảnh sát báo danh một lần. Ở thời gian đó, y chỉ cần nhìn thấy ai mặc đồng phục, thậm chí là ngay cả bảo vệ trong công ty cũng đều bắt đầu không có tự chủ được mà khẩn trương. Khi đó, điện thoại của y chỉ là dám cài đặt cái chế độ rung mà thôi, không có dám để chuông. Bởi vì y rất sợ mỗi một lần mà tiếng chuông điện thoại réo vang lên, truyền đến tin tức em trai của mình phạm pháp. Thật sự thì Đường Mộ Thần chưa có từng khoa trương. Y ở trước mặt của ông nội hay là cha mẹ còn có thể bảo trì trấn định, nhưng chỉ có An Chi mới biết được thời gian đó y lâm vào trong khủng hoảng đến như thế nào. Có vô số đêm y đã từ những cơn ác mộng đáng sợ bị người yêu của mình lay tỉnh, đầu đầy mồ hôi, tay chân lạnh ngắt. Cái loại thống khổ đó Đường Mộ Thần không thể nói được gì cả. Y thực không rõ vì cái gì mà đứa em trai của mình coi như là trân bảo lại tổn thương mình, giống như hắn ta dùng dao từng chút một mà cứa vào trong trái tim của y, sát muối vào trong vết thương vô cùng đau đớn. Thời điểm mà tuyệt vọng nhất, Đường Mộ Thần cũng lại không phải là không muốn buông tay. Nếu như em trai không chấp nhận được quan hệ của họ thì bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của hắn ta nữa là được. Dọn ra ngoài, bảo trì khoảng cách nhất định, có thể làm cho em trai của mình bình tĩnh lại hay là không chứ? Nhưng mà Kỳ An Chi lại cự tuyệt. Mộ Thần à, chúng ta không thể đi. Nếu như đi rồi, khả năng cả cuộc đời này Mộ Dương liền thực sự là không thể nào tha thứ cho chúng ta đâu. Câu kế tiếp hoàn toàn đã làm cho Đường Mộ Thần đánh mất đi cái ý niệm muốn đào binh.
Kỳ An Chi ôm lấy em, nghiêm túc mà nói: nếu không phải bởi vì yêu thương anh trai của mình, nó tuyệt đối sẽ không để đến quan hệ của chúng ta đến như thế đâu. Phải không chứ? Đường Mộ Thần không có dám khẳng định. Phải, Kỳ An Chi vô cùng tin chắc chắn. Bởi vì cuộc sống trước đây đã từng khiến cho bản thân của hắn ta có rất nhiều khúc mắc đối với lão cha Kỳ An Tu. Cho nên, hắn ta là cái người hiểu rõ nhất và cảm nhận của Đường Mộ Dương trong lúc này. Đường Mộ Thần bây giờ, khi mà nghĩ lại, y đúng là phải cảm ơn người của mình yêu. Là Kỳ An Chi năm đó kiên định, cổ vũ mình ra quyết định chính xác. Cuối cùng, mây tan, trời lại sáng. Cho nên, kể từ em đã sớm không trách bọn anh có đúng không chứ? Nhịn cười, nhìn cứ đem trai mặt đỏ tay hồng đứng nhận sai. Trong nháy mắt đó, Đường Mộ Thần lại cảm thấy những cái gì mà y trả suốt bao nhiêu năm trời qua đều đáng giá. Đường Mộ Dương di di mũi chân, gật gật đầu. Có một câu em đã sớm muốn nói với hai người rồi đó. Nâng mắt lên, trong mắt kia cương nhiên lại nổi lên một tầng hơi nước. Thật là vô dụng mà. Tiện Lưu Manh theo bản năng hấp hấp cái mũi, cất tiếng che giấu. Anh à, tự xin lỗi. Nếu như em đây nhỏ được dạy vào trước mắt thì nó sẽ lập tức tin lời của em đó. Tiểu Lưu Manh ngạc nhiên ngẩng đầu, đang nhìn thấy anh trai của mình đang nở ra nụ cười, còn có hai cái cánh tay đang mở rộng. Không nhiều lời nữa, ném gậy đi, giống hệt như trước kia, dùng sức nhào vào trong lòng tay của anh trai mình. Ấm áp, rất nhiều năm chưa từng cảm nhận được, làm cho Tiểu Lưu Manh không có ngừng rơi lệ. Thôi được rồi, đã lớn đến chừng này rồi, còn khóc cái gì chứ? Em không chê dọa người, nhưng mà đây thiệt là có đó. Đường Mộ Thần vỗ vỗ vai của đêm trai mình, đưa gậy lại cho hắn ta, đồng thời cũng đưa cho hắn ta cái giỏ trái cây. Mau vào đi, Quang Quang hẳn là đã thức dậy rồi đó. Cái thằng này, khi mà con của mình sinh ra chẳng giúp được cái gì cả, bây giờ lại cần phải bỏ ra nhiều công sức một chút đó. Đừng có để cho Tiểu Cương một mình bước về hả, biết chưa? Tiểu Lưu Manh ngượng ngùng cầm giỏ đi. Hắn ta vừa mới bệnh nặng một trận, hành động lại còn không có quá tiện. Bất quá là hắn ta đang cố gắng tiến hành vật lý trị liệu, tin chắc là không bao lâu nữa thôi có thể hành động lại tự nhiên. Đường Mộ Thần ngẩng đầu nhìn lên, ánh dương quang tươi đẹp ấm áp, vạn dặm không mây, trời thật đẹp, luôn làm cho người ta tâm tình sung sướng. Bất chấp bụng đất đầy tay, cầm lấy điện thoại gọi đi, chỉ nói ba chữ: anh yêu em. Người ở đầu dây bên kia cười khẽ. Đường Mộ Thần biết biểu tình trong lúc này của hắn ta hẳn là hai mắt cong cong, sau đó khóe môi chậm rãi gần lên, mị lực vô hạn. Yêu anh như thế nào chứ? Anh nói đi. Ngô, một người đàn ông vừa đẹp trai lại vừa mê người nhanh, làm sao mà không đáng để yêu chứ? Đi đi, hồi quá đi. Đi đâu bây giờ chứ? Đến đó mọi người được không? Không cần đi đâu, chạy tới chạy lui rất là vất vả đó. Mấy ngày nữa bọn em sẽ về. Nè, để cho anh đến đi, anh nhớ em mà. Thật là buồn nôn đó. Làm sao mà buồn nôn chứ? Nè, có cần ai đến để tao bóp cho em không chứ? Càng nói càng buồn nôn. Nè, anh muốn đến thì đến đi, đừng có dài dòng nữa. Cơn gió xuân ấm áp như là cô thiếu nữ thẹn thùng lướt qua ở bên người của Đường Mộ Thần, dừng lại cách đó không xa, nghịch ngợm quay tròn một vòng, rồi lại quay đầu liếc nhìn cái người đang nở ra nụ cười dịu dàng kia. Thực sự là khiến cho người ta hâm mộ à. Đường Mộ Dương là bị một cái trận tiếng khóc bừng tỉnh. Trong lúc đầu óc vẫn là chưa có phản ứng kịp, thân thể đã bắt đầu hành động theo cái trình tự quen thuộc. Xoay người xuống giường, ôm lấy bảo bảo trên giường đi ra gian ngoài. Toàn bộ cái động tác kia liền mạch lưu loát và nhẹ nhàng, không hề đánh thức người đang còn ngủ say. Gian phòng bên ngoài luôn được mở đèn, ánh sáng dịu dịu đã giúp cho cái việc từ phòng ngủ tối đen khi đi qua sẽ không có kích thích đến vị giác. Một tay nhẹ nhàng đu đưa,
trấn an Tiểu Tiểu Bảo Bảo đang khóc, một tay thì sờ sờ xuống dưới mông, mở tả ra, quả nhiên đã ướt đẫm rồi. Bảo Bảo không thoải mái, đá đá cái cặp chân nhỏ, ủy khuất dùng hai nắm tay nhỏ bé thịt thịt dụi dụi hai mắt của mình, ai nhìn thấy cũng lại cảm thấy đau lòng. Triệu Mến hôn lên trên trán của Bảo Bảo. Ngoan nào, không khóc không khóc, cha thầy tả cho con là ổn rồi, ngoan ha. Từ trong giỏ lấy ra một cái miếng bông sạch, đặt vào trong cái tủ khử trùng. Không là chỉ có giúp cho tiêu độc sát trùng, lại còn mang theo đồ ấm để cho Bảo Bảo dùng được thoải mái. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra nguyên lai tả của Bảo Bảo không có phải là cái loại tả bình thường, mà là cái loại sợi dùng ở trong sản xuất nội y. Một khối nho nhỏ vừa đủ để có thể bảo vệ hạ thân cho Bảo Bảo. Nhìn hạ thân của Bảo Bảo, nguyên lai là một bé gái à, trách không được hắn ta lại cẩn thận đến như thế. Vũ em thế là cẩn thận tiêu độc cho tả xong, rồi đổ một chút nước ấm thấm ướt lấy khăn, sau đó thức nhẹ nhàng lau hạ thể cho con gái cưng của mình, thu thập thỏa đáng, rồi lại thay cái tả sạch sẽ cho mẹ. Bảo Bảo liền là sạch sẽ, thư thư phục phục. Kinh nghiệm này đều là học từ Kỳ Khang Chi, Vũ em vẫn là phải học hành vất vả nghiêm túc. Cô bé con được ăn mặc sạch sẽ, không khóc nữa, chỉ là hừ nhẹ làm nũng, giống như là mèo con vậy đó. Đây chính là đang đói, bé đã đói bụng à? Vũ em đương nhiên là hiểu được, vội vàng pha sữa cho con, đổ lên trên tay của mình thử qua cái độ ấm, sau đó mới đem cái núm vú cao su nhét vào trong miệng nhỏ của con gái mình, thật là dịu dàng dỗ dành. Từ từ bú ngang, không vội nha. Cô bé con kia không uống ào ào giống như là anh trai của mình, cái miệng nhỏ hé ra thật là nhã nhặn, múc từ từ. Nửa bình sữa đã phải mất hơn tận 10 phút mới có thể bú xong. Song song quen quá đi. Vừa khen ngợi lại vừa hôn lên trên cái khuôn mặt nho nhỏ của con gái cưng mình, lão cha trong lòng nó không nên lời, thỏa mãn cùng với yêu thương. Mọi người đều nói con gái là tình nhân của cha từ kiếp trước. Lời này có lẽ ta gây ra tranh cãi, nhưng mà Đường Mộ Dương thực sự là phi thường yêu thương con gái của mình. So với con trai lớn thì quả thực có một chút bất đồng. Mỗi khi mà ở trước mặt của con gái, hắn ta thầm nghĩ rằng muốn đem những cái thứ tốt nhất cho bé, đem con của mình chiều chuộng thành tiểu công chúa. Thậm chí là vì thế, ngay cả dục vọng muốn kiếm tiền của hắn ta cũng đều rất là mãnh liệt, rất nhiều, trước kia chưa từng có. Tiểu công chúa nằm ở trong lòng của cha mình ngáp một cái, dụi dụi mắt buồn ngủ. Vũ em thật nhẹ nhàng đu đưa, Tiểu Bảo Bảo cũng đã dần dần tiến nhập vào trong mộng đẹp. Bên này một cái vừa mới thu phục, nhưng ở trong phòng lại truyền ra một cái tiếng kêu của một đứa nhỏ khác. Đường Mộ Dương giống như là đội viên cứu hỏa, hỏa tốc vọt trở về. Người kia đã bị đánh thức, đang muốn dạy dỗ lão đại, dùng cái giọng nói tràn đầy ngái ngủ hàm hồ nói: "Nè, quan quan không sợ, cơ bảo có ba đây mà. Nè, em ru song song đi." Đem lão nhị đang ngủ nhét vào trong lòng của Mộ Dung Cương, Đường Mộ Dương ôm lấy lão đại Đường Diệt Quang mới 1 tuổi, ôm bé chạy vào trong toilet. Hỏi cũng lại không hỏi, liền bỏ bồn cầu cởi quần đùi cho con trai của mình, sau đó xì bé đi tè. Tiểu Gia Khỏa mắt liêm diêm chưa có hoàn toàn tỉnh lại, an tâm dựa vào người cha để cho cha của mình xì tè. Chỉ một lát sau thôi, một cục nước tiểu bắn ra. Đường Mộ Dương chú ý đến điều chỉnh góc độ để cho chúng nó hoàn toàn và toàn bộ rơi vào trong bồn cầu, miễn cho dơ giấy. Nếu không thì ba ba của đứa nhỏ này rất là sợ dơ, lần tới sẽ không có cho hắn ta chạm vào người. Lát sau bé con tiểu xong, vậy vậy cái tiểu kê kê của con. Vũ em thật là tận chức tận trách, đem lão đại ôm về giường đắp chăn, sau đó dỗ cho con của mình ngủ tiếp đi. Đang muốn ôm con gái về nôi của bé, Mộ Dung Cương ôm lấy con gái, nhắm mắt phun ra 2 tiếng: "Rửa tay đi." Đúng à, rửa tay rửa tay. Vừa mới cho con trai của mình đi tiểu xong, tay có thể là không bẩn sao chứ. Đợi khi mà Vũ em rửa tay sạch sẽ trở về, ẵm được con gái về nôi, cái cơn buồn ngủ đã bay đi mất tiêu rồi. Mà ở bên người, Mộ Dung Cương ngủ rất là ngon, con gái ngủ cũng rất là ngon.
con trai ngủ cũng rất là ngon. Ngửa đầu nhìn lên trên trần nhà, Tiểu Lưu Manh nghĩ, bây giờ hắn ta có thể được coi như là một người chồng đủ tư cách, một phú em đủ tư cách đi. Bất quá hai cái từ đủ tư cách này đúng là vô cùng vất vả mà. Từ ngày mà lão đại ra đời cho đến tận bây giờ, hắn ta có bao nhiêu ngày được ngủ an ổn rồi chứ? Trong đêm khuya thanh tĩnh, nghe thấy cái nhịp hô hấp đều đều của ba người ở bên cạnh, Đường Mộ Dương ngáp một cái, hắn ta cũng muốn ngủ à? Thật là muốn ngủ à? Nhưng mà nửa đêm tỉnh giấc lại, sao có thể dễ dàng mà ngủ lại được đây? Xem ra cái đôi mắt thâm quầng này là phải đeo không chỉ là một ngày, ngày một ngày hai rồi. Sờ sờ vào gương mặt thường xuyên bị đám nhân viên cười nhạo, ngày càng tiêu tụy, hoa tàn ít bướm, trong lòng khó tránh khỏi có một chút đau xót. Đây là cái giá phải trả của du em sao chứ? Nhớ hồi năm đó, hắn ta cũng là phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, xuất ca một thời. Này, tại sao lại lưu lạc thành hảo lão công chứ? Hảo lão cha nhị tập tứ hiếu vậy chứ? Ngáp thêm một cái nữa, Tiểu Lưu Manh thân thiết, ai điếu cho tuổi thanh xuân của mình cứ tựa như là nước chảy mây trôi, lại càng ai điếu cho thế giới hai người vô ưu vô lo. Bên người một đôi phu phu đột nhiên có thêm hai tiểu gia khỏa cần phải chăm sóc, tinh phúc đã giảm dần theo cấp độ lũy thừa. Đường Mộ Dương đột nhiên lại cảm thấy hắn ta thực sự hẳn là phải xin lỗi anh trai thêm một lần nữa, không vì cái gì khác, chỉ là vì năm đó chính mình lại cố ý lẫn với vô tình phá hư đi sinh hoạt phúc tính của anh trai. Vào những năm đó, quả thực là đã làm khó cho bọn họ rồi. Thực là xin lỗi. Đường Mộ Dương mơ mơ hồ hồ nghĩ, cuối cùng tiến nhập vào trong mộng đẹp. Nhưng mà ngủ cũng không sâu, lỗ tai vẫn dựng thẳng, chờ nghe hai cái tiểu gia khỏa tùy thời phát ra tín hiệu. Con trai con gái đủ nếp đủ tẻ, đã là có phúc rồi. Chỉ là trong đáy lòng của Tiểu Lưu Manh âm thầm thở dài, rốt cuộc thì khi nào hắn ta mới được ngủ một giấc ngon lành đấy chứ? Nếu như có thể, hắn ta thật là muốn ngủ 3 ngày 3 đêm. Hắn ta nhất định là có thể làm được, nhất định được mà. Mặt trời dần dần mọc lên từ cái hướng đông, một ngày mới bắt đầu. Ánh sáng như ở trên người của Tiểu Lưu Manh không ngừng lại tỉnh vú em. Mau rời giường đi, không được lười biếng nha. Em muốn ly hôn. Cái người vừa mới cất tiếng nói kia mở to cái miệng, rống to đến mức là rung núi đất chuyển. Gương mặt vốn là trắng tinh như sứ này đã chuyển cái màu đỏ bừng, rõ ràng chính là đang nổi nóng. Người con trai anh Tuấn bất đắc dĩ hơi hơi nhíu mày, đi qua xoay người bế cái cô bé con đang mở to hai mắt ngơ ngác nhìn bọn họ, thừa lực tận lực dùng cái giọng nói nhu hòa đáp lại. Đừng kể nhau trước mặt con chứ, sẽ dọa đến nó đó. Cái người ồn ào nói là muốn ly hôn kia vẫn cứ kiên quyết không buông tha cho cái vấn đề này, nhưng mà khi thế rõ ràng đã yếu đi 3 phần. Kỳ Khang Chi à, em nói cho anh biết, em muốn ly hôn đó. Những ngày như thế này em đã chịu đủ rồi, anh có nghe rõ chưa? Hắn đâu có điếc đâu chứ, sao mà lại không nghe thấy? Kỳ Khang Chi thầm thở dài một tiếng, đi làm cả ngày về đến nhà là phải cãi nhau, thật là mệt mỏi mà. Nè, hay là em dọn về nhà ở vài ngày đi, để đến khi nào tỉnh táo lại rồi nói có được không chứ? Hứa Gia Bảo tuyệt là không nghĩ tới hắn ta lại đề nghị như vậy. Nói thật, cô đòi ly hôn chỉ là cho hắn ta thấy cái thái độ của mình mà thôi. Còn về cái phần những gì sau đó thì cô thực sự là chưa từng nghĩ tới. Sao mà nhanh như vậy đã bị người ta mời ra ngoài vậy chứ? Đây chính là muốn đuổi cô ta ra khỏi nhà sao? Kỳ Khang Chi thực ra chỉ là chưa từng có cái đó. Hắn ta bất quá chỉ là băn khoăn về cái chuyện có người lớn sống chung. Nếu như bọn họ gây náo loạn âm ỉ thì quả thực là không hay, vì vậy cho nên mới đề nghị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm trước, sau đó anh sẽ giúp em đặt vé máy bay, tìm về nhà, được chứ? Không. Hứa Gia Bảo một ngụm mà cự tuyệt, ở trong nội tâm bởi vì cái phần săn sóc này của Kỳ Khang Chi mà dâng lên một cỗ oán hận, làm cho lửa giận đang cháy hừng hực
lại càng bùng cháy thêm. Em đi đây. Lại càng thêm bực mình cái động thủ thu tập hành lý, lôi cái túi ra, đem mấy cái thứ đồ lung tung ném vào. Đột nhiên quay đầu nhìn qua con gái của mình, do dự mang một đứa bé ra khỏi nhà đâu có phải là chuyện đơn giản chứ. Nhà nhà còn chưa có tròn một tuổi, đồ đạc của nó cũng chả biết phải mang theo cái thứ gì. Mà nếu như không đi ngay bây giờ thì Hướng Gia Bảo sợ rằng bản thân của mình sẽ không có dũng khí để mà ra đi được nữa. Thôi được rồi, cậu chỉ là gom đồ đạc của mình, em về trước thu xếp. Mấy ngày nữa là đến đây để mà đón nhà nhà. Rồi mới mở cửa, tự ép bản thân của mình không quay đầu lại. Nhìn gương mặt xinh xắn của con gái mình liền xông ra bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Trong phòng ăn ở dưới lầu, bốn vị lão nhân cùng nhau nhìn con dâu xách giỏ đùng đùng mà bỏ đi, không hiểu gì cả. Kỳ Khang Chi ôm con gái đi ra, cười khổ. Bọn con cãi nhau đó, Gia Bảo tức giận rồi. Rồi về nhà của mình ở mấy ngày. Nè, vậy con cũng không mau đuổi theo đi. Lão cha Kỳ An Tô đập cái đồ đũa xuống bàn, trừng cổ trẻo của mình. Hiểu lầm thì gì tranh thủ, mà nói cho rõ ràng đi. Tại sao con lại để cho nó bỏ đi như thế chứ? Diêu Nhật Hiền vỗ vỗ cái cánh tay của lão công mình. Anh khoan nóng vội cái đã. Khang Khang đây, nó không có phải là một đứa không hiểu chuyện đâu. Nói đi, nè, tại sao hai đứa bay lại cãi nhau chứ? Kỳ Khang Chi không có cách nào khác đành phải nói. Hôm nay hiếm khi nào về nhà sớm một chút, vừa mới về thôi, liền nhìn bài tập của Hứa Gia Bảo. Kết quả lại phát hiện ra rất nhiều ngày nay cậu ta chẳng có thèm làm cái gì cả. Con gái đã lớn đến như thế này rồi, còn một chút cũng lại không có chịu nghĩ đến cái việc quay trở lại trường học. Học phần nghiên cứu sinh không còn biết là đến khi nào mới có thể hoàn thành cho nổi. Thế là mới khuyên rằng cậu ta vài câu, nhưng mà ai ngờ Hứa Gia Bảo kia lại phát khùng lên, la hét đòi ly hôn. Thật sự là làm cho hắn ta không có cách nào để mà nói được gì cả. Cô Kỳ Anna đưa tay ôm lấy Nhà Nhà. À, Khang Khang à, không có cần biết là con và Gia Bảo đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà bây giờ nó đã đùng đùng chạy về nhà của nó rồi. Trước á, là con cứ đi gọi điện thoại cho nhà bên đó đi, miễn cho bọn họ cũng lo lắng. Lời này vô cùng có lý. Ông chú Trần vợ lấy thức ăn chuyên dụng cho cháu gái cưng của mình, để vừa nói. Nè, nhanh đi gọi điện thoại đi. Xin lỗi với cái nhà bên kia, đừng có để cho người ta nghĩ rằng chúng ta ở bên đây đã khi dễ con nhà người ta. Kỳ Khang Chi ôm trán của mình, cái đạo lý này hắn ta không có phải là không hiểu. Chính là cái cú điện thoại này rốt cuộc là nên nói như thế nào đây chứ? Hắn ta thực sự là không có thể nào mở miệng được. Dựa vào tính tình của chuột trắng nhỏ, nhất định sẽ đem cái sự tình trực tiếp chọc ra. Khi đó, nếu như cậu đây nhất định nháo lên đòi ly hôn, vậy thì làm sao đây chứ? Thật là làm cho người ta hao tổn tâm trí à. Hứa Gia và Kỳ Gia ở rất xa nhau, phải ngồi mất một giờ bay. Trước khi đi, Hứa Gia Bảo không có hề để ý đến dự báo thời tiết. Sau khi đến nơi, mới chợt phát hiện ra ở đây đang mưa to, nhiệt độ so với bên kia lại còn thấp hơn vài độ. Trời đã tối, mặc dù là trong thành thì tràn ngập cái ánh đèn đủ loại màu sắc, cũng là không có thể nào khiến cho người nhát gan như Hứa Gia Bảo có cảm giác an toàn. Đang do dự là không biết có nên gọi điện thoại cho người trong nhà hay là không, thì đột nhiên lại nghe thấy ở phía cổng ra của sân bay có một thanh âm quen thuộc gọi mình. Bảo Bảo! Bảo Bảo à? Ở bên này! Ngẩng đầu nhìn lên, cha Hứa Niệm Ân và ba ba Phan Tích Bình đang đứng đứng vẫy tay cậu. Không khỏi cảm động, trong nháy mắt đó lại cảm thấy nhục chí. Anh ta gọi điện thoại sao chứ? Bất quá ở trên đường, ba ba cùng với cha đều không có mở miệng hỏi tại vì sao cậu lại trở về, liền trực tiếp đem cậu kéo về nhà. Trên bàn đồ ăn đã sớm nguội lạnh, nhưng mà chưa có ai động vào. Hứa Niệm Ân bưng đồ ăn vào trong bếp hâm nóng lại. Hứa Gia Bảo về phòng của mình rửa mặt, lúc mà đi ra vừa vặn kịp ăn. Em trai Hứa Gia Ninh sau khi mà tốt nghiệp đã ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Trong nhà chỉ có hai phu phu, xem như một lần nữa trở về thế giới của hai người. Phan Tích Bình là thầy giáo dạy cái môn toán ở trường trung học. Hứa Niệm Ân là chuyên gia phân tích quản lý tài chính cao cấp của ngân hàng.
Lẽ ra có gen di truyền tốt như vậy, ít ra thì Hứa Gia Bảo cũng là phải thông minh một chút mới đúng chứ. Bất quá có lẽ chính là do gen lặng. Còn hết lần này cho đến lần khác, nhìn thấy mấy cái con số đều sẽ mờ mịt. Thế là đành phải đi học hội quả. Ngược lại em trai của cậu, Hứa Gia Ninh, nhỏ hơn cậu 3 tuổi, thì lại 100% giống hệt với lão cha của mình. Không chỉ có cao lớn anh tuấn, nhưng là hơn nữa, đối với tài chính và kinh tế thì cực kỳ mẫn cảm. Hiện tại xuất ngoại cũng là thừa kế nghề nghiệp của cha mình. Ngành đào tạo chuyên sâu chính là tài chính chuyên nghiệp. Nếu như không phải Hứa Gia Bảo lớn lên cơ hồ là gương mặt của ba ba đúc ra, thì là ngay cả cậu cũng là hoài nghi bản thân của mình có phải là đã lượt lượm về hay là không đây. Tuy là nói lão đại cứ mơ mơ màng màng, không khiến cho mọi người bớt lo, nhưng mà hai ông bố đều hết lần này cho tới lần khác đem cậu ta xem như trân bảo, nâng ở trong lòng bàn tay. Trên danh nghĩa cậu là lão đại, nhưng mà ở trong nhà kể cả em trai cũng đều vô cùng chiều chuộng cậu. Từ nhỏ, chỉ cần là cậu bị một cơn gió thổi qua thôi thì đã là cái chuyện đại sự của cả nhà này. Chuyện mà cậu muốn làm không ai ở trong nhà không ủng hộ. Cho nên Hứa Gia Bảo sau khi mà ăn uống no đủ, lập tức vung tay phàn nàn, đồng thời là thông báo mục đích của cái chuyến đi này. Bà ba, chà, con muốn ly hôn với Khang Chi đó. Con không có thể nào chịu được anh ta nữa rồi. Suốt ngày, kép con học mãi thôi. Cứ giống như là anh ta nuôi con là rất thiệt thòi vậy đó. Anh ta là đàn ông mà, không có phải là nó đi tìm được tiền kiếm tiền để nuôi cả nhà hay sao chứ. Hứa Gia, hai phụ phụ liếc nhìn nhau, đồng thời mang theo cái sự bất đắc dĩ cùng với thương yêu đứa con này. Không ai nói nhiều, Phan Tích Bình chỉ nói với con của mình một câu: con nếu muốn ly hôn có thể, nhưng mà bất quá sau khi con ly hôn thì nhà nhà nó phải làm sao đây chứ. Con làm cha của nó luôn à? Sau khi ly hôn rồi con đây làm cách nào để mà đóng phí sinh hoạt cho nó chứ. Chuột trắng nhỏ trợn tròn mắt, gì cơ chứ? Liệu còn muốn cậu đây là đóng phí sinh hoạt cho con cái hay sao chứ? Hứa Niệm Ân đành phải giải thích: một khi mà ly hôn, quyền nuôi con được giao cho bên nào có khả năng chăm sóc tốt cho con hơn. Con không có thu nhập, vậy thì làm sao mà giành quyền nuôi con nhanh nhanh được chứ? Nếu như không có giành được cái quyền nuôi dưỡng thì con đây chỉ được phép đi gặp nó trong thời gian quy định mà thôi. Trước khi mà Nha Nha tròn 18 tuổi, con là phải chịu một nửa chi phí để mà nuôi dưỡng Nha Nha. Đương nhiên, nếu như con này tự bảo hoàn toàn cái quyền giám hộ đối với con bé đó, thì con có thể thương lượng với Khang Chi, không có cần phải là phải chấp hành nghĩa vụ đóng góp. Nhưng mà bảo à, không lẽ con thật sự là muốn làm như vậy hay sao chứ? Đương nhiên là không được rồi. Hứa Gia Bảo mặc dù là vô tâm vô phế, nhưng mà Nha Nha là bảo bối do cậu ta tân tân khổ khổ hoàng thai 9 tháng 10 ngày mới có thể sinh hạ. Sao cậu lại có khả năng hoàn toàn buông bỏ cái quyền giám hộ đối với con bé chứ? Chuột trắng nhỏ trong đầu nghĩ đến một con đường tắt. Chính là cha, cha với bà có thể giúp con trả tiền mà. Hứa Niệm Ân thở dài: Hơi, Bảo à, bà với cha đây đúng là có khả năng kinh tế đó, nhưng mà tòa án đâu có biết đâu con. Con và Khang Chi mới chính là cha mẹ thân sinh của Nha Nha. Tòa án đương nhiên là sẽ phán xét theo cái phương hướng nào có lợi nhất cho con bé mà thôi. Hứa Gia Bảo chớp chớp mắt, lần đầu tiên mới biết được nguyên lai khủng hoảng kinh tế nó lại còn liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của con gái mình. Vì cái này phải làm sao đây chứ? Cậu vất vả lắm mới có dụng khi để mà ra quyết định ly hôn, chẳng lẽ nhanh như vậy lại liền buông tay hay sao chứ? Phan Tích Bình bèn nói tiếp một cái vấn đề quan trọng: Bảo à, rốt cuộc tại vì sao con lại phải cứ nhất định cùng với Khang Chi ly hôn chứ? Chỉ bởi là vì nó còn vài câu sao? Ách, chuột trắng nhỏ chột dạ chuyển cánh mắt ra chỗ khác. Mà cùng lúc đó, khi Khang Chi đang điều tra chân tướng của cái chuyện này, trên màn hình hiện ra một đoạn đối thoại của Hứa Gia Bảo và bạn của cô ta. Nickname của Hứa Gia Bảo là con gái của tôi tên là Nha Nha,
còn người bạn của cậu có nickname là Mimi Paganini. Đoạn đối thoại như sau. Con gái của tôi tên là Nha Nha. Nè, đang làm gì thế chứ? Mimi Paganini, chơi game. Nè, chơi cái gì thế? Cho tôi chơi với. Không lo làm bài tập à? Không sợ rằng ông chồng của cậu mắc hay sao? Chứ, mấy ngày nay anh ta bị bận công việc đó, đào đâu ra thời gian để mà quản tôi chứ. Nè, vậy thì chúc mừng cậu nha. Chứ, kinh rắm đó. Mỗi ngày đều trôi qua ở trong nơm nớp lo sợ nè. Đúng là khó chịu đến chết đi được đó. Nè, vậy cậu còn sống chung với anh ta làm cái gì chứ? Chia tay đi. Hai cái đùi cốc khó tìm, hai cái đùi nam nhân cậu sẽ không có hay sao chứ? Nè, người nhà của tôi sẽ không đồng ý đâu. Phi, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà lại còn phải nghe lệnh của cha mẹ chứ? Đúng là cái đồ không có tiền đồ mà. Nè, cậu chưa có từng kết hôn, cậu không hiểu đâu. Lỡ từ đây dù cho có kết hôn cũng đã không bao giờ sẽ sống uất ức giống như cậu đâu. Suốt ngày thì phàn nàn cũng là cậu, không có bất luận hành động gì cũng chính là cậu. Nè, nếu mà cậu cứ tiếp tục như vậy thì đừng có mà than vãn với tôi nữa. Ai nói chứ, cậu có tin không? Nếu như ngày hôm nay anh ta mà về đến nhà này, nếu còn dám lại nhảy với tôi đó hả, thì tôi đã sẽ lập tức ly hôn đó. Ly hôn, ly hôn. Điều tra ra được cái bản đối thoại này, Kỳ Khang Chi càng đọc nay càng không biết nói gì cả. Đây chính là cái lý do cậu ấy muốn ly hôn hay sao chứ? Quá là tào lao rồi. Con gái Nhà Nhà vịnh bờ tường lẩm chẩm mà đi đến, vui sướng kêu lên: Cha, cha. Nhào về cái hướng của hắn ta. Kỳ Khang Chi sợ con gái của mình té ngã nên vội vàng từ ở trên ghế xoay trượt ra, giằng trong vòng tay đem tiểu công chúa ôm vào trong lòng ngực của mình. Diêu Nhật Hiền đi theo đằng sau thừa là ân cần hỏi han: Khang Khang à, con và Gia Bảo rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Trước mặt ba ba hiền hòa đôn hậu của mình, Kỳ Khang Chi luôn luôn không biết phải nói cái gì cả, vuốt ve lưng của con gái. Trong giờ phút này đây, ở trước mặt của ba ba, không nhìn được mà thổ lộ ra tâm tình. Dạ, tính tình của Gia Bảo là như vậy đó. Con thực sự là không phải biết nên làm cái gì với em ấy nữa. Ba, không phải là con muốn em ấy chia sẻ với con cái gì cả, nhưng mà em ấy cũng đã không thể nào luôn thờ ơ với mọi việc như vậy được chứ. Em ấy còn quá trẻ, nhưng mà suốt ngày chỉ là ngây ngô, không có lý tưởng, chẳng biết làm cái gì cả. Con chỉ là không có trong mong em ấy đi kiếm tiền làm cái gì cả. Dù cho em ấy chỉ ngồi vẽ đại dạy cái bức tranh thôi cũng được rồi. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, em ấy chẳng khác nào là muốn tách rời khỏi xã hội này cả. Diêu Nhật Hiền kiên nhẫn mà nghe con trai của mình phàn nàn, sau đó mới đưa ra ý kiến. Bà hiểu, bà hiểu chứ. Con muốn Gia Bảo tiến tới là vì muốn tốt cho nó thôi. Nhưng mà Khang Khang à, con cũng phải hiểu chứ, Gia Bảo đã bị chiều chuộng đến hư rồi, không phải là một sớm hay là một chiều thì có thể thay đổi được đâu. Giống như là anh trai của con vậy đó. Khi hồi còn trẻ thì cái việc học hành so với Gia Bảo nó lại còn tệ hơn nữa. Ngoài trừ tiêu tiền ra thì nó chẳng biết làm cái gì cả. Nhưng mà con nhìn nó bây giờ xem, quản lý quỹ từ thiện chưa có hẳn là hoàn hảo, tối thiểu là vẫn có thể hoạt động bình thường. Cho nên đối với mỗi người cần là phải tùy theo khả năng tới đâu mà chúng ta uống nắng tới đó. Đúng đó. Vừa rồi là cha và cô chú của con dưới cũng đã thương lượng rồi, cảm thấy có khả năng là chúng ta đã quá lo lắng rồi. Không biết từ lúc nào Kỳ An Tô cũng dịnh cầu thang đi lên trên đây. Kỳ Khang Chi vội vàng đứng dậy nhường chỗ ngồi, lại bị cha của mình khoát tay cản lại, tự mình qua một bên để mà ngồi xuống. Diêu Nhật Hiền theo ngồi ở một bên, Kỳ Khang Chi trượt ghế xoay lại ngồi một bên. Tiểu Nhà Nhà mở to hai mắt ra, tựa như là tiểu đại nhân ngồi yên lặng, nghe lấy cái cuộc thảo luận mà bé không có hiểu cái gì hết trơn. Kỳ An Tu trước tiên là tự mình kiểm điểm lại.
Gia Bảo vốn là không có thích học hành. Sau khi mà kết hôn là nhanh chóng có nhà nhà, thân thể đã không thoải mái rồi. Hết lần này cho đến lần khác, chúng ta lại cứ ở trước mặt của nó lải nhải. Bảo nó có thời gian rảnh á thì tranh thủ đọc sách nhiều hơn. Trong lòng của nó hắn đã rất khó chịu rồi. À, dạ không phải đâu mà. Kỳ Khang Chi vội vàng thay cho chuột trắng nhỏ giải thích. Gia Bảo tính tình tôi là không tốt, nhưng mà cũng không có đem những cái chuyện này chân chính để trong lòng đâu mà. Nè khoan, con hãy nghe cha nói hết cái đã đi. Kỳ An Tu cắt ngang. Chúng ta ở đây không có phải là chỉ trích nó, chỉ là con cứ nghĩ đi. Nó từ gia đình quen thuộc đột nhiên là chuyển qua một cái gia đình xa lạ, có thích ứng ngay được không chứ? Còn chúng ta đây thì sao? Nhanh chóng đem nó trở thành một phần tử của nhà chúng ta, rồi đem cái tiêu chuẩn của chúng ta mà đặt hết lên trên đầu của nó. Hay nhờ, nói đi thì cũng phải nói lại, như vậy rất là bất công đối với cái thằng bé đó. Giống như hồi trước vậy, cha với anh hai của con như thế nào, bà của con rõ ràng nhất mà. Chỉ có yêu thương chiều chuộng anh của con thôi. Cho tới tận bây giờ chưa có từng yêu cầu nó học hành tí tới cái gì cả. Như vậy chúng ta quả thật là có một chút nặng ở bên này rồi nhé bên kia. Đúng rồi đó, cha của con ông nói rất là đúng đó. Diều Nhật Hiền đồng ý về cái điểm này. Gia Bảo vốn là không phải là đứa nhỏ nhà của chúng ta. Nó vào gia đình của chúng ta đã quá vội vàng rồi. Mọi người không có thời gian để mà tìm hiểu nhau, mà con thì lại suốt ngày bận bận rộn rộn, không có trở về nhà này. Một mình nó phải đối mặt với mấy cái lão già chúng ta đi. Quá thật là có đủ nhàm chán mà. Vậy là hơn nữa, hay dạ, cái tính tình hời hợt của nó cũng không có phải là rất tệ đâu. Nếu như là một đứa nhỏ cẩn thận, mẫn cảm, lẽ không chừng còn nhanh chóng mệt mỏi hơn đó. Cho nên chúng ta không có nên chỉ nhìn thấy những cái mặt xấu xa của Gia Bảo mà không có nghĩ đến cái vấn đề của chúng ta. Như vậy đối với Gia Bảo mà nói thật sự rất là không công bằng. Một đôi vợ chồng xảy ra vấn đề nhất định là lỗi của cả hai phía. Khang Khang à, con cũng là cần phải kiếm được lại bản thân của mình đi. Có phải đối với Gia Bảo quan tâm chưa có đủ, chăm sóc chưa đủ, cho nên mới khiến cho nó có cảm giác cô độc hay không chứ? Cái lời này nói phi thường đúng trọng tâm. Kỳ Khang Chi cũng ngẫm lại, nhưng mà bây giờ nên làm sao đây chứ? Kỳ An Tô lại nói tiếp. Hai đứa tách ra như thế này thì cũng là chưa hẳn là không phải chuyện tốt đâu. Hai đứa trước hôn nhân tính ra cũng là đã quá qua loa rồi. Hai người hoàn toàn không có tình yêu làm trụ cột ở trong hôn nhân này. Bây giờ để xảy ra cái vấn đề này cũng là bình thường mà thôi. Bật cười hắc hắc. Nè, kỳ thực thì hai đứa hoàn toàn là có thể lợi dụng cái cơ hội lần này để mà hảo hảo nói chuyện yêu đương đi. Tình yêu nó chính là cái thứ dễ dàng thay đổi một người nhất. Cha nhìn ra được, Gia Bảo nó rất thích con đó. Chỉ cần lợi dụng ở cái điểm này thôi, không có sợ nó không ngoan ngoãn nghe lời. Cái loại lời nói này một người cha có thể nói ra được hay sao chứ? Diều Nhật Hiền trừng mắt liếc bạn già của mình. Khang Khang à, con đừng mất có nhậu ngay là công già của con. Lúc này á, không có thể nào lợi dụng tình cảm một cách hồ đồ được đâu. Con hẳn đợi thêm mấy ngày nữa đi. Khi mà hai bên đều tỉnh táo lại, hảo hảo cùng với Gia Bảo nói chuyện, xem là từ nay về sau nên sống chung như thế nào đây. Tiễn cha và ba ba, Kỳ Khang Chi ôm con gái, mắt to, trừng mắt nhỏ. Nhà nhà, con có nghe thấy không chứ? Ông đã nói là có phải trước có đổi lý không chứ? Nhà nhà nghe không hiểu, đôi mắt nghe thơ chớp chớp. Gì? Cha sẽ làm gì với ba ba chứ hả? Kỳ Khang Chi lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt, hôn lên trên trán xinh đẹp của con gái mình một cái. Kế tiếp sẽ để xem cái biểu hiện của ba con đó.
Nếu làm không tốt là sẽ không cho ba ba của con chơi với nhà nữa. Cô bé con nhìn cha của mình cười thật là quỷ dị, nhăn lại cái đôi mày giống hệt với ba ba của mình. Bé đầu óc đơn thuần không có hiểu được dụng tâm tà ác của cha. Chuột trắng nhỏ bị người tính kế đang ở nhà đột nhiên lại hắt hơi một cái, trong lòng âm thầm hối hận, nhất định là con gái đang nhắc mình rồi à. Ồ, cậu cũng nhớ con gái của mình lắm. Mỗi buổi tối cậu đều ôm lấy thân thể mềm mại mang cái mùi sữa của con gái, chơi cùng với con của mình một lúc rồi mới chịu ngủ. Bây giờ về nhà rồi, trên giường thì rộng thênh thang, chỉ có một mình cô đơn. Chuột trắng nhỏ nước mắt lưng tròng vuốt vài cái gối ôm mà mình thích nhất. Rốt cuộc vẫn là không có cách nào quen được cái cảm giác cô đơn không người ôm ấp này. Thật là đáng chết mà. Mình lại nghĩ đến hắn ta làm cái quái gì chứ. Không chỉ đến hắn ta, nhớ đến con gái là được rồi. Đôi mắt của con gái giống hệt như của mình vậy đó. Chỉ là xuống chút nữa thôi thì giống như cái tên xấu xa kia. Ồ, chuột trắng nhỏ đem đầu của mình chôn vào trong gối buồn bã. Già khỏa thối ta, rõ ràng đã để cho mình về nhà, vậy mà không thèm gọi cho mình một cú nào cả. Cũng là không có tới đây xin lỗi nữa, ngay cả một tin nhắn cũng đã không có. Một chút cũng là không quan tâm đến cậu, thực sự là quá ghê tởm mà. Kỳ thực thì cái kẻ xấu xa kia không có phải là không có gọi điện thoại đến, chỉ là người ta trực tiếp gọi thẳng cho cha của cậu mà thôi. Cha, con đang khăn chi đây? Dạ, có cái chuyện này, con rất là muốn thương lượng với hai người một chút. Thôi được rồi, con yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ lợi thực lực phối hợp mà. Cúp điện thoại xong, Phan Tích Bình tựa vào trong lòng của lão công mình, trên mặt có vài phần không đành lòng. Thật sự phải làm như vậy hay sao chứ? Bảo sao có thể làm được đây? Tuy là bình thường, Phan Tích Bình so với lão công lớn hơn rất nhiều, nhưng mà trong cái nhà này, lão công mới là cái người ra quyết định cuối cùng, nhất là những cái chuyện quan trọng. Hứa Niệm Ân thở dài. Hey, chẳng lẽ em đây muốn đợi xem bọn nó ly hôn xong sao? Kỳ từ thì Can Chi cũng không có sai điểm nào cả. Nếu như Bảo cứ tiếp tục như thế này, cho dù là bây giờ có quả hảo cũng là không thể nào lâu dài được. Vợ chồng vốn là một thể, nếu mà Khang Chi không ngừng đi tới, Bảo thì suốt ngày cứ đi yên tại chỗ bất động, sao nó có thể cùng với Khang Chi đi hết cái con đường được chứ? Xã hội bây giờ có rất nhiều cám dỗ đó. Khang Chi lại ưu tú đến như thế, Bảo nhà của chúng ta mà không có nắm chắc được thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác chen vào thôi. Đến lúc đó chúng ta cho dù là có hối hận cũng là không kịp rồi. Phan Tích Bình so với con trai hiểu chuyện hơn, ngậm lại cảm thấy cũng đúng, không nói thêm nữa, quay lưng lặng yên. Nè, em sao vậy chứ? Hứa Niệm Ân từ phía sau ôm lấy người yêu. Phan Tích Bình đỏ cả hai mắt, thanh âm ngang ngào. Em chỉ là cảm thấy mình không có trách nhiệm dạy dỗ Bảo cho tốt. Từ trước cho tới giờ nó chưa từng chịu khổ cực, lần này không biết nó sẽ phải đối mặt như thế nào nữa. Đến lúc này Hứa Niệm Ân không có cái cách nào để mà thu hồi lại cái lời đã hứa với con rể của mình, bởi vì đây chính là tốt cho con trai của mình, vì vậy không có thể nào mềm lòng được. Thế là khi Hứa Gia Bảo tỉnh lại, có một cái việc phi thường không ổn đang đợi cậu. Trên bàn bày ra một cái tờ giấy trắng mực đen, in đậm bốn chữ to: Hiệp nghị ly thân.